Bùm bùm. Khoảnh khắc Hử trưởng lão tung một quyền ấn đánh nát ảo ảnh rồng vàng thì người đồng hành đã gặp tổn hại nặng, trong lòng lão cực kỳ tức giận. Hử trưởng lão lại muốn nhào qua nhưng Lục Lâm Thiên lại xuất hiện trước mặt lão, quyền ấn đấm tới cộng thêm không gian thuộc tính thổ phong kín gắt gao không gian trước mặt Hử trưởng lão. Growl. Tiếng đao ngân rồng ngâm lại vang lên từ thân đao, thanh âm xuyên thấu không gian, bao phủ không gian, tất cả người đảo Khôn Dương run lẩy bẩy vì tiếng rồng ngâm này. Lúc này khóe môi Đại Hồn Anh cong lên nụ cười nhạt. Chơi vui vẻ với các ngươi vậy. Đại Hồn Anh cầm huyết lục, đao lóe lên ánh sáng đỏ quỷ mị. Sát khí tràn ngập, đao quang bắn ra. Đao quang một mảnh huyết sắc, thoáng chốc năng lượng thiên địa trong trời đất trở nên cực kỳ cuồng bạo, khí thế Đại Hồn Anh biến sát khí ngập trời. Vang tiếng quát khẽ. Tên thứ hai. Huyết lục vạch ra, thoáng chốc đao quang ngàn thước bắn ra. Vù vù vù. Linh tôn tam trọng hoàn toàn không thể nhúc nhích, không gian đông lại làm gã không trốn thoát được. Một đao chém xuống, vòng sáng phòng ngự bẻ gãy nghiền nát tan vỡ, Hồn Anh cũng không thể thoát khỏi, thân hình gã từ đỉnh đầu bị chém thành hai nửa. Đại Hồn Anh hét to. Tên thứ ba. Đao quang xé gió tăng vọt bay ra, ở giữa không trung vạch đường cong quang nhẫn màu đỏ xé gió, sóng không gian xung quanh như rút đao chém nứt nước từ hai bên giạt ra. Đao quang giấy lên tiếng sấm sét chém vào cương khí phòng ngự của Vũ Tôn Tứ Trọng. Răng rắc. Đao quang chém xuống, không gian lộ ra vòng sáng đen ngòm. Vũ Tôn Tứ Trọng không có sức chống cự lại. Mắt Vũ Tôn Tứ Trọng bối rối. Ta liều mạng với ngươi, Hồn Anh tự bảo. Vũ Tôn Tứ Trọng tự biết không còn cơ hội sống sót, ánh mắt lạnh lẽo không chút do dự kết các thủ ấn quái dị. Thân hình Vũ Tôn trướng to như ẩn như hiện. Xung quanh cơ thể gã xuất hiện khe nứt không gian làm tim người đập nhanh. Ánh mắt Đại Hồn Anh âm trầm nhưng không để bụng. Hồn Anh tự bảo sao? Vũ Tôn Tứ Trọng tự bảo Hồn Anh uy lực cùng lắm tương đương cường giả tôn cấp tứ trọng đỉnh phong dốc sức đánh một kích, sánh bằng tôn cấp ngũ trọng. Đại Hồn Anh sớm không e dè lực công kích của cường giả tôn cấp ngũ trọng. Dương Vũ Tôn giả Dương Tề Thiên hết hồn. Lưu trưởng lão. Dương Vũ Tôn giả Dương Tề Thiên hoàn toàn không ngờ đến cảnh này. Lục Lâm Thiên có phân thân, thực lực cường đại như thế, thoáng chốc hai trưởng lão tôn cấp bị giết, Lưu trưởng lão Vũ Tôn Tứ Trọng bị ép tự bảo Hồn Anh. Vũ Tôn Tứ Trọng thê lương quát to. Hồn Anh tự bảo. Thân hình chướng lớn nổ tung, cùng lúc đó Đại Hồn Anh Lục Lâm Thiên một đao chém vào cơ thể chướng lớn nổ tung kia. Bùm bùm bùm. Đao quang màu đỏ, kinh khí khủng bố khuếch tán. Trong không gian xới tung một cái lỗ sâu to lớn, không gian nổ bộc phát ra ánh sáng chói lòa mù mắt. Lực lượng ngập trời khuếch tán, từng khe nứt không gian lan tràn trên bầu trời. Xoẹt! Trong kình khí ngập trời, Đại Hồn Anh lướt qua, cùng với không gian bốn phía dao động, Đại Hồn Anh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dương Vũ Tôn giả Dương Tề Thiên. Dương Tề Thiên giống to. Lục Lâm Thiên, ta liều mạng với ngươi. Dương Tề Thiên vỗ trưởng ấn. Chân khí tuôn nhanh ra từ cơ thể kéo theo năng lượng thiên địa hùng hồn dây lát tụ thành trưởng ấn Vân Dương Tông trong không trung. Trưởng ấn vỗ vào Đại Hồn Anh Lục Lâm Thiên, đây là Dương Tề Thiên liều mạng. Xoẹt! Đối diện trưởng ấn ập đến, Đại Hồn Anh cười khẽ. Huyết lục bắn ra đao quang mang theo sát khí phô thiên cái địa ập đến. Răng rắc! Đao quang màu đỏ kèm theo tiếng rít sắc nhọn chói tai nhanh như tia chớp rạch phá không gian. Nơi đao quang xẹt qua không gian bị cắt vỡ ngàn thước. Dưới đao quang không phải khe nứt sóng không gian mà là khe nứt không gian thực chất hóa, lộ ra ánh sáng đen thăm thẳm đáng sợ. Răng rắc. Trưởng ấn to lớn bị đao quang chém nát vụn rơi thẳng xuống mặt đất bình nguyên. Nơi đao quang xẹt qua mặt đất nứt ra khe sâu lan tràn đến phương xa. Đao quang khủng bố, khí thế làm lòng người lạnh lẽo. Xoẹt. Cùng lúc đó Đại Hồn Anh hiện ra ngay. Đã đến trước mặt Dương Tề Thiên. Mấy cấm chế cùng rơi vào người Đại Hồn Anh, đôi mắt gã tràn ngập kinh sợ. Cấm chế rơi xuống, lực lượng tự bảo của Hồn Anh cũng không còn. Thiên Sí Tuyết Sư giống to. Growl. Cường giả vương cấp của đảo Khôn Dương không đánh lại Thiên Sí Tuyết Sư, lần lượt từng người chờ bị giết. Dù là tốc độ hay thực lực đều không bằng Thiên Sí Tuyết Sư. A. À, từng tiếng hét thảm, các cường giả vương cấp bị giết. Bọn họ vốn có chút trận pháp nhỏ nhưng lúc này không có cơ hội thi triển. Đại Hồn Anh bắt Dương Tề Thiên trong tay, chẳng muốn truy sát đám cường giả vương cấp này, để mặc Thiên Sí Tuyết Sư xử lý. Biến đổi trong chớp mắt làm giản trưởng lão,
Khúc trưởng lão hoàn toàn biến sắc mặt, ánh mắt kinh sợ nói. Khốn kiếp, Đào Khôn Dương ta không để yên cho các ngươi. Trước khi bọn họ tấn công e rằng không ngờ đến chuyện này, không thì bọn họ nào dám báo thù. Hử trưởng lão tức giận quát. Lục Lâm Thiên, hôm nay ta phải nghiền xương ngươi ra cho. Hử trưởng lão nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, mắt tóe lửa. Từng đợt lực công kích không ngừng oanh kích, cả không gian vang tiếng nổ ầm ầm. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Không ngờ các ngươi thật sự chơi không nổi, ta đã sớm cảnh cáo ngươi rồi. Đối diện đòn công kích từ hử trưởng lão Vũ Tôn Bát Trọng thì Lục Lâm Thiên liên tục bại lui, nhưng chỉ có thế, không bị tổn hại gì. Hử trưởng lão bị chọc tức mặt xanh mét. Trong không trung, khúc trưởng lão Linh Tôn thất trọng con người bắn ra sát ý. Tiểu tạp trùng, đi chết đi. Trán khúc trưởng lão nổi lên luồng sáng, ánh sáng rụt về hiện ra một cây gậy dài màu trắng. Hình dạng gậy dài màu trắng rất kỳ dị, một đầu nhọn, đầu kia có đao nhẫn lóe ánh sáng lạnh, chính giữa là hình lăng giác nhô lên. Toàn cây gậy có bí văn quấn quanh, dường như bí văn có thể kéo theo năng lượng thiên địa. Uy áp hùng hồn phát ra, hồn khí loại công kích đẳng cấp đỉnh huyền giai, rất gần với địa giai. Xoẹt. Trường côn hồn khí màu trắng nằm trong tay, ánh mắt lão nhân âm trầm hô gậy vạch mấy đốm sáng đường cong. Trong khoảnh khắc khe nứt đen ngòm lan tràn mang theo khí thế rung động linh hồn. Đối thủ đã thi triển linh khí nhưng Lục Tâm Đồng cũng không dễ đối phó. Tử linh hồn năng giáp. Thân hình thướt tha thụt lùi, lòng máy động. Ánh sáng màu tím lóe lên trên người Lục Tâm Đồng. Một bộ giáp màu tím khoác lên người Lục Tâm Đồng. Linh hồn lực hùng hồn quanh quẩn, bộ giáp màu tím kín không kẽ hở bao quanh người Lục Tâm Đồng vẽ ra đường cong động lòng người, càng toát ra khí cổ xưa. Cùng lúc đó, thủ ấn trong tay Lục Tâm Đồng biến đổi, chán bắn ra một luồng sáng màu vàng. Két két két. Ánh sáng vàng bay ra, thanh âm xuyên kim phá ngọc truyền ra. Tiếng két két cùng với thân hình xích kim độc chu hiện ra. Những cái càng toàn thân nó và hai càng trước toát ra luồng khí độc. Lục Tâm Đồng nhìn công kích hồn khí ập đến, tay ngọc vùng lên. Đi! Cơ thể to lớn dữ tợn của xích kim độc chu mấp máy, lực lượng thú hồn mạnh mẽ tuôn ra. Cái miệng dữ tợn toát ra làn khói màu đỏ rực từ người xích kim độc chu kết thành cái lưới lớn. Trên cái lưới to màu đỏ rực đính kèm khói độc đầy trời, thú hồn bàng bạc chụp xuống. Khói độc không chỗ nào không có, lực lượng thú hồn bao chặt chẽ linh khí trường côn hồn khí màu trắng của khúc trưởng lão. Mé bên không trung, giản trưởng lão nhìn hử trưởng lão tấn công mãi không đánh gục được đối thủ, đệ tử trong đảo bị đánh chết gần hết còn bản thân thì không thoát ra được. Đối phương là vũ tôn thất trọng nhưng lực lượng không thua kém gì giản trưởng lão, từng đợt công kích đẩy lùi lão, giờ chỉ đành dốc hết sức ra. Bùm! Hai người lại tung ra lực công kích va chạm vào nhau, hai luồng năng lượng mạnh mẽ đỡ upsilon.ng độ, tiếng nổ như sấm vang lên. Năng lượng va chạm tựa như thiên thạch, cả không trung run rẩy, sóng gợn năng lượng khủng bố lan tràn từ giữa không trung. Năng lượng va chạm, không gian sụp đổ ra cái lỗ sâu to lớn, màu đen thăm thẳng khiến tim người đập nhanh rồi lại mau chóng trở lại như cũ. Thân hình hai người cùng bị đẩy lui. Xoẹt! Giản trưởng lão bị đẩy lui. Quanh người ẩn dưới bộ giáp màu đỏ rực, một thanh đại đao đỏ thẫm nằm trong tay lão. Bí văn bao quanh đại đao, khí thế sắc bén hùng hồn đến khủng bố, không khó nhìn ra đẳng cấp vũ linh khí địa giai. Vũ linh khí địa giai xuất hiện trong tay, giản trưởng lão hét to một tiếng. Chết đi! Ánh mắt giản trưởng lão cực kỳ âm trầm, thân hình không chút ngừng lại, tựa như quỷ mị kéo theo một chuỗi tàn ảnh, đại đao giấy lên lực lượng cường đại bắn ra ngọn lửa chói lòa như thực chất. Tựa như lửa lan tràn giữa không trung. Vù vù vù. Ngọn lửa ngập trời, đao quang lửa bắn ra, kinh khí trước tiên đè ép không khí. Sóng không gian xung quanh bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, đao quang làm không gian vỡ ra từng tấc lộ không gian đen thui. Tiếng xé gió sắc bén giấy lên tiếng nổ, đao quang chém vào Dương Quá. Tốc độ khá nhanh, Dương Quá nhìn đao quang nóng cháy nhanh như tia chớp chém xuống trước mặt, khí tức quái dị quanh thân gã đồng hóa sóng không gian. Thi triển thực lực thời gian, thân hình chớp mắt biến mất tại chỗ. Ầm ầm ầm. Dương Quá né qua, nhưng đao quang cắt không gian một cái lỗ sâu hóm, khe nứt không gian lộ ra tia sáng đen đáng sợ. Cùng lúc đó, đao quang đỏ rực rơi xuống đất, mặt đất nứt rạn, đá vụn văng tung tóe lộ ra khe rãnh dài ngàn thước sâu không thấy đáy. Vù vù vù. Bình nguyên man hoang, lúc này bốn phía một mảnh khô vàng.
đao quang lửa đánh xuống khựng ở bên ngoài, ngọn lửa ngập trời bừng lên đốt kêu răng rắc, cho bụi tung tóe. Cùng lúc đó thân hình dương quá như quỷ mị xuất hiện sau lưng Giản trưởng lão, giơ tay lên bắn ra một luồng sáng vàng. Ong ong ong, cùng với một tiếng sấm nổ, ánh sáng vàng thu lại lộ ra thanh kiếm rộng màu hoàng kim. Tiếng phong lôi ầm ĩ không dứt, năng lượng cuồn cuộn quanh thân chấn động sóng không gian sôi sục như nước nóng. Giản trưởng lão cảm nhận được dương quá vòng ra sau lưng mình, nghe tiếng kiếm ngân thì tim đập nhanh. Nguy rồi! Tiếng kiếm ngân làm Giản trưởng lão thót tim, phụt xoay người, thấy dương quá đứng trong không trung sau lưng lão. Giản trưởng lão linh cảm không may nên không chút do dự, chân khí phô thiên cái địa rót vào đại đao đỏ rực. Đao quang bắn ra, không gian run rẩy. Đột nhiên nhát đao xé rách không gian bắn hướng dương quá. Dương quá cười khẽ. Phá! Hai tay dương quá cầm kiếm giơ chấn thiên lên, cánh tay vung. Chấn thiên bắn ra luồng kiếm quang. Ong ong ong! Chớp mắt bầu trời gió mây biến sắc, bên trên chấn thiên sấm chớp đì đùng, hư không tối tăm. Chấn thiên ngân vang như sư giống phượng ngâm, như phong lôi ầm ầm. Không gian trong tĩnh lặng đột nhiên run rẩy, một luồng kiếm quang hiện ra, kiếm khí sắc bén hùng hồn tiết ra ngoài. Xung quanh kiếm quang, cả không gian vỡ ra từng tấc, khí thế kinh người đè ép thiên địa. Kiếm quang giáng xuống va chạm với đao quang lửa của Giản trưởng lão. Đao quang lửa bắn tung tóe đột nhiên bị cản lại. Không gian kêu răng rắc nổ cái bùm. Răng rắc, kiếm quang lao nhanh tới, chớp mắt chấn phá đao quang. Trong khoảnh khắc không gian bị phá nát mang theo khe nứt đen ngòm thẳng tới trước mặt Giản trưởng lão. Là thần khí sao? Nhát kiếm này khí thế huân thiên hách địa, làm cho Giản trưởng lão tim đập chân run, sợ teo tim. Đại đao đỏ rực trong tay Giản trưởng lão lại chém ra, lửa tụ tập. Quanh đại đao lộ ra vòng sáng đen thui ầm ầm chém hướng kiếm quang mạnh mẽ ập đến. Bùm! Sau tiếng nổ trầm thấp, kiếm quang chém vào thân đao hơi khựng lại một giây rồi kiếm quang trầm xuống. Đại đao đỏ rực đẳng cấp phũ linh khí địa giai trong tay Giản trưởng lão bị nứt ra thành hai. Cùng lúc đó dương quá xuất hiện. Chết đi! Không gian thuộc tính thổ giáng xuống, lực lượng thời gian phụ trợ, chấn thiên lại chém nhát kiếm xuống trúng người Giản trưởng lão. Ngay lúc này Giản trưởng lão muốn trốn nhưng phát hiện không thể làm được. Không biết tại sao nhát kiếm chém xuống tốc độ vượt dự đoán của Giản trưởng lão, không gian đông lại. Tu vi vũ tôn bát trọng của Giản trưởng lão nhưng không thoát khỏi vũ tôn thất trọng khống chế được. Giản trưởng lão nhìn kiếm quang không thể ngăn chặn nữa giáng xuống, con người lão co rút, thật sự cảm nhận nỗi hãi hùng khiến tim đập nhanh. Giản trưởng lão chợt hiểu ra, ba người Lục Lâm Thiên Toàn là biến thái, thực lực đã đến mức độ lão không đối kháng nổi. Bọn họ không nên chọc vào ba người Lục Lâm Thiên. Vù vù vù, chấn thiên chém kiếm xuống xẻ từ đỉnh đầu Giản trưởng lão, áo giáp mặc trên người như làm bằng đậu hũ không bị ngăn trở. Thân hình một đao hai nửa, không giọt máu nào bắn ra. Khi thân hình Giản trưởng lão tách rời bỗng hóa mảnh vụn. Xoẹt, cùng lúc đó, một luồng sáng trắng bừng lên, bay nhanh đi. Vào phút chỉ mảnh treo chuông, Giản trưởng lão dù gì là cường giả tôn cấp bát trọng, lại sử dụng hồn anh nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng Giản trưởng lão không gặp may chút nào, hồn anh vừa mới bỏ chạy một bóng người xuất hiện trước mặt lão. Hồn anh bỏ chạy, ngươi cũng muộn rồi. Lực hút to lớn bao phủ không gian, hồn anh vừa mới bỏ chạy, thực lực hao tổn nhiều. Hiện tại lực hút quá mạnh, dường như nó chuyên môn khống chế hồn anh, làm Giản trưởng lão không trốn thoát được. Hồn anh Giản trưởng lão khẽ la lên. Mạng ta tiêu rồi. Lòng Giản trưởng lão cho tàn, hồn anh cũng không thể trốn thoát. Xuất hiện trước mặt Giản trưởng lão của đảo Khôn Dương là Đại Hồn Anh Lục Lâm Thiên. Đại Hồn Anh một tay xách Dương Tề Thiên, một tay phát ra lực hút ngập trời hóa thành vòng xoáy bao phủ quanh thân Giản trưởng lão, nuốt lão vào. Hồn Anh vũ tôn bát trọng, đối với Đại Hồn Anh thì đúng là vật đại bổ. Dương Tề Thiên chính mắt nhìn thấy tất cả, đôi mắt xám cho, biểu tình cực kỳ buồn bã. Giản trưởng lão. Dương Tề Thiên càng rung động thực lực của ba huynh muội Lục Lâm Thiên. Nhưng hối hận đã không kịp. Hử trưởng lão tức giận quát. Khốn kiếp. Sư đệ bị đánh chết, rất nhiều đệ tử trong đảo bị đồ sát, hử trưởng lão đã tức phát điên. Một tiếng quát ẩn chứa tiêu sát phát ra từ miệng hử trưởng lão đã giận đến điên cuồng. Thiên hỏa lang hồn trưởng. Chân khí thuộc tính hỏa trong người hử trưởng lão nhanh chóng tuôn ra kéo theo năng lượng thiên địa hùng hồn chớp mắt tụ tập năng lượng khổng lồ trong không trung.
Năng lượng tụ lại, từng đợt lửa nóng cháy tựa như biển lửa gào thét xuất hiện. Uy áp nóng rực tràn ngập tựa mặt trời đỏ mọc hướng đông nhuộm không gian to lớn thành màu đỏ rực lửa nóng. Grao! Trong biển lửa, một con hỏa lang to ngàn thước lao ra, lửa lan tràn toàn thân. Trong phút chốc không gian như lò lửa, uy áp kinh người, khí nóng đè ép, cực kỳ rung động. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng. Vũ kỹ địa cấp cao giai. Uy lực của vũ kỹ này cực kỳ cường đại, uy thế khá mạnh. Hử trưởng lão lạnh lùng quát, thanh âm vang vọng toàn bộ không gian. Tiểu tạp chủng, chịu chết đi. Grao! Hỏa lang ảo tựa như vật sống xông lên, che đậy không gian to lớn. Lửa nóng rực như mặt trời giáng xuống, nhiệt độ nóng cháy đáng sợ đột phá bùng nổ giữa không trung. Nhiệt độ cao nhuộm các khe nứt đen ngòm thành màu đỏ thẫm. Hỏa lang nhào lên, lực lượng hủy diệt làm không gian dọc đường đi đều biến mất. Uy thế kinh người là thế nhưng Lục Lâm Thiên mỉm cười, không hề né tránh. Lục Lâm Thiên nhìn hỏa lang khổng lồ khủng bố trên bầu trời, đôi mắt đen lấy dâng lên sát ý. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Dứt lời, trước mặt Lục Lâm Thiên là thuộc tính thổ thời không lao ngục uy lực gấp 8 lần khuếch tán trong không trung. Thời không lao ngục uy lực gấp 8 lần khuếch tán, không gian lung lay sắp sụp. Năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc bỗng chốc tụ tập lại, cả không gian như đóng băng bao phủ phạm vi mấy ngàn thước. Hỏa lang ảo hủy thiên diệt địa kia cũng bị bao phủ vào trong. Grao! Đột nhiên bị không gian trói buộc, hỏa lang gầm giống, thân hình khổng lồ muốn vùng thoát thời không lao ngục nhưng khó thể làm được. Không gian xung quanh vỡ ra từng tấc rồi dây lát sau phục hồi lại ngay, dây dưa không dứt. Thấy công kích mình ngưng tụ bị nhốt, hử trưởng lão hoàn toàn biến sắc mặt. Lực công kích quái dị làm hử trưởng lão rung động. Lúc này Lục Lâm Thiên ở trong thời không lao ngục bao phủ, đứng trong không khí. Thời không lao ngục uy lực gấp 8 lần chỉ miễn cưỡng áp chế vũ tôn bát trọng, chưa thể đánh gục được. Tay Lục Lâm Thiên kết ấn kỳ dị, lại thì thào. Thổ sinh kim. Dứt lời người Lục Lâm Thiên chợt bừng lên ánh sáng vàng tựa như mặt trời bắn lên cao, ánh sáng vàng lấp lánh. Khí tức cực kỳ xa lạ lan tràn, khí thế sắc bén tiêu sát. Trong khoảnh khắc này ngước nhìn lên trời cao, không hiểu sao toàn thân hử trưởng lão cứng lại. Năng lượng thuộc tính kim của Lục Lâm Thiên nhanh chóng rót vào thời không lao ngục, không gian run rẩy như thiên địa sao động. Chỉ giây lát thời không lao ngục uy lực gấp 8 lần sao động, năng lượng thuộc tính thổ dày nặng biến mất, uy năng vô hình mới tràn ngập khí sắc bén sát phạt, khí tức cực kỳ bá đạo thổi quét thiên địa tựa như toàn không gian tan vỡ. Ầm ầm ầm. Cũng trong khoảnh khắc này, bên ngoài thời không lao ngục diện tích không gian thuộc tính kim đã lên đến vạn thước. Ánh sáng vàng bao phủ vạn thước. Bên ngoài phạm vi, mép không gian vỡ nát, ánh sáng vàng chói lòa, từ phía gió nổi mây phun, trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét, sấm chớp đì đùng. Hử trưởng lão nhìn tất cả, uy thế làm lão ngạc nhiên mờ mịt quan sát bốn phía. Đây là... Chốc lát sau hử trưởng lão nghĩ đến điều gì, khuôn mặt gài nua vặn vẹo. Biểu tình hử trưởng lão giật mình hoảng sợ. Nguy rồi, là vũ khí thiên giai. Hử trưởng lão giật mình hoảng sợ. Đứng như trời trồng, linh hồn run rẩy. Hử trưởng lão cảm giác tim đập nhanh quá hoặc đã ngừng đập, chân khí trong người bị áp chế tuyệt đối. Hử trưởng lão chưa từng nghĩ rằng Lục Lâm Thiên tu luyện vũ kỹ thiên giai thành công. Trong thời không lao ngục thuộc tính kim, ánh sáng vàng lấp lánh khuếch tán, hỏa lang ảo khổng lồ nằm trong đó, không thể nhúc nhích, thân hình bị đông lại. Khí thế sắc bén lưỡi dao tiêu sát, con người thú ảnh hỏa lang co rút, thân hình ảo dần tan biến. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng. Phá! Thủ ấn vỗ phía xa, không gian thời không lao ngục chợt có một cánh to tỏa ánh sáng vàng rực rỡ phá không bay ra, một tay vỗ vào hỏa lang. Răng rắc! Hỏa lang bị đập tan cùng với không gian vỡ vụn, lộ ra hư không đen ngòm to lớn. Thủ ấn màu vàng không tan biến, sau đó vỗ vào người hử trưởng lão tựa như một thủ ấn to lớn vỗ mạnh vào không gian quanh thân hử trưởng lão. Không chút phòng ngự. Hử trưởng lão phun ngụm máu. Phụt. Dầm. Hử trưởng lão bay ngược ra sau đánh bay bình nguyên bên dưới, thủ ấn màu vàng đè xuống. Phạm vi mấy dặm bị thủ ấn màu vàng bao trùm. Bùm bùm bùm. Bình nguyên bên dưới núi sụp đất nứt, phạm vi vài dặm bị bàn tay khổng lồ màu vàng vỗ thành cho tàn. Mặt đất lõm xuống, sóng gợn năng lượng cuồng bạo, từng đợt dao động như thực chất điên cuồng khuếch tán. Mặt đất rung rinh, đất xung quanh thành cho tàn.
chính giữa lộ ra trưởng ấn 5 ngón to mấy dặm. Tất cả biến mất, không trung phong vân biến sắc lại trở về sáng tỏ, uy năng khủng bố khiến người thót tim. Bỗng Lục Lâm Thiên cảm giác được gì, biến sắc mặt quá to. Nguy rồi. Lục Lâm Thiên lao nhanh xuống, hét to một tiếng. Đại địa vô ảnh cước. Chân Lục Lâm Thiên dẫm đân, ánh sáng vàng chợt lóe dưới chân hắn. Một tàn ảnh giấu chân bay ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi với thế sấm sét tụ thành bão tố thổi quét tất cả. Năng lượng khủng bố chấn vỡ sóng không gian rồi dẫm mạnh xuống hố to thủ ấn. Bùm bùm bùm. Vang tiếng nổ trầm đỡ upsilon, c, mặt đất nứt rạn. Chân Lục Lâm Thiên dẫm đất, trong hố to thủ ấn, một khe nứt mặt đất nổ tung kéo dài ngàn thước. Bùm. Cách ngàn thước, kinh khí phóng lên cao trực tiếp oanh kích một thân hình văng lên không trung, phun ngụm máu ra. Khúc trưởng lão đang khổ chiến với Lục Tâm Đồng đột nhiên thê lương hét to. Sư huynh chạy mau đi, sau này báo thù cho chúng ta là quan trọng hơn. Ta liều mạng với các ngươi. Khúc trưởng lão kết thủ ấn kỳ dị, hét to một tiếng. Hồn anh tự bảo. Khúc trưởng lão dứt lời liền kết thủ ấn, thân hình căng phồng lên, khí thế nâng cao kỳ lạ. Khúc trưởng lão lao vào Lục Tâm Đồng. Lục Lâm Thiên luôn chú ý tinh thần quan sát toàn trường, đại hồn anh nhìn chăm chú không gian trong phạm vi. Lục Lâm Thiên giật mình kêu lên. Tâm Đồng cẩn thận. Linh tôn thất trọng tự bảo hồn anh thì thực lực ngang ngửa linh tôn bát trọng. Tuy Tâm Đồng đủ mạnh để đấu với linh tôn thất trọng nhưng khi đã tự bảo thì Lục Lâm Thiên rất lo lực phòng ngự của nàng. Biểu tình Lục Tâm Đồng trầm trọng, thúc giục kim xích độc chu ngăn trước mặt khúc trưởng lão, nàng nhanh chóng thụt lùi. Tiểu tạp chủng, ta chết chung. Với các ngươi, chỉ giây lát khí thế của khúc trưởng lão đã lên đến cực độ, thân hình trướng to như ẩn như hiện. Xung quanh thân hình khúc trưởng lão xuất hiện khe nứt không gian làm tim người đập nhanh. Bùm! Thân hình khúc trưởng lão căng phồng nổ tung, linh lực hùng hồn và linh hồn lực phô thiên cái địa ập đến. Cẩn thận! Cùng lúc đó ánh sáng xanh rực rỡ, Lục Lâm Thiên chạy đến bên cạnh Lục Tâm Đồng, huyễn ảnh thanh vũ rực sau ưng hắn đã dương ra, hai cánh khép bảo vệ Lục Tâm Đồng vào trong. Bùm bùm bùm! Khúc trưởng lão tự bảo hồn anh, không gian run rẩy. Trong không gian hiện ra mấy cái lỗ sâu to lớn bên trong phát ra ánh sáng xanh chói mắt, lực lượng ngập trời khuếch tán. Cả không gian nổ tung, từng khe nứt lan tràn trên bầu trời. Răng rắc, kinh khí khủng bố xé rách kim xích độc chu trước mặt khúc trưởng lão thành mảnh nhỏ. Không gian nổ tung trong không trung, khe nứt thực chất hóa lộ ra tia sáng đen sâu thẳm làm tim người đập nhanh. Kinh khí mạnh mẽ thổi quét đập mạnh vào huyễn ảnh thanh vũ rực của Lục Lâm Thiên. Huyễn ảnh thanh vũ rực dương rộng cánh ra đánh tan tác kình khí ngập trời. Lục Tâm Đồng phun máu đỏ, mặt tái xanh. Phụt, lúc này Dương Quá cũng chạy lại. Tam muội, sao vậy? Lục Tâm Đồng ngước đầu lên nói. Đại ca, muội không sao, nhưng kim xích độc chu bị hủy, linh hồn của muội bị ảnh hưởng chút ít nên bị thương nhỏ. Lục Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm. Người không bị gì thì tốt rồi, lần sau phải cẩn thận một chút. Tuy kim xích độc chu là báu vật, trợ lực lớn cho Lục Tâm Đồng nhưng so với việc nàng không bị thương nặng thì kim xích độc chu chẳng là gì. Lục Tâm Đồng quát to. Chó già đảo khôn dương này liều thật, tự bảo hồn anh. Mắt đẹp long lên sòng sọc, kim xích độc chu bị hủy làm Lục Tâm Đồng đau lòng muốn chết. Lục Lâm Thiên nghiêm túc nói với Lục Tâm Đồng. Lần sau ra tay phải giết ngay, không thể sơ sẩy. Mới nãy Lục Tâm Đồng chưa đánh hết sức. Lục Tâm Đồng nhỏ giọng nói. Muội vốn định giam giữ chó già cho ca ca tăng cường tu vi, không chẳng đến lỗi thế này. Lục Tâm Đồng cố gắng muốn giam cầm đối phương nhưng không ngờ chó già kia không dễ chọc. Lục Lâm Thiên nhìn Lục Tâm Đồng, lòng ấm áp nhưng ngoài mặt nghiêm túc nói. Nhà đầu này mới rồi suýt bị thương nặng, sau này đối xử bất cứ địch thủ nào cũng không được sơ sẩy. Lục Tâm Đồng gật đầu nói. Muội biết rồi. Thiên Sĩ Tuyết Sư thu nhỏ thân hình to lớn thành mười mấy thước xoay quanh tầm thấp. Chủ nhân, có mấy tên chạy trốn, xa quá nên ta không đuổi theo. Nhiều người đảo khôn dương vội vàng chạy tứ tán, dù tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh nhưng không thể truy sát hết. Dương Quá nhướng mày nói. Vũ Tôn Bát Trọng kia cũng chạy rồi. Chỉ chậm trễ một lát Vũ Tôn Bát Trọng đã chạy không còn bóng dáng, muốn đuổi theo cũng không kịp. Lục Lâm Thiên sắc mặt âm trầm nói. Thôi, chó già cần mấy chục năm mới chữa lành được.
Gặp thời không lao ngục uy lực gấp 16 lần hoàn toàn gây tổn thương nặng lão nhưng không truy sát được, mới rồi Lục Lâm Thiên không ngờ Vũ Tôn Bát Trọng là vũ giả song hệ, còn có một loại thuộc tính thổ. Cộng thêm Linh Tôn Thất Trọng này tự bạo hồn anh, nếu không thì Vũ Tôn Bát Trọng đã không chạy trốn dễ vậy. Nhìn xung quanh, bảy tôn giả đảo Khôn Dương có 5 người chết, một Vũ Tôn Bát Trọng, một Linh Tôn Thất Trọng cũng chết, mấy chục cường giả vương cấp đi bán muối, Lục Lâm Thiên rất vừa lòng với thu hoạch này. Đảo Khôn Dương một lần nữa bị tổn hại nặng, đủ làm đảo Khôn Dương tức tói máu. Trong lòng Lục Lâm Thiên không định bỏ qua như vậy, đảo Khôn Dương dám ra tay với hắn nửa đường, món nợ này đối với hắn hiện tại không dễ bỏ qua. Xoẹt! Đại hồn anh trở lại trong trán Lục Lâm Thiên, Dương Tề Thiên vào tay hắn. Dương Tề Thiên bây giờ mắt xám xịt, biến cố trong thời gian ngắn ngủi. Xuất động Hử trưởng lão, Giản trưởng lão, Khúc trưởng lão. Ba trưởng lão cường giả đi tử vong thâm uyên nhưng không ngờ gặp phải kết cuộc hiện nay. Lục Lâm Thiên đứng trên không trung hờ hững nhìn Dương Tề Thiên bị hắn xách trong tay, hỏi. Dương đảo chủ có hối hận không? Lục Lâm Thiên không hạ cấm chế thanh âm của Dương Tề Thiên. Dương Tề Thiên chân chân nhìn Lục Lâm Thiên, mắt đỏ ngầu như máu dồn lên nhãn cầu. Lục Lâm Thiên, đảo Khôn Dương ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ngươi nói sai, là ta không bỏ qua cho đảo Khôn Dương ngươi. Lục Lâm Thiên nhìn Dương Tề Thiên chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng nói. Nói đi, đảo Khôn Dương kéo theo nhiều người là định đi đâu? Đôi mắt Dương Tề Thiên tràn đầy tơ máu nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Lục Lâm Thiên, đảo Khôn Dương ta nhất định không chết không thôi với ngươi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ngươi không chịu nói hả? Nhưng không sao. Lục Lâm Thiên kết thủ ấn. Trưởng ấn rơi vào người Dương Tề Thiên, thi triển siêu linh thuật tốt hơn là tự mình hỏi. Linh hồn đau nhói, Dương Tề Thiên hét thảm, đôi mắt ngây dại. A, à, lát sau Lục Lâm Thiên thu thủ ấn về, sắc mặt thay đổi. Tuy thi triển siêu linh thuật có lợi ích lớn nhưng khó có thể hoàn toàn xem xét rõ ký ức linh hồn Dương Tề Thiên, chuyện gì đều chỉ có thể tìm tòi đại khái. Khi thi triển siêu linh thuật cần nhớ rằng dù tìm tòi linh hồn của ai, bình thường chỉ nhìn ra ký ức gần đây nhất trong linh hồn, thời gian quá lâu thì rất khó tìm ra. Dương Quá thấy sắc mặt Lục Lâm Thiên liên tục thay đổi, mở miệng hỏi. Nhị đệ, có chuyện gì? Lục Lâm Thiên suy tư một lúc, ngước lên nói. Đại ca, Tâm Đồng, chúng ta không quay về Phi Linh Môn. Lục Tâm Đồng hỏi. Ca ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Lục Lâm Thiên nói. Hướng đông có một chỗ tử vong thâm uyên. Gần đây tử vong thâm uyên có động tĩnh, có lẽ các đại sơn môn đều tụ tập lại. Mới rồi Lục Lâm Thiên thi triển siêu linh thuật nhìn linh hồn Dương Tề Thiên đã hiểu đại khái tình huống tử vong thâm uyên. Tử vong thâm uyên và vụ tinh đại điện, hư không bí cảnh là ba mật địa bí ẩn nhất đại lục. Chuyện lớn thế này Lục Lâm Thiên đoán chừng Phi Linh Môn cũng sẽ hành động, hắn tới đó vừa lúc hội hợp cùng bọn họ. Lục Tâm Đồng tò mò hỏi. Ca ca, cái gì là tử vong thâm uyên? Lần đầu tiên Lục Tâm Đồng nghe nói về tử vong thâm uyên. Lục Lâm Thiên nói. Chúng ta vừa đi vừa nói. Ba người xách Dương Tề Thiên lại nhảy lên Thiên Sĩ Tuyết Sư, ra lệnh cho Thiên Sĩ Tuyết Sư bay hướng đông. Ở trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên chia sẻ tin tức mới nhìn trong não Dương Tề Thiên cho Lục Tâm Đồng, Dương Quá. Bình nguyên man hoang, đây là một bình nguyên bao la đáng sợ, một nơi đặc biệt trên đại lục này. Tuy nơi này diện tích bao la to lớn nhưng nằm ở chốn xa xôi, cực kỳ hẻo lánh, đa phần đất đai không mọc nổi cọng cỏ nên không có thế lực nào hứng thú nhúng chàm chỗ này. Trong bình nguyên man hoang không hoàn toàn là một mảnh hoang vu, một số nơi thì khác. Có nhiều dã thú, yêu thú rong ruôi, vì đa số chỗ là hoang vu mênh mông vô bờ nên bị người gọi là bình nguyên man hoang. Trong sơn mạch hơi hoang vắng có 20 bóng người xuyên qua sơn mạch, biểu tình trầm trọng. 20 bóng người này tuổi khá trẻ, chừng 20 tuổi, có người chỉ mười mấy tuổi. Tất cả là thanh niên nam nữ khí chất bất phàm, khí thế tầm vũ tướng, linh tướng, có người ở giữa chừng vũ phách, linh phách, thiên phú khá cao. Trong 20 người có 5 người là bất phàm nhất, 4 nam 1 nữ. Nữ khoảng 18, 9 tuổi, áo đỏ thướt tha, đôi mắt trong veo động lòng người khiến người nhìn chăm chú sẽ bị rung động. Ngũ quan tinh xảo, da trắng nõn, nàng rất xinh đẹp. Bên cạnh thiếu nữ tuyệt đẹp có một thiếu niên mặc hoa phục, một thanh niên mặc áo gấm, một thanh niên mặc trường bào, khí chất bất phàm.
Cuối cùng là một thanh niên thân hình rắn chắc vạm vỡ, bề ngoài nhỏ tuổi nhất nhưng thiếu niên già dặn, trên vai có con vật rắn nhỏ màu vàng uốn quanh. Nhìn kỹ thì ra rắn nhỏ màu vàng không phải rắn mà là một con rồng vàng, thè lưỡi phun ra nuốt vào, không phải Bảo Nhi thì là ai? Có Bảo Nhi ở đây thì năm người này dĩ nhiên là năm người trẻ tuổi mạnh nhất phi linh môn hiện tại. Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp là Hoàng Tĩnh Giao, đệ tử bảo bối của Thiên Thủ Quỷ Tôn. Hai người đi bên cạnh nàng là Vũ Giả Tam Hệ, đệ tử của Hổ Viêm Thiên Tôn, Trịnh Thánh Kiệt. Đồ đệ của Thanh Linh Tôn Giả, Dương Linh Hạo, cộng với đệ tử của Thiên Địa Nhị Tôn Đoan Mộc Hồng Chí, người cuối cùng là Niếp Phong. Năm người trẻ tuổi nhưng lúc này đều là khí chất bất phàm. Mười mấy thanh niên nam nữ khác là người nổi bật trong thế hệ trẻ hiện nay của Phi Linh Môn. Xem bộ dạng 20 người dường như đang lẩn trốn, nhiều người quần áo rách dưới cực kỳ chật vật. Đoan Mộc Hồng Chí nói với cả nhóm. Mau chạy đi, chúng ta vừa giết người của Cực Lạc Cung, chắc chắn bọn họ sẽ đuổi theo. Đoan Mộc Hồng Chí ra hiệu mọi người nhanh chóng chạy trốn. Lúc này Đoan Mộc Hồng Chí đã sắp 20 tuổi, thân hình mảnh khảnh mà rắn chắc, bên dưới hàng chân mày rậm đen là đôi mắt to thông minh, mắt đen lấy trong trẻo mê người, cực kỳ đẹp trai. Sẽ làm nhiều thiếu nữ mê mẩn. Niếp Phong nhìn sơn mạch thấp thoáng phía xa, thúc giục mọi người sau lưng. Mau, mau chạy vào rừng rậm đằng trước, gã muốn đuổi theo chúng ta sẽ khó khăn hơn. Niếp Phong mới dứt lời, trên bầu trời đột nhiên vang tiếng thú hú. Gru! Hai con yêu thú hình ưng xuất hiện giữa không trung. Hai con yêu thú phi hành mắt hung trợn, đôi cánh vỗ nhìn chằm chằm 20 người. Chúng nó xà xuống. Đôi cánh vỗ làm không gian gợn sóng, giấy lên cuồng phong rít gào. Đoan Mộc Hồng Chí hét to. Hai con yêu thú ngũ giai trung kỳ, chắc là tai mắt của Cực Lạc Cung, mau cùng đánh chết chúng. Đoan Mộc Hồng Chí lao lên trước nhất, quyền ấn được phong nhẫn bao bọc ập hướng một con yêu thú phi hành to nhất. Xoẹt! Cùng lúc đó, Niếp Phong, Dương Linh Hạo, Trịnh Thánh Kiệt, Hoàng Tĩnh Giao cũng nhảy ra. Dương Linh Hạo và Trịnh Thánh Kiệt cùng vỗ một trường vào con yêu thú phi hành mà Đoan Mộc Hồng Chí đối phó. Niếp Phong một mình đấu với con yêu thú khác, dưới chân Niếp Phong lóe ánh sáng vàng, dẫm đất vọt lên cao, đánh ra quyền ấn như đập vỡ không gian bay ra ngoài. Hoàng Tĩnh Giao mắt lóe tia sáng, thanh trường kiếm hiện ra trong tay nàng, kiếm ảnh xẹt qua hư không giấy lên khí kình cường đại, cùng Niếp Phong vây công con yêu thú phi hành đó. Kiếm quang bắn nhanh ra. Bùm! Vang tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C, Niếp Phong hơ nắm đấm oanh kích vào móng vuốt nhọn của yêu thú phi hành này, lực lượng cuồng bạo đánh bay thân thể to lớn của yêu thú phi hành ra xa chút. Vù vù vù, Hoàng Tĩnh Giao đâm mấy luồng kiếm quang trúng cánh phải của yêu thú phi hành làm mảng lớn lông chim rơi rụng, máu nhỏ xuống. Bùm bùm bùm, cùng lúc đó, Đoan Mộc Hồng Chí, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo giáng đòn vào lưng con yêu thú phi hành kia. Đánh văng cơ thể yêu thú phi hành to lớn phun máu. Hai con yêu thú phi hành phát ra tiếng rít sắc nhọn thê thảm, vội vỗ cánh chạy trốn. Gru! Ngay lúc này, Bảo Nhi biến thành luồng sáng vàng vọt lên cao. Trước mặt ta mà trốn được sao? Hừ! Bảo Nhi ở giữa không trung biến to vài trăm thước, thân thể to lớn xuất hiện, ánh sáng vàng lấp lánh, long uy hiển lộ. Bảo Nhi như yêu thú phi hành lơ lửng trong không trung. Uy áp vô hình khuếch tán, khí thế đã gần đến đẳng cấp lục giai. Cảm nhận khí thế từ người Bảo Nhi, hai con yêu thú phi hành hình ưng run bần bật. Gru! Bảo Nhi trầm giọng quát. Chết đi! Thân hình to lớn phát ra ánh sáng vàng chói lòa, cái đuôi to vượt qua không gian chớp mắt quất mạnh vào lưng hai con yêu thú phi hành hình ưng. Rầm! Trên cái đuôi to kèm theo lực lượng ngút trời đập vào lưng hai con yêu thú phi hành hình ưng, vang tiếng nổ điếc tai trên bầu trời. Kình phong năng lượng khủng bố lan tràn nhanh. Bùm! Hai con yêu thú phi hành hình ưng há mồm hộc máu, không đánh lại Bảo Nhi được, thân hình rơi xuống đất, mặt đất run rẩy. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, một con yêu thú phi hành hình ưng rơi xuống, cánh tay phải Niếp Phong dốc hết sức đấm ra một cú. Bao tay vũ linh khí hoàng giai thoáng hiện phối hợp cú đấm hết sức đánh quyền, quyền ấn chấn vỡ không gian, trực tiếp giáng xuống đầu yêu thú hình ưng. Cú đấm đánh vỡ đầu yêu thú hình ưng này thành mấy mảnh. Bùm! Chỉ giây lát Đoan Mộc Hồng Chí thay đổi thủ ấn, trường ấn hùng hồn ngưng tụ, chấn vỡ không gian đè xuống đầu con yêu thú hình ưng khác, trực tiếp giết chết. Niếp Phong cực nhanh moi yêu đan trong bụng yêu thú phi hành ra,
sau đó ra lệnh mọi người nhanh chóng vào khu rừng trước mặt. Mau vào khu rừng đằng trước, nhanh lên. Mọi người không dám ở lại, không ai phản bác lời Niếp Phong, nối đuôi nhau vào rừng rậm. Trong sơn mạch chập trùng cây xanh, mọi người đi vào, tiếng gầm giống của nhiều dã thú vang lên làm vô số con chim đậu trên cành cây sợ hãi bay lên. Chim sợ hãi đập cánh bay làm không khí càng căng thẳng hơn. Không gian phía sau truyền đến tiếng hét giận dữ vang vọng trong không trung. Khốn kiếp, dám giết tọa kỵ của Cực Lạc cung ta, các ngươi muốn chết. Đoan Mộc Hồng Chí nhìn ra sau. Nguy rồi, trốn mau. Biểu tình Đoan Mộc Hồng Chí trầm trọng nói. Tất cả nữ nhân mau trốn đi, Cực Lạc cung này rất hạ lưu vô sỉ. Nam thì cùng ta ngăn cản người Cực Lạc cung. Hoàng Tĩnh Giao tiến lên nói. Để các sư muội trốn đi, ta cùng các ngươi. Trịnh Thánh Kiệt căng thẳng nói với Hoàng Tĩnh Giao. Nhị sư tỷ đi đi, nếu sư tỷ rơi vào tay Cực Lạc cung thì thảm lắm. Trịnh Thánh Kiệt liếc thân hình đường cong yểu điệu của Hoàng Tĩnh Giao vài lần. Ánh mắt Hoàng Tĩnh Giao trầm trọng nói. Các người không ngăn cản được, chắc chắn có cường giả Cực Lạc cung đến. Mọi người cùng nhau đến đây rèn luyện, ai ngờ khi tới bình nguyên man hoang thì đấu upsilon.ng phải mấy đệ tử Cực Lạc cung, gây ra rắc rối lớn này. Niếp Phong nhìn Hoàng Tĩnh Giao, nói. Nhị sư tỷ hãy mang theo mấy sư muội chạy trốn, thực lực của bọn họ khó thể trốn thoát. Có sư tỷ bảo vệ, bọn họ sẽ an toàn hơn chút. Hoàng Tĩnh Giao cắn chặt môi son. Vậy được rồi, các ngươi hãy cẩn thận. Hoàng Tĩnh Giao biết tu vi của mấy sư muội không quá mạnh, lỡ gặp phải kẻ ác Cực Lạc cung thì hỏng. Hoàng Tĩnh Giao xoay người định mang đám sư muội rời đi. Trên bầu trời vang tiếng hét lớn. Khục khục, không ai chạy thoát được đâu. Đột nhiên từng đợt khí thế cường đại ập đến, trên bầu trời xuất hiện mấy con yêu thú phi hành. 4, 5 người bóng người từ giữa không trung nhảy xuống rừng cây bao vây 20 người vào giữa. Trong 20 người nữ nhiều nam ít, nữ thì toàn mặc quần áo hơi hở hang, giữa bắp đùi thon dài cứ lộ ra ngoài, cặp ngực thì nửa lộ, bọn họ nhìn gò bồng đào cao về upsilon t, ánh mắt dâm tà. Nam thì mặc đồ tay ngắn. Hai người đi đầu một nam một nữ khoảng 30 tuổi. Nam mặc áo gấm, bề ngoài hơi đẹp trai nhưng ánh mắt âm tà. Nữ nhân thì mặc rất thiếu vải, tuy 30 tuổi mà da trắng nõn, trông khá trẻ. Váy dài cung trang lộ ra bờ vai chân trâu mềm nhẵn tôn lên tư thái của nàng linh lung đường cong. Cặp ngực to ẩn hiện trước người, khe rãnh sâu lồ lộ. Cặp chân dài trắng bóc cực kỳ chói mắt, vì mặc váy ngắn đến không thể ngắn hơn nên lộ hết ra ngài chỉ vừa đủ bao lấy cặp mông vểnh. Ánh mắt nàng cũng cực kỳ quyến rũ, làm nam nhân nhìn một cái sẽ chìm sâu vào trong. Tổng thể thì nữ nhân này cực kỳ quyến rũ, khí chất không tệ. Nhìn đám người này, các đệ tử phi linh môn tự động bao vây thành hình tròn, tay siết chặt vũ khí, ánh mắt sắc bén nhìn đối diện. Nam nhân 30 tuổi nhìn các đệ tử phi linh môn, cuối cùng ngừng lại trên người Hoàng Tĩnh Giao, mắt lộ rõ dâm bản quyền. Khục khục, không ngờ còn mấy người tấm thân trong sạch. Nàng này không tệ. Nữ nhân mặc nóng bỏng cũng nhìn Hoàng Tĩnh Giao. Dường như nàng có bí pháp đặc biệt gì nên liếc sơ liền nhìn ra các thiếu nữ bên kia ai là sử nữ. Nàng này tư sắc cao lại là tấm thân trong sạch, nên giao cho sư phụ. Nữ nhân mặc nóng bỏng lại nhìn Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Dương Linh Hạo, Trịnh Thánh Kiệt, mắt quyến rũ quét qua ngừng lại trên người Trịnh Thánh Kiệt. Nữ nhân mặc nóng bỏng nói. Đáng tiếc, trẻ tuổi vậy mà không phải sử nam. Ba người này không tệ, còn Trinh, đặc biệt là người này. Cuối cùng nữ nhân mặc nóng bỏng ngừng lại trên người Đoan Mộc Hồng Chí, dường như thích gã nhất. Trịnh Thánh Kiệt bị nữ nhân mặc nóng bỏng nhận ra ngay không phải sử nam làm sắc mặt của gã rất khó coi. Nam nhân trung niên áo gấm thấy thiếu nữ đẹp nhất đã thuộc về sư phụ, không thể nhúng chàm thi đành nhìn sang sư muội. Sư muội, chẳng lẽ sư muội muốn mấy người này? Đám sử nam đó có gì hay? Chỉ sư huynh ta đây mới cho sư muội dục tiên dục tử được. Nữ nhân mặc nóng bỏng quyến rũ liếc nam nhân áo gấm. Sư huynh, dù sư muội có chịu thì sư huynh dám không? Coi chừng bị sư phụ biết thì sư huynh khó giữ được mạng nhỏ. Để mấy tiểu sử nam này cho ta sẽ có nhiều ích lợi với ta, sư phụ cũng sẽ vui vẻ. Nữ nhân mặc nóng bỏng cố ý rung ngực, gò bồng đào này tương tương làm nam nhân áo gấm suýt chảy máu mũi. Đám nữ đệ tử phi linh môn như Hoàng Tĩnh Giao nghe lời nói đó thì xấu hổ mặc đỏ hồng. Nam nhân trung niên nghe sư muội nói, ánh mắt thay đổi.
Nam nhân trung niên luôn muốn ôm sư muội này nhưng không dám, vì nếu bị sư phụ phát hiện thì gã chết chắc. Nam nhân trung niên nhìn chằm chằm đám người phi linh môn, biểu tình dâm bản quyền nhìn mấy nữ đệ tử phi linh môn. Nữ nhân mặc nóng bỏng nhìn Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Dương Linh Hạo chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn ba người. Các ngươi là đệ tử của sơn môn nào? Đoan Mộc Hồng Chí nhìn nữ nhân mặc nóng bỏng, đáp. Chúng ta là đệ tử phi linh môn Đế Đạo Minh, Cực Lạc Cung các ngươi tốt nhất là đừng trêu vào chúng ta, nếu không kết cuộc của Cực Lạc Cung sẽ rất thảm. Nam nhân trung niên và nữ nhân mặc nóng bỏng nhìn nhau, kinh ngạc nói. Đế Đạo Minh, phi linh môn. Nam nhân trung niên cười gian. Khục khục, nghe nói Đế Đạo Minh khá mạnh, cũng có nghe về phi linh môn. Nhưng hôm nay không ai trong các ngươi đi được, vậy thì phi linh môn sẽ không biết. Ánh mắt Dương Linh Hạo âm trầm, mắt lóe tia sáng lạnh. Liều mạng với bọn họ. Đoan Mộc Hồng Chí quát to. Mọi người nếu có cơ hội liền trốn đi, trở về nói cho cường giả trong môn san bằng Cực Lạc Cung. Người Đoan Mộc Hồng Chí tuôn ra chân khí, mắt long lên sòng sọc nhìn đám người Cực Lạc Cung xung quanh, âm trầm lạnh lùng nói. Cực Lạc Cung ti tiện muốn đối phó chúng ta sao? Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã. Lời nói của Đoan Mộc Hồng Chí làm nam nhân trung niên, nữ nhân mặc nóng bỏng cười to bảo. Tiểu tử chưa dứt sữa vênh váo thật, mới chỉ là vũ tướng bát trọng, thực lực còn hơi thấp. Nam nhân trung niên cười dâm uế văng vẳng trên bầu trời. Không ai trốn thoát được, giết nam, nữ thì, giữ lại đi, hầu hạ ta thật tốt, ta sẽ cho các ngươi dục tiên dục tử. Tiếng cười dâm ô vang vọng trên bầu trời, mấy nữ đệ tử phi linh môn sợ tái mặt. Danh hiệu phi linh môn không là gì trong bình nguyên man hoang này. Đoan Mộc Hồng Chí nói với Hoàng Tĩnh Giao, Niếp Phong. Nhị sư muội hãy mang theo các sư muội khác thừa dịp tốn đi. Tam sư đệ, chúng ta cùng nhau liều mạng với họ. Hoàng Tĩnh Giao cắn chặt môi đỏ, tay thuôn nhỏ siết chặt. Vậy các người hãy cẩn thận một chút. Hoàng Tĩnh Giao biết rất rõ đám người Đoan Mộc Hồng Chí ngăn cản chắc chắn là liều mạng, không thì khó mà bám giữ được cường giả của đối phương, bản thân không thể trốn thoát. Hoàng Tĩnh Giao cũng muốn chạy trốn, nhưng mấy sư muội không thể rơi vào tay Cực Lạc Cung. Cực Lạc Cung này cực kỳ dâm tà. Ánh mắt Niếp Phong trầm xuống. Liều mạng. Linh khí bao tay đã bao lại nắm tay, mắt Niếp Phong như dã thú, khí thế tu vi vũ tướng thất trọng mạnh mẽ phát ra. Liều mạng. Các đệ tử phi linh môn linh lực chân khí khuếch tán, tuy đơn độc thì không mạnh nhưng khi tụ tập lại với nhau sẽ có chút thanh thế. Ánh mắt nam nhân trung niên lộ ý cười giễu cợt, trầm giọng nói. Ha ha ha, muốn liều mạng sao? Giết cho ta. Tiếng quát dứt, 4, 50 đệ tử Cực Lạc Cung xung quanh cầm binh khí của mình công kích đám người Đoan Mộc Hồng Chí. Đoan Mộc Hồng Chí hét to một tiếng. Giết! Đoan Mộc Hồng Chí đánh ra trưởng ấn. Trưởng ấn bay ra đập một thanh niên Cực Lạc Cung xông lên trước mặt phun máu như mưa, té ra thật xa, không chết cũng bị thương nặng. Nhưng khi người đó bị đánh bay thì các bóng người Cực Lạc Cung loa nhanh đến, khép nhỏ lại vòng vây đám người Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong. Từng đợt công kích đổ ập xuống. Giây lát ngắn ngủi, đệ tử phi linh môn và đệ tử Cực Lạc Cung đã sống mái với nhau, linh lực chân khí sắc bén tuôn ra. Đám đệ tử Cực Lạc Cung này toàn là thực lực không mạnh, cao nhất cỡ vũ tướng cao trọng. Tuy số người nhiều hơn đệ tử phi linh môn nhưng Cực Lạc Cung không có khí thế sắc bén, liều mạng như đệ tử phi linh môn, đông người cũng không. Chiếm ưu thế hơn được. Nam nhân trung niên áo gấm lắc người đến trên đầu mọi người từ bao giờ, chảo ấn xuyên thấu không gian bay hướng Hoàng Tĩnh Giao. Quả nhiên không tệ, nhan sắc thượng đẳng. Vù vù vù. Hoàng Tĩnh Giao cười tủm tỉm biến sắc mặt, xem khí thế của đối phương đã là vũ xuất. Kiếm trong tay Hoàng Tĩnh Giao bắn ra cản lại chảo ấn. Cô nương này thực lực không yếu. Nam nhân áo gấm vừa nói vừa đến bên cạnh Hoàng Tĩnh Giao, tay như xuyên thấu không gian đè xuống bả vai nàng. Niếp Phong hét to một tiếng. Nhị sư tỷ cẩn thận. Niếp Phong một quyền đẩy lui đối thủ, lao tới che trước mặt Hoàng Tĩnh Giao, không chút do dự dốc hết sức đánh ra một kích. Cú đấm tay phải phối hợp linh khí hoàng giai, cánh tay trải qua tử kim huyền lôi rèn tạo, cú đấm tung ra chấn vỡ không gian, va chạm với cú đấm của nam nhân áo gấm. Bùm! Lực lượng va chạm, Niếp Phong lùi nhanh, đôi chân vạch một vệt dài dưới đất. Cánh tay cường đại lúc này run bần bật, tơ máu chảy ra dọc theo bao tay nhỏ xuống đất.
Đối phương đã là vũ xuất còn Niếp Phong chỉ là vũ tướng thất trọng, dốc sức đánh một kích cũng không làm gì được nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên áo gấm trúng cú đấm của Niếp Phong lảo đảo lùi một bước, mắt lóe tia sáng. Ủa? Đối phương là vũ tướng thất trọng vậy mà có thể đỡ một đấm của gã, thoạt tổng không bị tổn hại nặng. Grau! Khi Niếp Phong bị đẩy lui thì một luồng sáng vàng bay ra, Bảo Nhi biến thân bản thể khổng lồ lao vào nam nhân trung niên áo gấm. Thân hình Bảo Nhi nhanh chóng trướng to ra, một cái đuôi to quất mạnh vào người nam nhân trung niên áo gấm. Dầm! Bị tấn công bất ngờ, nam nhân trung niên áo gấm không né kịp, biến sắc mặt vội vỗ ra một trường ấn. Bùm! Kinh khí càn quét xới tung nền đất dày, đá vụn bay đầy. Nam nhân trung niên áo gấm lảo đảo thụt lùi đỡ upsilon.ng vào một cây to, thân cây bị chấn gãy. Bùm bùm bùm! Cơ thể to lớn của Bảo Nhi bị hất cái đuôi bật ra quét không trung làm gãy mấy cái cây to. Nữ nhân mặc nóng bỏng lắc người thướt tha bay đến. Ngạc nhiên nhìn bản thể khổng lồ của Bảo Nhi. Yêu thú long tộc lục giai sơ kỳ. Mắt đẹp lộ tia mừng rỡ, nữ nhân mặc nóng bỏng nói. Sư huynh hãy đi đối phó với người khác, chừa mấy sử nam cho ta. Để ta giải quyết yêu thú long tộc này. Nói xong, tu vi vũ xuất tam trọng của nữ nhân mặc nóng bỏng phô thiên cái địa ập hướng Bảo Nhi. Yêu thú long tộc lục giai sơ kỳ, nữ nhân mặc nóng bỏng tuyệt đối không muốn vụt mất. Nếu bắt về làm tọa kỵ cho mình sẽ là thu hoạch lớn. Bảo Nhi gầm giống. Grau. Thân thể to lớn quét qua, một người một thú va vào nhau. Trịnh Thánh Kiệt đến bên cạnh Hoàng Tĩnh Giao, hỏi. Nhị sư tỷ có sao không? Hoàng Tĩnh Giao trả lời. Ta không sao. Hoàng Tĩnh Giao bay nhanh đến bên cạnh Niếp Phong. Niếp Phong, có sao không? Niếp Phong trả lời. Ta không sao, sư tỷ hãy chạy mau lên. Các ngươi có thể trốn tới đâu được, tiểu tử có chút thực lực nhưng trước mặt bổn xuất chỉ là tự tìm chết. Nam nhân áo gấm bị Bảo Nhi một chiêu đẩy lui, lửa giận bốc cháy trong lòng, cộng thêm sư muội muốn giữ lại mấy thanh niên này càng chọc giận gã. Sát ý nổi lên, nam nhân trung niên đánh nhanh một trường ấn. Niếp Phong đẩy Hoàng Tĩnh Giao ra. Sư tỷ trốn nhanh lên. Niếp Phong cắn răng vung cánh tay lại, định một lần nữa thi triển công kích ngăn lại. Ngay lúc đó một bóng người áo xanh xuất hiện bên cạnh Niếp Phong. Không gian ánh sáng vàng khuếch tán, thanh âm lạnh nhạt vang lên. Đệ tử phi linh môn của ta không phải thứ như ngươi có thể đấu upsilon.ng vào. Xoẹt! Nam nhân trung niên áo gấm vỗ trưởng ấn, không gian ánh sáng vàng bao phủ, trưởng ấn của gã biến mất. Không gian quanh thân nam nhân trung niên đông lại, không cách nào vận chuyển chân khí trong người. Tim gã bỗng đập nhanh. Đoán ra ngay có cường giả tuyệt đối của phi linh môn đến. Niếp Phong định vung nắm đấm nhưng nghe thanh âm này thì biến sắc mặt, ngước lên nhìn. Người mặc áo xanh, đương nhiên Niếp Phong biết đây là ai. Niếp Phong ngây người nhìn người đứng trước mắt. Sư phụ. Người trước mắt gã không phải sư phụ thì là ai? Niếp Phong quỳ xuống đất. Đệ tử bái kiến sư phụ. Hoàng Tĩnh Giao mới bị Niếp Phong đẩy ra, mắt đẹp cũng nhìn thân hình quen thuộc, biến sắc mặt. Là trưởng môn. Hoàng Tĩnh Giao quỳ xuống đất hành lễ. Bái kiến trưởng môn. Trưởng môn, là trưởng môn đến. Các đệ tử phi linh môn ai nấy vốn tuyệt vọng, chỉ có Đường Liều Mạng thì đột nhiên thấy trưởng môn đến, rất ngạc nhiên sau đó kích động mừng như điên. Trong không gian thuộc tính thổ, Lục Lâm Thiên như óng mí mắt nhìn nam nhân trung niên áo gấm trước mặt. Vũ xuất nho nhỏ mà dám đỡ upsilon.ng vào người phi linh môn ta, người đang muốn chết rồi. Lục Lâm Thiên lòng máy động, lực lượng không gian co rút. Bùm! Không bị cản trở chút nào, không gian bị đè ép nổ tung. Nam nhân trung niên áo gấm cùng với không gian nổ thành mảnh vụn. Tiếng nổ kinh người vang lên, nhìn nam nhân trung niên áo gấm thành huyết vụ, tất cả đệ tử Cực Lạc Cung bị rung động, hoàn toàn quên mất đánh nhau. Grau! Chợt vang tiếng quát khẽ. Bảo Nhi, ta đến giúp ngươi đây. Bảo Nhi đang đánh giằng co với nữ nhân mặc nóng bỏng, liên tục gầm giống. Cùng với tiếng quát là một thân hình thướt tha váy tím đáp xuống trước thân thể to lớn của Bảo Nhi, phất lờ một trưởng của nữ nhân mặc nóng bỏng ập đến. Xoẹt! Nữ nhân mặc nóng bỏng đang lao lên chợt chân khí bị đông lại, không thể nhúc nhích một ly. Trưởng ấn nàng vỗ ra tự động tan biến giữa không trung. Biến cố này làm nữ nhân mặc nóng bỏng sợ hãi mặt tái xanh. Một thân hình xinh đẹp xuất hiện trước mắt nữ nhân mặc nóng bỏng,
lòng giật thót. Lục Tâm Đồng lắc người, tay ngọc vung. Đi xuống cho ta. Nữ nhân mặc nóng bỏng từ giữa không trung rơi xuống, té cái bịch xuống đất. Rầm. Vị trí nữ nhân mặc nóng bỏng rớt xuống đá văng tung tóe, cho bụi bay đầy. Nữ nhân mặc nóng bỏng phun ngụm máu. Phụt. Nữ nhân mặc nóng bỏng ngã xuống đất, không biết còn sống hay chết. Đệ tử Cực Lạc Cung còn lại thấy cảnh này thì bị rung động. Không biết là ai hét to một tiếng. Trốn đi, mau trốn. Ai nấy chạy tứ tán, đâu dám tấn công phi linh môn nữa. Lục Tâm Đồng ở giữa không trung quát to. Đám đối phó phi linh môn thì đừng hòng chạy trốn, chết hết đi. Bàn tay ngọc kết thủ ấn kỳ lạ, đột nhiên khói độc tuôn ra. Các Cực Lạc Cung đang lao nhanh chạy trốn không biết chuyện gì xảy ra, mới định trốn thì không gian quanh thân bị khói độc bao phủ. Từng làn khói độc xẹt nhanh qua trực tiếp bao bọc từng người lại. A! À, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi tiếng hét thảm thê lương này quanh quẩn giữa không trung, tiếng gào rú khiến người rợn tóc gáy. Đệ tử phi linh môn nghe rợn tóc gáy. Sau tiếng hét thảm là đệ tử Cực Lạc Cung ai nấy người trở nên đen thui, mục giữa thành bãi máu loãng đen ngòm từ không trung đổ xuống. Mấy chục đệ tử Cực Lạc Cung trong khoảnh khắc chẳng còn mảnh vụn, cái chết này làm đám đệ tử phi linh môn không kiềm được nuốt nước miếng, ánh mắt rung động nhìn Lục Tâm Đồng trên bầu trời. Dương quá, thiên sĩ tuyết sư xuất hiện bên cạnh Lục Tâm Đồng. Mùi thật khó ngửi. Tay Dương quá luôn xách Dương Tề Thiên đôi mắt cho tàn. Đám đệ tử phi linh môn hành lễ. Tham kiến trưởng môn, tham kiến đại tiểu thư. Nhìn mấy người xuất hiện. Vừa rồi bọn họ còn tuyệt vọng giờ đã biến thành vui sướng, kích động. Trưởng môn đến thì bọn họ còn gì để sợ nữa. Đoan Mộc Hồng Chí Cung hưng phấn, kinh ngạc kêu lên. Lâm Thiên Đại, trưởng môn. Đoan Mộc Hồng Chí không ngờ trưởng môn đột nhiên xuất hiện trong bình nguyên man hoang cách xa phi linh môn. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, thiên sĩ tuyết sư đáp xuống đất. Bảo Nhi đã thu nhỏ thân hình nằm trên vai Lục Tâm Đồng. Sao các ngươi đến bình nguyên man hoang? Niếp Phong cung kính hành lễ hướng Dương Quá. Tham kiến sư thúc, sư bá. Chúng ta tôi luyện ở đây, không ngờ gặp đệ tử Cực Lạc Cung, bị bọn họ truy sát mấy ngày. Chúng ta có mấy sư đệ chết trong tay người Cực Lạc Cung. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm. Cực Lạc Cung. Trịnh Thánh Kiệt tiến lên giải thích cho Lục Lâm Thiên. Trưởng môn, Cực Lạc Cung là một sơn môn dâm tà, nghe nói là sơn môn có thực lực mạnh nhất trong bình nguyên man hoang. Sau khi chúng thấy mấy sư muội của chúng ta thì luôn đuổi theo không bỏ, vì vậy chúng ta mới trốn ở đây. Lục Lâm Thiên nhướng mày hỏi. Mọi người còn lại đều bình an chứ? Mấy đệ tử chết trong tay Cực Lạc Cung không thể bỏ qua như vậy, nhưng phía trước không xa có lẽ là Tử Vong Thâm Uyên, những đệ tử đều có mặt tại đây, khó thể báo thù ngay. Dương Linh Hạo tiến lên đáp. Trưởng môn, đệ tử còn lại không có việc gì lớn, nhưng một số đệ tử người có vết thương. Lục Lâm Thiên kiểm tra vết thương của mọi người, xác định không gặp vấn đề lớn thì yên lòng, hỏi mọi người tại sao đến bình nguyên man hoang. Các đệ tử đi ra khá lâu nên không rõ chuyện Tử Vong Thâm Uyên. Lục Lâm Thiên vốn muốn tìm hiểu về Tử Vong Thâm Uyên, không biết phi linh môn phái ai đi, đám người Niếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí đều mù tịt. Lục Lâm Thiên suy tư một lúc, nói với thiên sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, người đưa nhóm Hồng Chí, Niếp Phong trở lại phi linh môn đi. Hiện tại nhiều đệ tử phi linh môn tại đây, Lục Lâm Thiên không yên tâm để họ về một mình. Lục Lâm Thiên sẽ đi Tử Vong Thâm Uyên, càng không thể dẫn bọn họ theo. Tử Vong Thâm Uyên không phải nơi cho đám đệ tử phi linh môn chạy lung tung. Vào thiên trụ giới thì quá đông người, Lục Lâm Thiên không muốn lộ bí mật thiên trụ giới. Thiên sĩ Tuyết Sư gật đầu nói. Tuân lệnh chủ nhân. Đoan Mộc Hồng Chí hỏi. Trưởng môn không trở lại sao? Lục Lâm Thiên đáp. Ta còn có việc phải làm, ngươi trở về nói cho lão tổ của mình là ta đi Tử Vong Thâm Uyên, các ngươi cùng Tuyết Sư quay về. Sau này đi ra tôi luyện hãy cẩn thận chút. Niếp Phong rất muốn đi theo sư phụ. Sư phụ, cho đệ tử đi chung đi. Lục Lâm Thiên nhìn Niếp Phong, đám đệ tử này mấy năm nay tăng mạnh tu vi khá tốt. Lục Lâm Thiên nói, thực lực của các ngươi chưa thể tham gia vào chuyện này, trở lại chăm chỉ tu luyện đi. Growl. Lát sau đám đệ tử Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Giao trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư rời đi. Tuy Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong rất muốn cùng đi theo nhưng tự biết thực lực của mình chưa đủ, đành lưu luyến rời khỏi. Mấy đệ tử khác thì lòng rất vui vẻ, không
không ngờ lần này được trưởng môn cứu. Lục Tâm Đồng xách nữ nhân mặc nóng bỏng mới rồi bị trọng kích rớt xuống đất chạy tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Ca ca, người này còn sống. Nữ nhân mặc nóng bỏng há mồm hộc máu. Phụt, nữ nhân mặc nóng bỏng ánh mắt kinh sợ nhìn chằm chằm đám người Lục Lâm Thiên, nàng không ngờ cường giả phi linh môn đột nhiên xuất hiện, nghe xưng hô thì là trưởng môn phi linh môn đến. Trưởng môn phi linh môn, linh vũ chiến tôn Lục Lâm Thiên. Tuy nữ nhân mặc nóng bỏng ở bình nguyên man hoang nhưng thường nghe được nhiều tin tức bên ngoài. Linh vũ chiến tôn, vị trưởng môn phi linh môn này ít nhất là cường giả tôn cấp khủng bố. Nữ nhân mặc nóng bỏng bất chấp bị thương, đến trước mặt Lục Lâm Thiên, đá lông nheo. Lục trưởng môn tha mạng, chúng ta không cố ý mạo phạm đệ tử phi linh môn của người. Lục trưởng môn tha mạng, người muốn ta làm gì đều được. Nữ nhân mặc nóng bỏng nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, cặp ngực run run, rõ ràng là sắc dụ. Lục Lâm Thiên không nói chuyện, tay chụp xuống đỉnh đầu nữ nhân mặc nóng bỏng, trực tiếp thi triển ra siêu linh thuật. Siêu linh thuật nhìn ngó linh hồn. Lục Lâm Thiên chợt biến sắc mặt. Lục Lâm Thiên từ linh hồn trong đầu nữ nhân mặc nóng bỏng biết Cực Lạc Cung rất ghê gớm. Không nhiều người, chỉ chừng 200 người nhưng đa số là nữ nhân. Cực Lạc Cung chủ yếu tu luyện công pháp tà môn như Thái Âm Bổ Dương, Thái Dương Bổ Âm. Trong Cực Lạc Cung không có nhiều cường giả nhưng xung quanh không người nào dám chọc. Cực Lạc Cung có 3 vị cung chủ thực lực cường đại, mạnh tới mức nào thì đệ tử trong Cực Lạc Cung cũng không biết. Chỉ biết rằng mỗi khi có người đến chọc vào Cực Lạc Cung là không ai sống sót trở ra. Khiến Lục Lâm Thiên bất ngờ nhất là nữ nhân trong Cực Lạc Cung hầu như gian díu với 3 vị cung chủ. Những nữ nhân này là đồ đệ, đồ tôn của 3 vị cung chủ, vô cùng vinh hạnh nếu được 3 vị cung chủ sủng hạnh, vì mỗi khi được sủng hạnh là sẽ có nhiều ích lợi, thực lực tăng mạnh. Lục Lâm Thiên thu về thủ ấn, biểu tình thay đổi. Cực Lạc Cung này đúng là dâm tà thật. Nữ nhân mặc nóng bỏng linh hồn đau nhức, Lục Lâm Thiên thu về thủ ấn thì nàng mới phục hồi lại, tiếp tục luôn miệng van xin. Lúc này nữ nhân mặc nóng bỏng chỉ biết dùng vốn liếng sở trường nhất của mình cầu xin. Lục trưởng môn, Cực Lạc Cung ta không cố ý mạo phạm, nguyện ý bồi tội cho Lục trưởng môn. Trong Cực Lạc Cung ta có nhiều sư tỷ, sư muội, chỉ cần Lục trưởng môn đồng ý thì tùy cho xử lý. Mắt đa tình tựa thu thủy. Nữ nhân mặc nóng bỏng thậm chí thi triển mị công nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Lòng Lục Lâm Thiên trùng xuống, loại mị công này kém hơn Mộ Dung Lan Lan, Đạm Thai Tuyết Phi nhiều. Tuy hai người kia không dùng mị công, tuy có cái quyến rũ nhưng là huyễn công, thế nhưng loại mị công cấp thấp của nữ nhân mặc nóng bỏng còn lâu mới sánh bằng. Huống chi nhan sắc của nữ nhân mặc nóng bỏng không thể đánh đồng với Mộ Dung Lan Lan, Đạm Thai Tuyết Phi, khí chất càng không bằng được. Lục Lâm Thiên nhẹ gật đầu nói. Đi Cực Lạc Cung sao? Hình như cũng không xa. Tốt. Nữ nhân mặc nóng bỏng bất chấp khóe môi vương vết máu, mắt lộ tia mừng như điên, càng quyến rũ thướt tha hơn. Lục trưởng môn thật sự muốn đi sao? Lục Lâm Thiên cười nói. Dẫn đường đi. Cực Lạc Cung cách không xa, có thể tiện đường đi Tử Vong Thâm Uyên, giải quyết tận gốc cũng tốt. Trong bình nguyên man hoang muốn tìm một sơn mạch xanh biếc không dễ gì. Lục Lâm Thiên cùng nữ nhân mặc nóng bỏng đi Cực Lạc Cung, dọc đường đi nàng tận dụng mọi thời cơ quyến rũ hắn chỉ còn thiếu không cởi á xích ma viết thường ra. Lục Tâm Đồng tức giận mặt vặn vẹo, nhưng vì ca ca truyền âm dặn dò nên nàng không trực tiếp giết nữ nhân mặc nóng bỏng này. Không lâu sau, với tốc độ của mọi người trước mắt đã xuất hiện một dãy sơn mạch xanh biếc, hoàn cảnh không tệ, dựa núi gần nước. Nhiều kiến trúc thấp thoáng trong núi. Vù vù vù. Ngoài sơn mạch có mấy bóng người lao ra, vài nữ nhân thanh xuân xuất hiện, khuôn mặt thanh tú, ăn mặc hở hang, cặp ngực nghẹt thở. Các nàng quát. Ai đến đó? Nữ nhân mặc nóng bỏng khẽ quát với mấy nữ nhân mặc nóng bỏng. Lùi xuống. Các nữ nhân thanh xuân hành lễ. Đệ tử tham kiến sư thúc. Các nàng cứ liếc sang Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng. Lục Lâm Thiên quét mắt mấy nữ nhân thanh xuân, toàn là đẳng cấp phũ phách. Linh phách, có một linh sư. Tuổi trẻ trung, mắt thì đa tình, nhìn liền biết toàn tu luyện mị công. Nữ nhân mặc nóng bỏng nhìn Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn, mời vào. Nữ nhân mặc nóng bỏng thấy Lục Lâm Thiên liếc nhìn các nữ nhân thanh xuân, hỏi. Chẳng lẽ Lục trưởng môn thích ngây ngô? Nếu nhìn chúng mấy người này thì Lục trưởng môn cứ thử trước, có mấy người công phu khá giỏi, đặc biệt là lưỡi công, bảo đảm cho Lục trưởng môn vừa lòng.
Nữ nhân mặc nóng bỏng nói xong đầy bản quyền vọng nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Đi đi. Lục Lâm Thiên chậm rãi tiến lên trước. Nữ nhân mặc nóng bỏng khẽ nói. Lục trưởng môn cũng không nhìn chúng sao. Nữ nhân mặc nóng bỏng mắt lóe tia sáng chậm rãi đuổi theo. Trong một đình viện yên tĩnh, cách thật xa đã có mùi dâm mỹ. Trong một gian phòng, một lão nhân 50 tuổi ôm eo mịn màng của nữ nhân khoảng 30 tuổi đè xuống bàn. Lão nhân gấp gáp dán miệng vào môi nữ nhân, muốn nhấm nháp lưỡi của nàng. Mắt nữ nhân quyến rũ cười khúc khích, hàm răng cắn chặt chỉ lộ ra chút xíu đầu lưỡi làm lưỡi lão nhân chỉ có thể chạm vào chứ không epsilon tê lưỡi được. Lão nhân nóng ruột lên. Nữ nhân nũng nịu nói. Sư phụ ngày càng nóng nảy. Tay nữ nhân sờ ngực lão nhân, cởi trường sam trên người lão xuống. Lão nhân lớn tuổi nhưng da thịt săn chắc như thanh niên. Lão nhân đè trên người nữ nhân, thô lỗ lột sạch đồ nàng ra. Kỹ nữ này, sư phụ ngày càng luyến tiếc ngươi. Ngực lão nhân chạm vào bộ ngực nữ nhân thì mắt trở nên nóng cháy ôm chặt nàng vào lòng. Hai gò bồng đào xinh đẹp ấm áp làm lão nhân mê say, người dâng lên khô nóng khó dập tắt, tay xoa bóp. Nữ nhân cười quyến rũ. Sư phụ đừng quá nóng lòng. Một tay nàng ngăn lại ma trưởng của lão nhân chộp ngực mình, tay kia sờ eo lão nhân từ từ rời xuống dưới, xoa nắn vật nóng kia. Lão nhân run rẩy. Nữ nhân cười khúc khích. Ha ha ha. Nữ nhân cởi quy upsilon ẩn lão nhân tụt xuống dưới chân, cùng lúc đó nàng đã nắm thứ kia, từ từ ngồi chồm hổm. Nàng vuốt vật đó mấy cái, môi đỏ hé ra nuốt thứ của lão nhân vào miệng. A, à, người lão nhân run rẩy, cảm nhận từ sợi tóc đến móng chân trướng căng như bong bóng sắp nổ tung, không kiềm được kéo đầu nữ nhân đè sâu vào trong. Nữ nhân như con gà mổ thóc gật đầu lia, bị va chạm rên rỉ không nói nên lời, thanh âm dâm mỹ truyền ra. Nữ nhân phun ra nuốt vào một lúc, đầu lưỡi đánh vòng trên thứ đó. Chốc lát sau, lão nhân không chịu nổi nữa kéo nữ nhân đè xuống bàn. Nữ nhân thuận thế nằm xuống cho lão nhân đè người mình, tay luôn cầm thứ đó hướng tới chỗ kia của nàng. Nữ nhân khẽ thì thầm. Sư phụ, đến đây. Lão nhân không chút khách sáo tiến thẳng vào, nữ nhân khẽ rên rỉ. Cùng lúc đó ai tay lão nhân xoa bóp gò bồng đào, rồi giục ngựa rong ruổi, cúi đầu há mồm ngậm phần đầu vào. Nữ nhân run rẩy, phóng đáng rên, nàng nằm sấp trên bàn vặn vẹo rên rỉ. Lão nhân ngậm epsilon tê phối hợp động tác giục ngựa rong ruổi, nữ nhân càng vặn vẹo rên rỉ dữ hơn. Nghe nữ nhân rên la, lão nhân càng chóng to, va chạm mạnh dồn dập. Hai tay lão nhân xoa bóp thỏ ngọc, nữ nhân ôm eo lão vặn vẹo kêu la nghênh đón lão va chạm. Nữ nhân xoay người đứng lên rút thứ của lão nhân ra, đè lão dưới thân. Môi nữ nhân như con run sới đất từ cổ lão nhân rời xuống rốn, vẫn đi xuống, lại chạm vào thứ kia. Lão nhân rên la. Đồ nhi ngoan, sư phụ không uổng công thương ngươi. Cơ thể lão nhân co giật liên hồi, vặn vẹo, luôn mồm la hét. Nữ nhân cười quyến rũ, mắt ướt nước. Toàn nhờ sư phụ dạy tốt. Nữ nhân bò lên người lão nhân, ngồi xuống tự mình vận động. Bùm! Lúc này đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai, đất rung nói chuyển. Tiếng hét to kèm theo. Đám xông vào cực lạc cung ta, thật to gan. Ánh mắt lão nhân âm trầm. Có cường giả. Lão nhân ngồi bật dậy. Trên quảng trường diện tích không lớn, mấy nam nữ đệ tử cực lạc cung hộc máu nằm chết rất dưới đất. Người ra tay chính là Lục Lâm Thiên. Nữ nhân mặc nóng bỏng run lẩy bẩy, dường như bị Lục Lâm Thiên trở mặt hù sợ. Vù vù vù. Cùng lúc đó, mấy chục bóng người đến quảng trường, thực lực cao nhất chỉ có vài xuất cấp. Hai lão nhân đi đầu làm con ngươi Lục Lâm Thiên co rút. Hai lão nhân khoảng 50 mấy gần 60 tuổi, nhưng màu da thì như thanh niên, mặc trường sam hoa phục, thân hình mảnh khảnh, mái tóc dài. Một người khác mặc trường bào, mắt sáng quắc sắc bén nhìn quảng trường, tập trung vào Lục Tâm Đồng. Lão đại, lão nhị. Trong không trung lại có hai người đáp xuống. Quanh đình viện hiện tại tụ tập nhiều thanh niên nam nữ. Nam mặc trang phục ngay ngắn, nữ mặc hở hang. Lục Lâm Thiên nhìn hai người đến, một nam một nữ. Nữ có tu vi vũ xuất, 30 tuổi, nhan sắc khá đẹp, đôi mắt cực kỳ quyến rũ. Nam là lão nhân 50 mấy tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt, đôi mắt như sao chất chứa chút âm trầm. Lục Lâm Thiên nhìn ba lão nhân này liền biết bọn họ dùng thải âm bổ dương bảo dưỡng.
nhưng khiến Lục Lâm Thiên bất ngờ là Cực Lạc Cung có cường giả như vậy, thực lực của ba người hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Ba lão nhân che giấu khí thế rất sâu, nhưng muốn thoát khỏi Lục Lâm Thiên nhìn ngó thì không dễ dàng. Dương quá, Lục Tâm Đồng liếc hướng Lục Lâm Thiên. Với thực lực hiện tại của hai người nhiều ít quan sát được tu vi thực lực của ba người. Nữ nhân mặc nóng bỏng dẫn ba người Lục Lâm Thiên đến thấy ba lão nhân liền nhào lên. Sư phụ, sư thúc, sư bá, hãy cứu đệ tử. Lục Lâm Thiên giết mấy chục đệ tử chúng ta. Nữ nhân mặc nóng bỏng mang Lục Lâm Thiên đến một vì giữ mạng, thứ hai là muốn dẫn hắn về cho sư phụ, sư bá giải quyết. Chỉ bằng vào nhan sắc này của ngươi và mị công hạng ba mà mơ mê hoặc được ta sao? Chết đi! Dứt lời Lục Lâm Thiên đánh ra thủ ấn nóng cháy, gần trong gang tấc xuyên thấu sau gáy nữ nhân mặc nóng bỏng, giết chết tại chỗ. Lão nhân thứ hai mặc trường bào, mắt sáng như sao tức giận quát. Khốn kiếp, dám giết đệ tử của ta. Khí thế ngút trời trong khoảnh khắc suy nghĩ, trường ấn oanh kích vào Lục Lâm Thiên. Không chút ngừng lại, nhanh hoa mắt, lão nhân phá không xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Như hồn ma, trường ấn kéo theo chuỗi tàn ảnh ập đến, bắn ra ánh sáng vàng chói lòa thực chất hóa, đằng trước trường ấn, không gian vỡ ra từng tấc lộ ra không gian đen ngòm. Tiếng xé gió sắc nhọn mang theo tiếng nổ đi đùng chớp mắt đánh xuống. Một tiếng quát khẽ phát ra từ miệng Lục Lâm Thiên. Linh Vũ Quyết. Lục Lâm Thiên nhìn lão nhân một trường đánh tới, hắn sớm có chuẩn bị. Không gian xung quanh, năng lượng thuộc tính thổ hùng hồn nhanh chóng tụ tập thành một trường ấn khổng lồ, uy áp trấn nhiếp linh hồn tràn ngập. Trong phút chốc hai trường ấn va chạm vào nhau, không chút lùi bước, trực tiếp đỡ upsilon.ng vào nhau. Trong khoảnh khắc hai trường ấm như thiên thạch đỡ upsilon.ng vào nhau, khi va chạm thì không gian tan vỡ lộ ra khe nứt đen ngòm. Cả không trung rung bần bật, kinh khí năng lượng kinh khủng dao động hóa thành gió bão hình vòng tròn lan tràn ra. Thân thể Lục Lâm Thiên bị đẩy lùi thẳng ra sau hai bước, trong lúc thụt lùi thì khóe môi hắn cong lên cười nhạt. Cộp! Cùng lúc đó, lão nhân trường bào bị đẩy lùi hai bước, kinh sợ tu vi thực lực của đối phương. Trong trường ấn bị chấn nát của Lục Lâm Thiên đột nhiên bắn ra một tàn ảnh trường ấn, linh hồn lực hùng hồn tuôn ra tràn ngập khí tức cực đoan khủng bố, nhìn kỹ sẽ làm linh hồn người run rẩy. Bùm! Trường ấn tàn ảnh xé gió bay ra, gần trong gang tấc vỗ mạnh vào người lão nhân trường bào. Năng lượng linh hồn dồi dào xâm nhập vào thân thể lão nhân. Trong phút chốc hai lão nhân đằng trước con người co rút. Công kích thuộc tính thổ ẩn chứa công kích linh hồn. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, với một trưởng này bọn họ đã biết đẳng cấp thực lực của Lục Lâm Thiên. Cộp cộp! Với công kích linh hồn, lão nhân trường bào lại lảo đảo bị đẩy lùi, hoảng hốt chống đỡ được linh hồn. Khi lão nhân lần nữa nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm thì ánh mắt rất rung động. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Vũ Tôn Bát Trọng! Người này đã là Vũ Tôn Bát Trọng, còn là Bát Trọng Đỉnh Phong. Trên bình nguyên man hoang. Một Cực Lạc Cung nho nhỏ mà có cường giả như vậy, thật làm Lục Lâm Thiên ngạc nhiên. Lão nhân tóc dài sắc mặt âm trầm, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lục Lâm Thiên đăm đăm. Lục Lâm Thiên, chẳng lẽ người chính là trưởng môn Phi Linh Môn, Linh Vũ Chiến Tôn? Lục Lâm Thiên lảo đảo lùi hai bước đã ổn định thân hình, nhìn lão nhân tóc dài. Không ngờ còn có người biết ta. Lục Lâm Thiên cảm thấy thực lực của lão nhân tóc dài mới mạnh nhất trong nhóm. Lão nhân âm trầm nhỏ tuổi nhất mắt chợt sáng lên, mắt lóe tia sáng lạnh. Thì ra ngươi chính là Lục Lâm Thiên, lão đại, lão nhị, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Lục Lâm Thiên thầm lấy làm lạ, nghe lời nói như thể ba người muốn tìm hắn và đây không phải chuyện tốt. Lão nhân trường bào mới rồi bị Lục Lâm Thiên đẩy lùi vài bước giở ánh mắt giễu cợt nói. Khục khục, đây là tự đưa lên cửa, hàng năm đều có chuyện tốt. Năm nay đặc biệt nhiều, còn đang lo không biết đi đâu tìm. Ánh mắt dâm tà nhìn Lục Tâm Đồng, lão nhân trường bào cười tà. Giết đệ tử của ta thì dùng nàng này thay thế là đã đủ. Bộ dáng này, tư thái này, trong vạn người không có một. Lục Tâm Đồng không chịu đựng được lời nói bị ổi xấu xa đó, nàng quát to. Chó già vô sỉ hạ lưu, người muốn chết. Mắt Lục Tâm Đồng bắn ra tia sáng lạnh. Tiểu nha đầu hoang dã lắm. Lão nhị liếc sang lão đại, lão tam đứng bên cạnh. Lão đại, lão tam, đã đưa lên cửa rồi thì cùng nhau giải quyết đi. Lão nhị lão tam, các ngươi giải quyết hai người kia đi,
giao Lục Lâm Thiên cho ta. Cẩn thận chút, hai người này chắc là trọng kiếm Vô Phong Dương quá, độc linh ma nữ Lục Tâm Đồng, có chút bản lĩnh. Lão nhân tóc dài nói xong khí tức tỏa định Lục Lâm Thiên. Lão Tam cười âm trầm. Hai tiểu tử chưa dứt sữa thì mạnh bao nhiêu, trở tay liền tiêu diệt. Lão Tam liếc mắt qua Lục Tâm Đồng, dương quá nhưng không thèm để vào mắt. Mắt Lục Lâm Thiên lộ tia lạnh lùng nói. Xem ra các ngươi thật sự muốn tìm ta. Cũng tốt, dù sao Cực Lạc Cung dám đỡ Upsilon.ng vào người phi linh môn ta, hôm nay sẽ san bằng Cực Lạc Cung ngươi. Ba người này dường như có ý đồ xấu với hắn, tình cờ Lục Lâm Thiên gặp phải, giải quyết luôn cho gọn. Lục Lâm Thiên truyền âm vào tai Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, dốc hết sức đi. Lão nhị lạnh lùng quát. San bằng Cực Lạc Cung ta. Tiểu tử nhà ngươi lớn lối thật, ra tay. Lão nhị dẫn đầu lao hướng Lục Tâm Đồng, chảo ấn xé gió bay đi, kình khí kinh khủng khiếp người. Tử linh hồn năng giáp. Lục Tâm Đồng lòng máy động, quanh người bừng lên ánh sáng màu tím. Một bộ giáp màu tím trùm lên người Lục Tâm Đồng, trên áo giáp có hồn lực hùng hồn quanh quẩn, kín không kẽ hở bao phủ người nàng vẽ ra đường cong động lòng người, càng toát ra khí cổ xưa. Kình khí khủng bố bị ngăn cách bên ngoài. Lão Tam lạnh lùng quát. Ta cũng giải quyết tên này. Lão Tam hoàn toàn không để Dương Quá vào mắt, lắc người ngưng tụ ra quyền ấn đánh ra. Ánh mắt Dương Quá thay đổi, cười khẽ. Áo xám bay phần phật, khi quyền ấn xuất hiện trước mặt Dương Quá thì khí tức kỳ dị đồng hóa sóng không gian bắn ra khí thế hung hãn. Một ánh sáng màu vàng đất run rẩy khuếch tán, cuối cùng như vòng sáng bao phủ người Dương Quá vào trong. Năng lượng cường đại sinh ra áp lực khuếch tán, làm không gian đông lại, quyền ấn lúc này đấm nát không gian bay ra. Cùng lúc đó, sau khi bày ra tử linh hồn năng giáp thì Lục Tâm Đồng thúc giục lực lượng thời gian, khí tức quái dị đồng hóa sóng không gian. Răng rắc, chảo ấn của lão nhị rơi xuống, chớp mắt Lục Tâm Đồng biến mất. Chảo ấn chộp không gian thủng cái lỗ sâu lộ ra màu đen thẳm làm tim người đập nhanh, trong khoảnh khắc nhanh chóng phục hồi lại. Cùng lúc đó, Dương Quá và Lão Tam tung nắm đấm bao bọc vầng sáng trực tiếp va chạm như thiên thạch đấu Upsilon.ng nhau. Chấn vỡ sóng không gian dọc đường đi. Ầm ầm ầm. Quyền ấn đỡ Upsilon.ng mạnh hoàn hao, tiếng sấm nổ vang vọng. Năng lượng khủng bố va chạm, không trung run nhẹ. Sóng năng lượng khủng bố thổi quét không trung, hai người lảo đảo cùng thụt lùi, dường như ngang sức ngang tài. Trong khoảnh khắc này Lục Tâm Đồng lại hiện ra sau lưng lão nhị, quát to. Chó già, muốn xuống tay với ta thì sức phú tôn bát trọng của ngươi chưa đủ. Lục Tâm Đồng phất tay thay đổi thủ ấn, một quang ấn rực rỡ trong khoảnh khắc ẩn hiện giữa khói độc đầy trời, năng lượng đáng sợ chấn động không gian không ngừng vỡ ra từng khe nứt màu đen. Ong ong ong, không gian run rẩy, mấy con rết, con nhện, mãng xà to, con cóc màu đen, năm thú ảnh hiện ra trong quang ấn tụ thành một thú ảnh dữ tợn. Uy áp năng lượng cường đại khuếch tán. Lão nhị đột nhiên ngoái đầu lại, ánh mắt rung động. A, à, là linh tôn lục trọng, độc công. Lão nhị không bao giờ ngờ một tiểu nha đầu thế mà là linh tôn lục trọng. Khó chọc nhất là linh tôn, cộng thêm độc công làm người ta kiêng dè. Đòn công kích khủng bố này gồm uy áp linh hồn khổng lồ, khói độc. Không chỗ không xâm nhập khiến đầu óc lão nhị đau nhói. Lão nhị cười dâm huế. Lục Tâm Đồng quát to. Đi. Lục Tâm Đồng phất tay, thú ẩn dữ tợn lao hướng lão nhị. Kinh khí khủng bố, khói độc ngập trời đè xuống. Khói độc không chỗ không ở xen lẫn công kích linh hồn, từng đợt sóng ập hướng lão nhị. Lão nhị tức giận quát. Khốn kiếp. Trên thủ ấn của lão nhị bày ra một phòng ngự cương khí quanh thân. Công kích linh hồn và công kích khói độc đều làm người ta e ngại. Vang tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C. Bùm. Cả không trung run rẩy, kinh khí năng lượng càn quét bầu trời. Cộp cộp. Lục Tâm Đồng công kích, lão nhị bị chấn lùi lại mấy bước. Biểu tình cực kỳ khó xem. Giờ phút này, phía sau quảng trường có nhiều đệ tử Cực Lạc Cung ai nấy trố mắt líu lưỡi. Lão nhân tóc dài khẽ quát. Lão nhị, lão tam, mấy người kia không yếu, đừng lơ là. Biến đổi thoáng chốc làm lão nhân tóc dài rất giật mình. Không ngờ Dương Quá, Lục Tâm Đồng cường đại đến mức này. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng. Đại ca, Tâm Đồng, dốc hết sức đi. Đại ca Dương Quá đối phó một phú tôn bát trọng thì Lục Lâm Thiên hoàn toàn yên tâm.
thực lực của đại ca Dương Quá cộng với Cẩm Trấn Thiên đã có tiền lệ đánh chết Phú Tôn Bát Trọng. Giản trưởng lão Đảo Khôn Dương tuy tu vi không cao bằng lão Tam thì đã là đỉnh Vũ Tôn Bát Trọng, nhưng so sánh thực lực thì giản trưởng lão mạnh hơn lão Tam một chút. Giản trưởng lão là tôn giả Đảo Khôn Dương, phòng ngự mạnh, còn có vũ linh khí công kích. Lục Lâm Thiên chỉ hơi lo lắng Lục Tâm Đồng, nàng đối kháng cùng đỉnh Vũ Tôn Bát Trọng, thực lực khó thể áp chế. Nhưng Lục Lâm Thiên cho rằng với độc công và nhiều thiên phú của Lục Tâm Đồng thì đối kháng một lúc không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên bua đại ca Dương Quá giải quyết xong đối thủ của mình liền ổn thỏa. Tiếng quát vang, áo giáp thanh linh đã trùm người Lục Lâm Thiên, hắn không do dự nữa. Dường như ba cung chủ Cực Lạc cung có chút mưu đồ với hắn, càng phải đối phó. Lục Lâm Thiên kết thủ ấn vung ra long ảnh tí, ảo ảnh rồng vàng gầm giống sông hướng lão nhân tóc dài. Lão nhân tóc dài sớm muốn đánh với Lục Lâm Thiên, hắn hành động trước cho lão quan sát đẳng cấp tu vi của hắn. Thì ra là Vũ Tôn Lục Trọng. Nhìn Lục Lâm Thiên công kích, lão nhân tóc dài vung cánh tay, không gian xung quanh như có năng lượng thuộc tính thủy tụ tập lại, một quyền ấn đánh tới. Sóng không gian đằng trước quyền ấn bị phá hủy. Bùm! Đòn công kích của hai người hung hãn hơn bên cạnh nhiều. Lão nhân một đấm đánh vào rồng vàng ảo tan vỡ, kinh khí ngập trời càn quét, quyền ấn chưa tan biến xuyên qua một lỗ sâu không gian lại đánh hướng Lục Lâm Thiên. Vũ Tôn Bát Trọng. Lục Lâm Thiên không hề ngạc nhiên, lão nhân tóc dài thật sự là Vũ Tôn Bát Trọng. Ban đầu Lục Lâm Thiên quan sát tu vi thì khí thế vô hình chung của lão và sóng không gian xung quanh đều không kém hơn Hử trưởng lão Đảo Khôn Dương đã chạy trốn, nên tất nhiên tu vi ngang ngửa Hử trưởng lão. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm, tay phải nhanh như tia chớp vươn ra, khí hủy diệt khuếch tán. Tử kim huyền lôi chém ra, khe nứt không gian lộ ra ánh sáng đen ngòm tim đập nhanh va chạm vào quyền ấn. Bùm! Va chạm làm không gian run rẩy, kinh khí khủng bố, mặt đất nứt rạn, đá vụn tung tóe lộ ra khe rãnh dài ngàn thước sâu không thấy đáy. Cả quảng trường lúc này nằm trong vòng công kích cường đại, rung lắc bần bật. Mấy chục tiếng hét thảm vang lên. A! À, mấy chục đệ tử Cực Lạc cung không kịp né bị cuốn vào trong đánh chết. Trận thế đánh nhau thế này e rằng tôn cấp thấp cũng khó thể đứng vững trong đó, những đệ tử Cực Lạc cung thì càng thảm. Cộp! Hai đòn công kích ngăn cản cú đấm của đối phương mà Lục Lâm Thiên chỉ bị đẩy lui mấy bước, lòng thầm lấy làm lạ. Với tu vi của ba cường giả Cực Lạc cung, hai Vũ Tôn đỉnh bát trọng, một Vũ Tôn bát trọng, thực lực đáng sợ như vậy mà Cực Lạc cung lại yếu xìu, tu vi đệ tử cực kém, rất lạ lùng. Mấy chục đệ tử bị lan đến chết thảm. Lão nhân tóc dài tức giận quát. Khốn nạn! Ánh mắt lão nhân tóc dài đầy ngạc nhiên. Tu vi Vũ Tôn Lục Trọng của Lục Lâm Thiên không tương xứng với thực lực đã thể hiện, mới rồi đòn công kích tia chớp màu tím đó làm tim lão run rẩy. Lão nhân tóc dài nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Thì ra Tử Lôi Huyền Đỉnh thật sự nằm trên người của ngươi. Mé bên kia, Lục Tâm Đồng hét to. Để xem ngươi làm gì ta được. Đối diện lão nhị công kích đợt hai. Khí tức kỳ dị tuôn ra từ bàn tay Lục Tâm Đồng, một luồng sáng đen tràn ra. Ong ong ong. Chấn linh diệt hồn tháp xuất hiện giữa không trung rồi biến to mấy trăm thước, phát ra tiếng vù vù quái dị. Khí tức khuếch tán, uy thế kinh người làm linh hồn người rung động, phát ra khói đen ngập trời. Khí tức kỳ dị khiến tim người đập nhanh. Chít chít. Thủ ấn trong tay Lục Tâm Đồng thay đổi, khói đen phát ra tiếng hú sắc nhọn tựa như quỷ khóc thần gào, đâm linh hồn người. Khói đen lượn lờ, đột nhiên có trăm đoàn sáng đen ngòm bắn ra. Biến đổi làm người sởn tóc gáy làm lão nhị hoàn toàn biến sắc mặt. Chít chít. Không chút ngừng lại, trong chấn linh diệt hồn tháp có trăm hồn anh toàn thân đen thui dương nanh múa vuốt tựa như lệ quỷ màu đen, người phát ra khí tức thô bạo lao vào lão nhị. Thiên phú công kích thật khủng khiếp. Tình hình rùng rợn đó làm lão nhân tóc dài, lão tam ở bên cạnh liếc qua xem chừng. Ong ong ong. Mắt Dương Quá lóe tia sáng, mỉm cười, Trấn Thiên đột nhiên xuất hiện. Trấn Thiên xuất hiện, tiếng phong lôi ầm ĩ vang vọng, thanh âm tựa như sư giống phượng ngâm. Tiếng kiếm ngân bá đạo không gì sánh bằng, năng lượng quanh thân cuồn cuộn, chấn động sóng không gian như nước sôi. Luồng sáng màu hoàng kim bàng bạc tuôn ra từ thân kiếm, không gian sau thân kiếm phong vân biến sắc, nửa bên không gian tia chớp sấm sét rít gào. Lão Tam kinh sợ. Chẳng lẽ là thần khí? Khí tức này khiến lão Tam run rẩy bất an. Ong ong ong. Cùng lúc đó,
Lục Lâm Thiên nhảy lên tầm thấp, sau áo giáp thanh linh là đôi cánh màu xanh hoàn mỹ vô khuyết, mép cánh có ánh sáng xanh khuếch tán như các tia điện sâu chuỗi, uy áp đè ép không gian, ngưng tụ ra năng lượng đáng sợ khiến người run nảy. Lão nhân tóc dài mắt lóe tia sáng, kinh ngạc nói. Linh khí phi hành thiên giai. Mắt lão nhân tóc dài lộ tia tham lam. Trên cao mé bên, Lục Tâm Đồng quát to. Đại La kiếm trận. Khói độc bám vào áo giáp màu tím, chán Lục Tâm Đồng lại bắn ra một vật. Ong ong ong. Tiếng kiếm ngân vang lên, thứ đó chợt biến thành than H5 cơ màu bạc, kiếm khí sắc bén, tiếng kiếm ngân như phong loi, chính là Đại La kiếm trận. Đại La kiếm trận xuất hiện biến ra một chuỗi kiếm ảnh trước mặt Lục Tâm Đồng. Vô số kiếm ảnh phân hóa diễn sinh, từng đợt kiếm ảnh cắt vỡ không gian, trước mũi kiếm mơ hồ lộ ra tia sáng đen ngòm. Một giây ngắn ngủi kiếm trận này biến thành hàng vạn kiếm quang. Kiếm quang sắc bén huyền ảo xoay tròn, không gian đầy ắp ánh sáng bạc kiếm quang phát ra. Sóng không gian vô hình khuếch tán mang theo gơ đao động sóng gợn. Khi sóng khuếch tán, hàng vạn kiếm quang che trời bắn lên cao. Vù vù vù. Vạn kiếm quang tỏa ánh sáng bạc rực rỡ bay nhanh ra, chớp mắt đã nhốt lão nhị lại. Uy áp kinh người lan tràn, kiếm quang xé gió ập đến, huyền ảo liên kết nhau. Khí thế sắc bén huân thiên hách địa. Lão nhân tóc dài và lão tam đều ngạc nhiên, ba người Lục Lâm Thiên này không dễ chọc chút nào. Tuy lão nhị là vũ tôn bát trọng nhưng e dè độc công của Lục Tâm Đồng, cộng thêm đòn công kích khủng bố của Trấn Linh Diệt Hồn Tháp, lão nhị lại bị kiếm trận cuốn lấy, biểu tình cực kỳ khó xem. Tu vi vũ tôn bát trọng lúc này bị trói chân trói tay, trong phút chốc khó thể xông phá vòng công kích bao bọc. Đương nhiên Lục Tâm Đồng muốn làm gì vũ tôn bát trọng này cũng khó khăn. Công kích hùng hồn xé nát không gian, quảng trường đình viện xung quanh đã sớm bị san bằng một mảnh hỗn độn, không thể làm gì được lão nhị. Lão nhân tóc dài biến sắc mặt nói. Lão nhị, chuẩn bị bố trận. Lão nhân tóc dài liếc Lục Lâm Thiên, dương quá, qua một kích này lão đã biết ba người không dễ chọc. Nhóm Lục Lâm Thiên có thần khí bay, lão nhân tóc dài không muốn để con mồi trốn mất. Bùm! Rất nhiều hồn ma thê lương vây công, lão nhị không ngừng vung quyền ấn khuấy động năng lượng thuộc tính thổ hùng hồn từ trên cao đè xuống, vô số tàn ảnh quyền ấn đánh ra, mỗi cái có lực lượng phá không. Nhiều hồn anh ác quỷ bị cuốn lấy đánh nát. Phá! Lão nhị nghe lệnh tuôn ra chân khí phô thiên cái địa, kéo theo năng lượng thiên địa bàng bạc. Không gian to lớn ngàn thước run rẩy đè ép nguyên không gian vặn vẹo, từng đợt quyền ấn tụ tập lại mạnh mẽ tràn ra. Ầm ầm ầm. Đằng trước quyền ấn, các tia khe nứt không gian như thực chất bắt đầu khuếch tán xé rách khí lưu không gian, cả không gian nổ tung, lực lượng cuồng bạo ập đến. Cộp. Lực lượng mạnh mẽ làm thân hình yểu điệu của Lục Tâm Đồng lảo đảo thụt lùi mấy bước. Đại La kiếm trận, Trấn Linh Diệt Hồn Tháp bị chấn văng ra. Xoẹt. Chỉ chớp mắt biểu tình lão nhị trầm trọng đã bay đến bên cạnh lão nhân tóc dài, lão tam. Lão nhân tóc dài quát to. Lão nhị, lão tam, bố trận. Vù vù vù. Lão nhân tóc dài dứt lời chợt nghe tiếng xé gió vang lên, ba người vọt lên cao đứng ba vị trí toát ra tia huyền ảo. Ba người đồng thanh kêu lên. Tam tinh trận. Từng cột sáng chân khí tuôn ra từ người lão nhân tóc dài, lão nhị, lão tam rồi nối kết lại với nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trên không trung, phạm vi mấy ngàn thước, một trận pháp khổng lồ đập vào các cặp mắt. Ba người liên tục biến ảo thủ ấn, từng cột sáng chân khí khủng bố liên tục bay ra từ cơ thể bọn họ, kéo theo năng lượng thiên địa cuối cùng chui vào đại trận. Trên địa trận khổng lồ nhấp nháy ánh sáng bí văn chói lòa. Cả không gian rung ầm ầm, năng lượng thiên địa đầy trời tụ tập lại. Lục Lâm Thiên xuất hiện sau lưng Lục Tâm Đồng hỏi. Có sao không? Lực lượng nhu hòa kéo Lục Tâm Đồng ngăn nàng thụt lùi. Không sao. Lục Tâm Đồng dẫm chân xuống đất ổn định thân thể mềm mại, Trấn Linh Diệt Hồn Tháp và Đại La kiếm trận một lần nữa rít gào xoay tròn sắp công kích tiếp. Cẩn thận. Lục Lâm Thiên kéo lại Lục Tâm Đồng, ánh mắt trầm trọng nhìn chằm chằm phía trước. Ba người đã kết thành một trận pháp liên kích, uy lực không yếu. Trận pháp liên kích có điểm huyền ảo của nó, e rằng Lục Tâm Đồng không đối phó được. Ầm ầm ầm. Cả đại trận xảy ra thay đổi. Giữa không trung, không gian trong mấy ngàn thước vien nạp vẹo tràn ngập uy năng khủng bố. Ánh sáng địa trận rực rỡ chói lòa đầy bí văn huyền ảo, uy áp khủng bố vô hình toát ra từ đại trận khiến lòng. Lục Lâm Thiên run rẩy. Trận pháp liên kích của ba người đang tăng mạnh uy lực.
Trong đại trận che đầy trời đột nhiên có cột sáng năng lượng to lớn bao phủ người lão nhân tóc dài. Dưới cột sáng, quanh thân lão nhân tóc dài lại có một cột sáng nối với người lão nhị. Lão nhị thay đổi thủ ấn, cột sáng năng lượng bàng bạc rơi vào người lão tam. Xoẹt! Toàn thân lão tam run rẩy, thủ ấn đột nhiên nhấn xuống, một cột sáng trực tiếp rơi vào người lão nhân tóc dài. Thất luyện cột sáng của ba người nối nhau, cả không gian gió nổi mây phun, không gian hôn ám. Ba người với thế tam giác đối lập đứng lơ lửng, lúc này khí thế quanh thân ba người đột nhiên có thay đổi. Người lão nhị, lão tam kéo ra một chuỗi tàn ảnh, với đường cong huyền ảo và uy lực năng lượng hùng hồn cùng chui vào cột sáng quanh thân lão nhân tóc dài. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc không gian rung rinh, lão nhân tóc dài xảy ra biến đổi kỳ dị làm người hoảng sợ. Quanh người lão nhân tóc dài hiện ra một hình người ảo to lớn cả ngàn thước, khí thế cường đại khuếch tán, uy áp mạnh mẽ lan tràn. Khí thế đè ép thiên địa, khí thế kinh khủng huân thiên hách địa. Lục Lâm Thiên con ngươi co rút. Mạnh quá! Tam tinh trận của ba người lại khủng bố như vậy, dường như hợp ba cường giả lại thành một, dẫn động năng lượng thiên địa nâng cao uy lực. Lúc này cường giả hai vũ tôn bát trọng đỉnh phong, một vũ tôn bát trọng hợp nhất phối hợp trận pháp nâng cao uy năng, thực lực tương đương tăng cấp số nhân. Lục Lâm Thiên suy đoán thực lực hiện tại của ba người e rằng là cường giả vũ tôn trung kỳ bát trọng cũng khó thể làm gì được bọn họ. Hiện tại thực lực của ba người tương đương vũ tôn hậu kỳ bát trọng. Ánh mắt Dương quá trầm trọng. Tam muội hãy lùi lại, ta và nhị đệ lên được rồi. Tay Dương quá siết chấn thiên vang tiếng sấm nổ, ánh sáng vàng chói lòa, trên mũi kiếm sấm sét đì đùng. Lục Lâm Thiên khẽ quát. Tâm đồng lùi lại. Huyễn ảnh thanh vũ rực sau lưng Lục Lâm Thiên hoàn toàn giang rộng, cánh đột nhiên vỗ, không gian xung quanh khựng lại rồi cuồng phong vù vù nổi lên. Không gian xung quanh như pha lê yếu ớt vỡ thành vô số mảnh nhỏ không gian li ti. Trên bàn tay Lục Lâm Thiên giờ có một đoàn ánh sáng màu tím vàng quanh quẩn, tử lôi huyền đỉnh xoay tròn trong tay. Đối diện trận pháp liên kích của ba người, Lục Lâm Thiên chỉ có thể dốc hết sức liều một trận. Với thực lực hiện tại của hắn và đại ca Dương quá, Lục Lâm Thiên không bị nhiều áp lực, nếu đánh không la ị thì dư sức chạy đi. Lục Lâm Thiên chỉ không ngờ trong Cực Lạc cung nho nhỏ có ba tôn giả khủng bố như thế. Hiện tại Lục Lâm Thiên đã tin lời ngày xưa nghĩa phụ Nam Thúc nói, trên con đường lớn này có nhiều cường giả ẩn thế, ba người này nằm trong số đó. Người khổng lồ ảo cao ngàn thước, to như ngọn núi hét to một tiếng. Ba nhãi danh chưa dứt sữa, thực lực không yếu, nhưng hôm nay các ngươi rất xui gặp phải ba chúng ta. Chỉ có thể chết đi. Vốn tưởng chỉ có hai thần khí nhưng giờ xem ra là ba cái. Sau khi có ba thần khí thì ba chúng ta còn sợ ai nữa? Khí thế rung động đến cực độ, tia mắt to nhìn xuống ba người Lục Lâm Thiên như. Con voi nhìn ba con kiến. Lục Lâm Thiên và Dương quá liếc nhau, gật đầu, sẵn sàng ứng chiến. Người khổng lồ ảo hét to một tiếng. Chết đi. Cánh tay to lớn như cột trống trời đánh ra quyền ấn. Không gian bị đỡ upsilon.ng vỡ lộ ra lỗ sâu quyền ấn đen ngòm đổ ập xuống Lục Lâm Thiên, Dương quá. Trong khoảnh khắc này Lục Lâm Thiên, Dương quá cùng hành động định thi triển công kích. Xoẹt! Ngay lúc này trên bầu trời mênh mông đột nhiên có một thất luyện chân khí to lớn ầm ầm va chạm, không gian dọc đường chợt nổ tung đỡ upsilon.ng vào cú đấm ảo to lớn. Hai lực công kích tựa hủy diệt trong phút chốc mạnh mẽ va chạm vào nhau. Bùm bùm bùm! Năng lượng khủng bố va chạm mang theo từng đợt xung lực hủy diệt, mạnh mẽ khuếch tán không trung. Ngọn núi và mặt đất bên dưới bị phá hủy. Xoẹt. Cùng lúc đó, ảo ảnh hình người to lớn bị đòn công kích đẩy lùi, mắt to rất giật mình. Thanh âm bá đạo không gì sánh bằng đột nhiên vang vọng trong không trung. Cực Lạc Tam Quỷ, người dám đỡ upsilon.ng vào giáo chủ của Thánh Linh giáo ta, ba người chán sống rồi. Thanh âm chưa dứt thì trên bầu trời rít gào xuất hiện hai vật khổng lồ, hai con yêu thú to lớn vượt không gian xuất hiện. Growl, grow, tiếng long phượng sư tử hổ báo thú gầm phát ra như sấm sét càn quét không gian. Yêu thú khổng lồ thứ nhất là một con sói to màu vàng. Vảy màu vàng phủ trùm toàn thân sói vàng, răng nanh tỏa ánh sáng vàng, đôi mắt đỏ ngầu, lưng mọc cánh vàng. Đôi cánh tựa như loan đao. Nhìn kỹ thì trên cánh có hai đường cong hõm vào như thể mọc sáu đôi cánh. Thân hình vàng kim toát ra uy áp vương giả tuyệt đối. Yêu thú vật khổng lồ thứ hai là một con yêu thú uy vũ dữ tợn đến tột độ, như hổ như trâu, như rồng như sói.
lưng có đôi cánh to, bộ dạng cực kỳ hung ác, toàn thân mọc lông như nhím, người đỏ máu tựa như máu đang chảy. Nhìn hai con yêu thú khổng lồ, Lục Lâm Thiên lộ vẻ mặt mừng rỡ. Là Kim Dực Thiên Lang, Thôn Thiên Cùng Kỳ. Người có thể làm hai con yêu thú khủng bố này làm tọa kỵ trừ Kim Lang tôn giả, Cùng Kỳ tôn giả trong tôn tổ đời thứ nhất thánh linh giáo ra trong thiên hạ chẳng còn người khác. Mắt Lục Lâm Thiên lộ mừng rỡ nhìn sang, trên lưng Kim Dực Thiên Lang, Thôn Thiên Cùng Kỳ sáu một người ngồi. Người ngồi trên Kim Dực Thiên Lang, là lão nhân 50 tuổi, mặc trường bào tím vàng toát ra uy nghiêm mạnh mẽ khiến người nhìn vô hình chung thấy nghẹt thở như có hòn đá to đè ngực. Ngồi trên lưng Thôn Thiên Cùng Kỳ là lão nhân mặc áo đỏ, mặt đỏ ửng, khí thế cực kỳ cuồng bạo. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đệ tử tham kiến hai vị sư thúc. Lục Lâm Thiên thu về Tử Lôi Huyền Đỉnh, cung kính khom lưng hành lễ với hai người, đây chẳng phải là hai sư thúc của hắn thì còn ai nữa. Hai cường giả khủng bố đến, Lục Lâm Thiên phỏng chứng không cần hắn liều mạng làm gì. Thấy cường giả như thế tiến đến, Dương Quá thu về Chấn Thiên. Lục Tâm Đồng đã sớm cất đại la kiếm trận, chấn linh diệt hồn tháp, cùng đại ca Bắc Cung Vô Song đến sau lưng Lục Lâm Thiên, mắt lộ ý cười. Lục Tâm Đồng biết thực lực của hai vị cường giả như thế nào. Cùng Kỳ tôn giả cười tủm tỉm nói. Lâm Thiên, sao ngươi đến đây? Ngũ sư thúc của ngươi đến kịp lúc đúng không? Áo đỏ vung lên, Cùng Kỳ tôn giả đã tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ngũ sư thúc đến rất đúng lúc. Người khổng lồ ảo thụt lùi, mắt nhìn chằm chằm Cùng Kỳ tôn giả, Kim Lang tôn giả trước mặt, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Kim Lang tôn giả, Cùng Kỳ tôn giả, là các ngươi. Cùng Kỳ tôn giả lạnh lùng quát. Cực Lạc Tam Quỷ, ba người ngày càng to gan ra, dám đỡ upsilon.ng vào sư điệt của lão tử. Hôm nay không lột ra các ngươi còn tưởng lão tử dễ chọc. Người khổng lồ ảo run rẩy, dường như cực kỳ e ngại Cùng Kỳ tôn giả. Cùng Kỳ tôn giả, ta không biết các ngươi là sư thúc của Lục Lâm Thiên. Đã đắc tội, chúng ta đi đây. Trong bào tím vàng bay phần phật, Kim Lang tôn giả nhảy người xuống Kim Dược Thiên Lang, mắt bắn ra tia sáng lạnh lùng nói. Xem bản tôn là con nít 3 tuổi sao, thiên hạ đều biết Lục Lâm Thiên chính là sư điệt của ta, ba ngươi lại bảo là không biết. Hôm nay các ngươi đã gặp phải vậy xem như các ngươi xui xẻo đi. Người khổng lồ ảo hét to. Mắt to bắn ra tia sáng. Kim Lang tôn giả, Cùng Kỳ tôn giả, các ngươi đừng khinh người quá đáng, chúng ta cũng không dễ chọc. Cùng Kỳ tôn giả lạnh lùng quát. Chỉ bằng vào ba thứ như các ngươi, cho rằng có tam tinh trận thì lão tử không làm gì các ngươi được sao? Cùng Kỳ tôn giả liếc sang Lục Lâm Thiên. Các ngươi thụt lùi lại một chút, giao cho ngũ sư thúc của ngươi xử ba tên tạp chủng này. Lục Lâm Thiên không chút do dự nói. Vậy xin làm phiền ngũ sư thúc. Có linh lực chân khí ra tay thì còn sợ gì nữa? Người khổng lồ ảo hét to. Cùng Kỳ tôn giả, rốt cuộc các ngươi muốn sao? Ta và thánh linh giáo các ngươi luôn nước giếng không phạm nước sông. Cùng Kỳ tôn giả hét to. Hay cho câu nước giếng không phạm nước sông, ba tên tạp chủng các ngươi mới rồi còn đỡ upsilon.ng vào giáo chủ thánh linh giáo ta vậy mà bảo là nước giếng không phạm nước sông. Giáo chủ thánh linh giáo ta là thứ ba con chim lai giống các ngươi có thể đỡ upsilon.ng vào sao? Thanh âm như sấm sét toát ra uy áp to lớn. Cùng Kỳ tôn giả dứt lời liền hành động, áo đỏ phấp phới, giơ tay nhấc chân tụ tập năng lượng thuộc tính hỏa đầy trời. Một quyển ấn năng lượng thuộc tính hỏa đánh ra. Đối phương đã không định bỏ qua thì người khổng lồ ảo mắt to lóe tia độc ác gầm lên. Hừ, chúng ta cũng không dễ chọc. Năng lượng chân khí phô thiên cái địa bạo tuôn ra, tiếp đó cánh tay vung lên. Một cột sáng năng lượng to lớn đỡ upsilon.ng mạnh vào quyền ấn lửa khổng lồ của Cùng Kỳ tôn giả. Bùm! Hai quyền va chạm, kình phong khủng bố gợn sóng phô thiên cái địa tuôn ra. Không gian đất đai xung quanh bị dư âm năng lượng đáng sợ chấn vỡ nát. Hừ! Kình phong khủng bố thổi quét, ảo ảnh khổng lồ ở giữa không trung bước chân lảo đảo nhanh chóng thụt lùi. Thân hình khổng lồ trở nên hư ảo nhiều, hiển nhiên chịu thiệt nhỏ trước lực công kích này. Ánh mắt người khổng lồ hoảng hốt. Thực lực của Cùng Kỳ tôn giả khủng bố đến vậy sao? Ba người bày ra tam tinh trận vậy mà không chiếm chút lợi thế nào ngược lại chịu thiệt, lòng cực kỳ trầm trọng. Tam tinh trận này không tệ. Kim Lang tôn giả dứt lời trường bào màu tím vàng vung lên, bàn chân dẫm hư không, không gian nổ tung.
Kim Lang Tôn giả bay hướng người khổng lồ, năng lượng thuộc tính thổ ồ ạt tụ tập trong không khí ngưng tụ thành con sói màu vàng ảo khổng lồ ngàn thước. Growl. Thú ảnh sói to lớn làm không gian quanh thân nó nhanh chóng vặn vẹo, thân hình khổng lồ gầm giống lao ra. Cùng lúc đó, dư âm năng lượng đáng sợ lan tràn đầy trời va chạm vào người khổng lồ. Người khổng lồ vừa lảo đảo thụt lùi thì ảo ảnh sói to gầm giống xông lên, cánh tay to vội vàng đánh ra, không gian dọc đường đi đột nhiên bùng nổ. Bùm! Lực lượng giao phong, trực tiếp đỡ upsilon.ng chạm. Trong phút chốc giữa không trung vang tiếng nổ như sấm, ảo ảnh sói to trùng kích vào người khổng lồ, không gian nổ tung. Cộp cộp! Lực lượng mạnh mẽ làm người khổng lồ lảo đảo thụt lùi lần nữa, lưng đỡ upsilon.ng vào một ngọn núi to. Ầm ầm ầm, núi sụp đất nứt, tiếng nổ điếc tai truyền ra, ngọn núi khổng lồ bị đỡ upsilon.ng sụp đổ, cả ngọn núi to lớn bị xung lực làm mép núi nứt rạn rồi ầm ầm sụp xuống. Mạnh quá! Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm cảnh tượng đó. Quá rung động, ba người vẻ mặt rung động, Lục Tâm Đồng bị rung động thè lưỡi ra. Cùng kỳ tôn giả lại hét to một tiếng, bàn chân đạp hư không. Ba tiểu tạp chủng không biết chết sống, phá cho ta. Hư không dưới chân cùng kỳ tôn giả nổ ra, một quyền ấn lửa nóng cháy to mấy trăm thước từ trên trời bay ra. Lửa bắn bốn phía từ lòng bàn chân đổ xuống, khí thế kinh người. Kim Lang tôn giả không rảnh rỗi, ánh mắt trầm xuống, năng lượng thuộc tính thổ run rẩy quanh thân đấm mạnh một cái. Hư không trước quyền ấn bị cú đấm của Kim Lang tôn giả làm nứt ra một cái khe đen ngòm dài. Quyền ấn nhanh như tia chớp đỡ upsilon.ng vào người khổng lồ ảo do tam quỷ ngưng tụ. Ầm ầm. Hai quyền ấn kéo theo năng lượng thiên địa hòa cùng, khe nứt không gian to lớn xẹt qua chân trời rồi lại lần nữa đỡ upsilon.ng mạnh vào người khổng lồ ảo do tam quỷ ngưng tụ. Người ánh mắt thay đổi nhưng không tránh thoát được, đành lại hơ hai đấm vội vàng nghênh đón. Bốn quyền ấn mạnh va chạm, không gian đông lại, năng lượng kinh người nổ tung. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc này bốn quyền ấn va chạm kinh người, không gian nổ tung lộ ra cái lỗ sâu to đen hoắc. Không gian nổ tung, kinh khí đáng sợ hóa thành đường vòng cung khuếch tán. Răng rắc. Trước kinh khí khủng bố, người khổng lồ ảo do tam quỷ ngưng tụ bắt đầu nứt rạn rồi nổ tung, năng lượng kinh người phô thiên cái địa khuếch tán. Phụt. Khi kinh khí khủng khiếp tan biến, người khổng lồ vỡ nát. Trong không trung, cực lạc tam quỷ hộc máu. Ba người té xuống đập mạnh vào nền đất. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động bụi bay tứ tung, đất đai rung rinh. Vù vù vù. Trong khe nứt mặt đất chỉ chớp mắt ba người hóa thành ba luồng sáng nhanh chóng trốn đi. Vang tiếng hét to. Còn muốn trốn, mơ đi. Dường như cùng kỳ tôn giả sớm có chuẩn bị, một bước đạp hư không đánh một đấm vào một bóng lưng. Không gian dọc đường phía trước quyền ấn đi bị nổ tung. Lùi lại cho ta. Trong bào màu tím vàng của Kim Lang tôn giả phất phới, thân hình như hồn ma xuất hiện đằng trước một người khác, trưởng ấn mạnh mẽ giáng xuống. Bùm bùm bùm. Lực lượng hùng hồn xuyên thấu không gian đánh ra như thiên thạch va chạm vào nhau. Hai bóng người bay xuống. Phụt. Máu phun ra, hai người lại đập mạnh xuống đất, mặt đất rung rinh núi lắc lư. Người thứ ba đã đi xa nhưng bị một luồng sáng xanh ngăn trước mặt, khóe môi nhếch nụ cười nhạt. Là Lục Lâm Thiên vận chuyển huyễn ảnh thanh vũ dực. Lục Lâm Thiên luôn quan sát bốn phía làm sao cho phép ba người bị thương nặng rời đi được. Xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên là Lão Tam trong cực lạc tam quỷ. Khóe môi Lão Tam chảy máu, thấy Lục Lâm Thiên ngăn cản thì hét to một tiếng. Cút đi! Lão Tam lập tức tung ra cú đấm. Lục Lâm Thiên nhếch mép, lòng máy động. Thần vũ diệt không? Huyễn ảnh thanh vũ dực sau lưng Lục Lâm Thiên dây lát mở rộng thể tích. Dao động năng lượng cực kỳ đáng sợ dâng trào mãnh liệt, tiếng sấm nổ mạnh như cửu thiên kinh lôi vang vọng. Trong phút chốc Lão Tam đánh ra cú đấm chợt cảm nhận uy áp tuyệt đối. Lão Tam nhìn huyễn ảnh thanh vũ dực mở rộng, lòng sinh ra cảm giác nhỏ bé. Huyễn ảnh thanh vũ dực biến to ra ngàn thước, đường cong động lòng người mang theo khí thức cổ xưa, cánh chim màu trắng tựa như các thanh loan đao chớp mắt bắn ra. Vù vù vù, từng tầng cánh chim màu xanh xé gió, rậm rạp. Mỗi cọng lông chim toàn là loan đao hình cung động lòng người hóa thành từng vũ khí giết người cắt vỡ không gian. Chúng nó hình thành đường cong từ giữa không trung đổ ập xuống bao tùm toàn không gian, bao vây Lão Tam vào trong.
với thực lực tu vi hiện tại của Lục Lâm Thiên khi vận dụng thần vũ diệt không thì uy lực tăng lên đến mức độ khủng bố. Quyền ấn của lão tam bị cánh chim cắt vỡ, uy thế kinh người làm lão hoàn toàn biến sắc mặt. Áo giáp ngưng tụ thành chân khí bao phủ người lão tam. Vạn vũ cùng bắn, chỉ giây lát cả không gian nứt rạn tan vỡ. Trong phút chốc một tiếng nổ dữ dội như tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng trong thiên địa này. Ầm ầm ầm, kinh khí cuồng bạo càn quét cả không trung, sóng gợn kinh khí ngút trời khuếch tán. Không trung run rẩy, sóng kinh khí năng lượng khủng bố tựa cơn sóng thần từ trên cao đổ ập đến. Không gian bỗng chốc sụp đổ cái hố sâu to lớn tựa như lỗ sâu không gian, lộ ra màu đen sâu thẳm khiến tim người đập nhanh. Vù vù vù. Trong khoảnh khắc mấy bóng người từ xa xé gió bay tới, mấy con yêu thú phi hành lượn vòng sau lưng họ. Trong không gian hỗn loạn, đám người chạy tới ngơ ngác nhìn nhau, tay chân lạnh lẽo. Khí thế khủng bố thật là kinh hoàng. Xoẹt. Trong không gian hỗn loạn tất cả phục hồi, lỗ sâu không gian chợt lóe nhanh chóng lấp lại. Khi bầu trời trở lại như cũ, mọi người nhìn chằm chằm. Hai bóng người vẫn đứng trên cao, đối diện nhau. Huyễn ảnh thanh vũ rực sau lưng Lục Lâm Thiên lại dương ra. Người lão tam cũng bao phủ áo giáp ngưng tụ bằng chân khí, bề ngoài như không bị tổn thương gì lớn. Trong mấy cặp mắt nghi hoặc, đột nhiên có tiếng răng rắc vỡ vụn. Mấy cặp mắt đó trông thấy áo giáp chân khí trên người lão tam rạn vỡ từ trong ra ngoài, từng tia sáng đau mắt bắn ra. Bề mặt toàn bộ áo giáp chân khí như mạng nhện nứt rạn từ trong ra ngoài. Cùng lúc đó lão tam há mồm hộc máu, mặt trắng bệch. Phụt, xuống cho ta. Ánh sáng xanh chợt lóe, Lục Lâm Thiên lại nhanh nhẹn phá không đến gần, tung cú đấm đập mạnh vào người lão tam. Bùm, cú đấm đập xuống, lão tam của Cực Lạc Tam Quỷ rất nhanh xuống, ọc máu té cái bịch xuống đất. Ầm ầm ầm, mặt đất rung rinh, lão tam vừa mới rơi xuống thì Lục Lâm Thiên đã lao theo sát. Mấy cấm chế rơi xuống người lão tam. Tiếp theo lão tam bị Lục Lâm Thiên xách trong tay. Lão tam là lão tam đỉnh bát trọng, sau khi bị cùng kỳ tôn giả, kim lang tôn giả tổn hại nặng làm sao đánh lại Lục Lâm Thiên. Hơn nữa lão tam trong Cực Lạc Tam Quỷ dù là lúc đỉnh cao nhất cũng không đánh lại Lục Lâm Thiên, giờ lão không thể nhúc nhích trong tay hắn. Trên bầu trời, mấy bóng người đáp xuống đất trước, hành lễ trước mặt Lục Lâm Thiên, có tổng cộng 6 người, đó là Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên, Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành, còn có 4 tôn lão hộ giáo viên Tự Thành, Quân Bát Phàm. Hai tôn giả khác của Thánh Vũ Bộ. Bái kiến giáo chủ. Trên lưng mấy con yêu thú phi hành có 50 cường giả tu vi vương cấp đáp xuống, cung kính hành lễ. Bái kiến giáo chủ. Bọn họ đều là trưởng lão, hộ pháp. Lục Lâm Thiên phất tay ra hiệu mọi người miễn lễ. Mời Tập lão, Nguyễn lão đứng lên, miễn lễ hết đi. Đám người Thánh Linh giáo cộng thêm 2 vị sư thúc xuất hiện chỗ này, đằng trước lại là Tử Vong Thâm Uyên. Lục Lâm Thiên ước chừng bọn họ cũng vì Tử Vong Thâm Uyên. Kim Lang Tôn giả sách lão đại của Cực Lạc Tam Quỷ ném tới người Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, xử lý 3 tên tạp chủng này thế nào? Người lão đại đẫm máu, suy yếu bị Kim Lang Tôn giả giam cầm. Cùng kỳ tôn giả túm lão nhị của Cực Lạc Tam Quỷ đến bên cạnh Lục Lâm Thiên, ném người xuống đất cái bịch. Lâm Thiên, dường như thực lực tiến bộ khá nhiều. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đa tạ sư thúc khích lệ. Lục Lâm Thiên nhìn lão đại, lão nhị của Cực Lạc Tam Quỷ. Đẳng cấp tu vi của hai người này một người là Vũ Tôn Bát Trọng, một người là Đỉnh Vũ Tôn Bát Trọng, tuyệt đối cường đại. Tiếc rằng đẳng cấp tu vi hai vị sư thúc Kim Lang Tôn giả, cùng kỳ tôn giả là tôn cấp Đỉnh Bát Trọng, so sánh thì Cực Lạc Tam Quỷ kém xa lắc. Lục Lâm Thiên ném lão tam trong tay xuống đất, liếc Cực Lạc Tam Quỷ rồi lại quét mắt nhìn lên trời. Nhiều đệ tử Cực Lạc Cung bị văng miểng đã chết, nhưng còn số ít người trốn đi xa. Lục Lâm Thiên nói, Tập lão, Nguyễn lão hãy dọn dẹp xung quanh, không tha một người. Tuân lệnh, Tập Hạo Nhiên, Nguyễn Thượng Hành gật đầu, phất tay ra hiệu. 50 cường giả vương cấp của Thánh Linh giáo nhảy ra giết số Cực Lạc Cung ít ỏi còn sót lại, đúng là tàn sát. A, từng tiếng hét thảm từ xa vọng lại. Đám người Cực Lạc Cung bị cường giả Thánh Linh giáo truy sát không có đường trốn. 3 người Cực Lạc Tam Quỷ bị ném dưới đất, dương mắt nghe 4 phía vang vọng tiếng hét thảm. Lão Tam, lão nhị, lão đại ánh mắt run rẩy nhìn Lục Lâm Thiên, lúc này mới biết hắn còn trẻ tuổi nhưng không hiền gì. 3 người không thể nhúc nhích, cộng thêm lo lắng vận mệnh của mình. Lão Tam,
lão nhị, lão đại đâu bao giờ ngờ bọn họ định tìm Lục Lâm Thiên, ai ngờ hắn bỗng dưng đến Cực Lạc Cung, ba người rơi vào kết cuộc thế này, đây xem như ra đường không coi ngày. Số đệ tử Cực Lạc Cung còn sót lại chỉ giây lát đã bị đánh chết hết, không một người trốn thoát. Lát sau trong Cực Lạc Cung bị sàn bằng chỉ còn mấy chỗ đình viện phía xa. Trong sảnh đình viện, Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Kim Lang Tôn Giả, Cùng Kỳ Tôn Giả, Tập Hạo Nhiên, Nguyễn Thượng Hành, Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm, và hai vị tôn lão hộ giáo Thánh Vũ Bộ đều ngồi trong điện sảnh. Cực Lạc Tam Quỷ bị giam cầm cứng ngắc, hồn anh muốn trốn cũng không có cơ hội. Lục Lâm Thiên từ miệng Kim Lang Tôn Giả, Cùng Kỳ Tôn Giả đã biết lý do Thánh Linh Giáo đến Bình Nguyên Man Hoang, là vì chuyện Tử Vong Thâm Uyên. Lục Lâm Thiên hỏi, hai vị sư thúc biết Cực Lạc Tam Lão sao? Kim Lang Tôn Giả nhìn Cực Lạc Tam Lão bị giam cầm, nói. Ba người này nổi tiếng cũng hơn 2000 năm, là ba huynh đệ, lão đại tên Lệ Quỷ, lão nhị tên Dương Quỷ, lão tam tên Âm Quỷ. Ba người luôn gieo tiếng xấu, gian dâm cướp giết khắp nơi, làm người ta khinh thường. Nghe đồn lúc bọn họ chọc giận các đại sơn môn đã trốn tới Bình Nguyên Man Hoang này, thực lực ba người không kém nên không người nào liều mạng bất chấp tất cả đối phó bọn họ. Cùng Kỳ Tôn Giả liếc Cực Lạc Tam Quỷ, nói. Tiếc rằng hôm nay ba tên tạp chủng này hôm nay bị sao quả tạ, gian dâm cướp giết lại còn dám đỡ upsilon.ng vào người Thánh Linh Giáo ta, coi như vì thiên hạ trừ đi ba tai họa lớn. Lão nhân tóc dài trong Cực Lạc Tam Quỷ con ngươi co rút chừng đám người, lạnh lùng quát. Nhảm nhí, đúng là ba huynh đệ chúng ta gian dâm cướp giết nhưng thử hỏi ai không như vậy. Tự cho mình là chính phái, trong bóng tối có ai tốt lành gì. Hôm nay ba huynh đệ chúng ta xui xẻo, tài nghệ không bằng người, người giết chúng ta là được, đừng nói cái kiểu đường hoàng đó. Kim Lang Tôn Giả trầm giọng nói. Ngươi nói đúng, tiếc rằng ba huynh đệ các ngươi quen thói dâm tà, đây là điều tất cả tu luyện giả khinh thường. Làm tu luyện giả đều có quy định ngầm là hạng người yêu dâu xanh thì mặc cho chính hay tà đều bị người người khinh thường. Lão nhân tóc dài trầm giọng nói. Nực cười, người nghĩ chúng ta muốn sao? Công pháp chúng ta tu luyện vốn là như vậy. Nói đến dâm thì ba huynh đệ chúng ta chưa từng đỡ upsilon.ng vào người bình thường, muốn giết cứ giết, nói nhảm làm gì. Hôm nay coi như ba huynh đệ xui xẻo. Lục Lâm Thiên thản nhiên hỏi. Ba người muốn chết cũng khó. Dường như ba người muốn tìm ta. Không biết vì lý do gì, cho ta biết được không? Lục Lâm Thiên không để bụng tội gian dâm cướp giết của Cực Lạc Tam Quỷ. Làm người tu luyện. Trong nhiều đại môn đại phái sau lưng chẳng thơm tho hơn ba người này là bao, có một số còn vượt trội. Lão nhị Dương Quỷ liếc Lục Lâm Thiên, lạnh lùng quát. Không biết. Lục Lâm Thiên cười cười, quay đầu nói với Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, bọn họ không chịu nói vậy muội hãy làm bọn họ mở cái miệng ra đi. Ca ca cứ yên tâm giao cho ta nhất định sẽ làm bọn họ ngoan ngoãn. Lục Tâm Đồng đứng lên. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần tựa tiên nữ nhưng khi xuống tay, không mấy người biết nàng là một ác ma. Khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên. Cho ba người cơ hội cuối cùng, nói không. Lão đại Lệ Quỷ lạnh lùng trừng Lục Lâm Thiên. Nhãi danh hỉ mũi chưa sạch, lúc bản tôn hoành hành đại lục không biết ngươi còn đang ở đâu, bớt uy hiếp bản tôn đi, có chuyện gì bản tôn chưa từng thấy qua. Trưởng môn sáu cười tươi như hoa. Ngươi đã mạnh miệng như vậy thì để ngươi thử trước. Lục Tâm Đồng kết ấn, từng làn khói độc đột nhiên chui vào người lão đại Lệ Quỷ. Khí độc vào người, cơ thể Lệ Quỷ run rẩy hét to. Khốn kiếp, ngươi làm gì vậy? Lục Tâm Đồng nói. Không có gì, chỉ thả chút huyết độc vào trong cơ thể của ngươi. Chúng ta chỉ bằng một sợi tóc, sẽ từ từ ăn mất máu và da rẻ của ngươi. Trong vòng nửa canh giờ chúng nó sẽ to cỡ ngón tay, lúc này máu và da của ngươi đã bị ăn gần hết. Sau đó ngươi thành bộ xương khô. Đương nhiên đầu của ngươi sẽ rất hoàn chỉnh, đến lúc chỉ còn lại cái đầu, cơ thể thì đã thành xương trắng, chắc chắn sẽ rất thú vị. Lục Tâm Đồng vừa cười vừa nói tựa như nhìn món đồ chơi của mình. Lệ Quỷ nghe rợn tóc gáy, toàn thân run rẩy. Lúc này Lệ Quỷ đã cảm giác trong người có ngàn vạn vật nhỏ xíu mấp máy. Dương Quỷ nghe tức giận chửi. Nhãi danh khốn kiếp, ngươi làm gì đại ca của ta? Có giỏi thì nhằm vào ta đây. Lục Tâm Đồng yểu điệu đến gần Dương Quỷ. Ngươi thích chửi phải không? Ta chờ xem ngươi còn chửi ta được nữa không? Lục Tâm Đồng mở ra nắp hộp cầm trong tay, mấy chục sợi chỉ màu đỏ nằm trong hộp gấm.
Vù vù vù. Miệng Lục Tâm Đồng thổi khí độc màu đen vào hộp gấm, mấy chục sợi chỉ đỏ đột nhiên sống lại, mấp máy như mấy con đỉa nhỏ xíu màu đỏ, toàn thân đỏ rực, lưng có đường thẳng màu trắng. Đây là phệ tủy huyết điệt, chúng nó thích nhất là ăn cốt tủy, nội tạng của ngươi. Nhưng chúng ta sẽ không một lần ăn hết sạch, chúng sẽ sống trong cơ thể ngươi, mỗi ngày chỉ ăn một chút nội tạng, cốt tủy rồi sinh sôi liên tục trong người. Khi cốt tủy, nội tạng trong cơ thể ngươi bị ăn hết sạch sẽ chuyển sang ăn da thịt. Mãi khi ngươi bị ăn hết chắc cũng cỡ 50 năm, khi đó trong cơ thể ngươi có mấy vạn hoặc mấy chục vạn con phệ tủy huyết điệt. Lục Tâm Đồng vừa nó vừa cầm từng con phệ tủy huyết điệt nhét vào miệng và mũi, lỗ tai dương quỷ. Phệ tủy huyết điệt như nghe thấy mùi gì, nhanh chóng bỏ vào. Lục Tâm Đồng cầm con phệ tủy huyết điệt cuối cùng trong tay, nhoẻn miệng cười. Phải rồi, chỗ này có thể thả một con vào. Lục Tâm Đồng đặt phệ tủy huyết điệt cạnh mắt dương quỷ. Xoẹt! Con phệ tủy huyết điệt đỏ máu bò vào từ trong mắt dương quỷ. Dương quỷ chu lên. A! À. Nhưng dương quỷ không thể nhúc nhích, ánh mắt tràn ngập kinh sợ. Trong sảnh, Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên, Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành, đám người Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm thấy cảnh này thì nuốt nước bọt khan, hút ngụm khí lạnh. Ực! Ánh mắt mọi người nhìn Lục Tâm Đồng đã biến thành kinh sợ. Muội muội xinh đẹp của giáo chủ tựa nàng tiên giáng trần, không ngờ khi hành hạ người sẽ khủng bố như vậy, làm người ta rợn tóc gáy. Kim Lang Tôn Giả cùng Kỳ Tôn Giả con ngươi co rút ngạc nhiên nhìn Lục Tâm Đồng. Chỉ giây lát lệ quỷ cũng hét sầm lên. A! À, quần áo trên người lệ quỷ thấm màu đỏ từ trong ra ngoài như thể có máu chảy ra từ làn da. Toàn thân lệ quỷ đẫm máu, quần áo ướt máu dính sát vào người. Trong cơ thể lão đại lệ quỷ bò ra vô số con rết đỏ máu dài cỡ móng tay, chăm chân ngọ nguậy gặm cắn ra lệ quỷ, nuốt hết máu toàn thân. Miệng, lỗ tai, trong lỗ mũi lệ quỷ cũng có con rết đỏ không ngừng bò ra, bộ dạng cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt của âm quỷ sớm tràn ngập sợ hãi, nghe lệ quỷ, dương quỷ hét thảm mới lấy lại tinh thần. Âm quỷ quát to. Ngươi làm cái gì, mau dừng tay. Lục Tâm Đồng mỉm cười nói. Ngươi là cái gì, thôi thì cũng cho ngươi nếm thử, biến ngươi thành bộ xương trắng luôn. Một con dao găm tinh mỹ nằm trong tay Lục Tâm Đồng. Môi treo nụ cười khuynh thành rạch mấy đao trên mặt và LNG ngực âm quỷ. Máu tươi đầm đìa, da chóc thịt bong nhưng chỉ tổn thương da thịt. Lục Tâm Đồng bắt một dúm thị huyết độc ngô trên người lệ quỷ rác vào vết thương của âm quỷ. Thị huyết độc ngô rậm rạp lạo xạo từ miệng vết thương bò vào cơ thể âm quỷ. A! À, ánh mắt âm quỷ tràn ngập kinh hoàng, dường như vì thị huyết độc ngô cắn nuốt da thịt và máu, cực kỳ đau nhức. Ba người gào la không dứt nhưng không thể nhúc nhích chút nào. Chỉ có thể chịu đựng đau đớn. Nhìn bộ dạng thê thảm của ba người, những người trong đại sảnh nổi da gà. Các cường giả run sợ, dưới khuôn mặt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng là thủ đoạn máu me khủng bố, làm bọn họ nhìn với cặp mắt khác. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú này hết thảy, không quá bất ngờ. Lục Tâm Đồng vốn có nhiều thủ đoạn, Lục Lâm Thiên định thi triển siêu linh thuật, chỉ tiếc siêu linh thuật cũng không thể siêu tầm đầy đủ. Huống chi tu vi của Cực Lạc Tam Quỷ trên Lục Lâm Thiên, dù linh hồn lực của hắn không yếu nhưng muốn tìm tòi chưa chắc sẽ an toàn siêu tầm ra được, để Lục Tâm Đồng trước tiên tra khảo ba người này cũng tốt. Ba người tiếp tục gào thét. A! À, máu tràn đầy toàn thân, ba cường giả không bao giờ ngờ hôm nay sẽ gặp kết cuộc như vậy. Lục Tâm Đồng mỉm cười nói với Cực Lạc Tam Quỷ. Muốn nói gì hãy nói đi, ta có dư giả thời gian. Âm quỷ hét to. Ta sẽ không tha cho ngươi. Máu liên tục ọc ra từ khoang miệng âm quỷ. Lục Tâm Đồng cười nói. Còn cứng miệng vậy sao? Ta ghét nhất là ai uy hiếp ta. Trán Lục Tâm Đồng lóe tia sáng, chấn linh diệt hồn tháp biến hình to cỡ bàn tay nằm trong lòng bàn tay nàng. Một luồng sáng đen xuất hiện trước mặt Lục Tâm Đồng. Chít chít. Tiếng hú sắc nhọn quái dị truyền ra khiến người rợn tóc gáy, là một hồn anh đen thui như ác quỷ đã bị luyện chế. Nó dương nanh múa vuốt. Bộ dạng cực kỳ dữ tợn. Hồn anh này sau khi cắn nuốt hồn anh của ngươi sẽ mạnh lên nhiều, vậy bắt đầu từ ngươi đi. Nhưng ta sẽ không cho ngươi chết dễ như vậy, ta sẽ cho nó từ từ cắn nuốt, cho ngươi sống không bằng chết. Dù sao ba người cuối cùng trừ lại một chịu nói là được, chết hai người cũng chẳng sao. Hồn anh ác quỷ đen thui trong tay Lục Lâm Thiên dữ tợn vặn vẹo tới trước tràn âm quỷ. Lệ quỷ hét chói tai. Dừng tay, ta nói. Ta nói,
Giờ thì lệ quỷ đã biết thiên phú của Lục Tâm Đồng, nàng tuyệt đối nói được làm được. Lục Tâm Đồng cười vừa lòng. Tốt, rốt cuộc có người thông minh. Nói đi. Lệ quỷ thê lương bảo. Ngươi thả chúng ta trước. Trên người lệ quỷ toàn là con rết đỏ bò chi chít như đỉa chui vào trong cơ thể, khiến lão sợ đứng tim. Lục Tâm Đồng ngoái đầu nhìn Lục Lâm Thiên, thấy ca ca nhẹ gật đầu mới tới trước mặt ba người, kết thủ ấn. Kỳ lạ là thị huyết độc ngô, phệ tủy huyết điệt trên người Cực Lạc Tam Quỷ bị Lục Tâm Đồng thu vào tay, biến mất. Âm quỷ, lệ quỷ máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm. Dương quỷ thì bề ngoài không thấy gì nhưng miệng mũi chảy máu, đôi mắt đỏ rực, lão cũng chẳng khá hơn gì. Nói đi, các ngươi muốn tìm ta là có chuyện gì? Lục Lâm Thiên nhìn ba người. Các ngươi tốt nhất là nói thật, lát nữa ta tìm kiếm trong linh hồn các ngươi phát hiện các ngươi nói dối thì ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đừng bao giờ nghi ngờ thủ đoạn của ta. Cực Lạc Tam Quỷ nhìn nhau, lại ngó Lục Lâm Thiên. Lệ quỷ do dự nói. Ta có thể nói cho ngươi nhưng chúng ta có một điều kiện. Lục Lâm Thiên lên tiếng. Nói. Lệ quỷ nhìn Lục Lâm Thiên. Ta nói cho ngươi, các ngươi phải hứa là sẽ tha cho ba huynh đệ chúng ta một con đường sống. Nếu không chịu thì ba huynh đệ chúng ta thà chết cũng sẽ không để ngươi biết. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Ngươi không cần uy hiếp ta, các ngươi không nói thì ta vẫn có thể tìm kiếm trong linh hồn các ngươi đều muốn biết. Nghe Lục Lâm Thiên nói, đôi mắt lệ quỷ đẫm máu nhìn hắn, không ngờ hắn có loại thủ đoạn này, tìm kiếm linh hồn, khi đó bọn họ khó thể kiểm soát. Lục Lâm Thiên tạm dừng một lúc, nhìn phản ứng của ba người. Trong lòng bọn họ đã dao động, khi lòng dao động rồi sẽ dễ đối phó. Ta có thể đồng ý với các ngươi. Lệ quỷ khó tin hỏi lại. Ngươi nói thật không? Đương nhiên, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Lục Lâm Thiên nhìn lệ quỷ. Hiện tại ngươi có thể nói được chưa? Lệ quỷ mắt hấp háy nhìn Lục Lâm Thiên. Là mấy hôm trước có người tìm chúng ta ra giá tiền cao hy vọng ba huynh đệ giết ngươi. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng nhìn lệ quỷ chằm chằm, hỏi. Là ai? Không ngờ có người muốn âm thầm. Đối phó hắn. Cái này. Lệ quỷ biến sắc mặt nói. Nếu ta nói ra sẽ dễ dàng mất mạng. Lục Tâm Đồng lạnh lùng quát. Ngươi không nói thì sẽ thê thảm ngay. Có người trong bóng tối mời người đối phó ca ca. Sắc mặt của Lục Tâm Đồng trở nên âm trầm. Lệ quỷ ngần ngừ một lúc, nhìn Lục Lâm Thiên. Là Lộc Linh tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang. Mấy hôm trước hắn đến Cực Lạc Cung của ta, ra điều kiện kêu ba huynh đệ chúng ta giết ngươi. Lan Lăng Sơn Trang. Mặt ngoài Lục Lâm Thiên không lộ vẻ gì nhưng lòng trùng xuống. Lục Lâm Thiên nhìn lệ quỷ, hăm dọa. Ngươi có biết hậu quả của việc nói dối là gì không? Lệ quỷ trả lời. Ta đã nói ra thì ngươi nên biết, ta không cần bao che cho Lan Lăng Sơn Trang. Lục Lâm Thiên hỏi. Lan Lăng Sơn Trang kêu ngươi giết ta, không biết ra giá tiền thế nào để ba ngươi chịu chết. Lệ quỷ nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt hơi âm trầm nói. Ba viên đan dược bát phẩm cao giai đỉnh phong, cộng thêm hai thần khí trên người của ngươi đã đủ khiến ba huynh đệ chúng ta mạo hiểm. Lục Lâm Thiên cười khẽ. Ba viên đan dược bát phẩm cao giai đỉnh phong. Lan Lăng Sơn Trang chịu bỏ vốn thật. Ba viên đan dược bát phẩm cao giai đỉnh phong có giá trị không tầm thường, nhiều còn hơn lúc trước đòi Lan Lăng Sơn Trang bồi thường. Dương quỷ nhìn Lục Lâm Thiên. Chúng ta đã nói xong, mau thả chúng ta ra. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đã nói xong sao? Lục Lâm Thiên cất bước từ từ đến gần Cực Lạc Tam Quỷ, nhìn ba người. Sau khi nuốt ba người này thì tu vi của Lục Lâm Thiên sẽ đột phá lên nhiều. Mắt hắn lóe qua sát ý. Cảm nhận Lục Lâm Thiên lộ ra sát ý, Cực Lạc Tam Quỷ biến sắc mặt hét to. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đã nói sẽ thả chúng ta, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Ngươi nói chuyện sao có thể không giữ lời? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, nhưng với các ngươi thì không cần giữ lời. Ta nói chuyện luôn thất hứa, các ngươi tự muốn tin tưởng, không thể trách ta được. Dương quỷ tức giận quát. Tiểu nhân vô sỉ, ngươi lừa chúng ta. Lục Tâm Đồng ngần ngừ một chút, mắt sáng hấp háy nói với Lục Lâm Thiên. Ca ca, hay là giao ba người này cho muội đi? Lục Lâm Thiên hỏi. Muội muốn ba người này làm gì? Lục Tâm Đồng vung ống tay áo váy dài màu tím, chu môi mềm nói.
thiên linh hồn độc của muội có thể đặt trên người bọn họ, không ai giải được. Lan Lăng Sơn Trang muốn giết ca ca, hay là để ba người họ đi giết mấy người Lan Lăng Sơn Trang, chắc chắn sẽ làm trong lòng họ rất khó chịu. Lục Lâm Thiên xoay tròn trong mắt, hắn không nghĩ tới kế này. Để ba người đi giết vài người Lan Lăng Sơn Trang, để người Lan Lăng Sơn Trang nếm thử hậu quả này. Nghĩ đến đây Lục Lâm Thiên nhếch môi cười tà nhìn Cực Lạc Tam Quỷ. Ba người cũng đã nghe thấy phải không? Muốn sống sót hay chết ngay lập tức thì các ngươi tự chọn, với ta đều như nhau. Ta có thể tự mình đối phó Lan Lăng Sơn Trang, cho ngươi giết mấy người Lan Lăng Sơn Trang chỉ vì tăng thêm chút thú vị. Nếu các ngươi chọn chết thì ta sẽ luyện chế ba người thành khôi lỗi sống rồi lại đi giết người Lan Lăng Sơn Trang sẽ càng tuyệt hơn. Với tu vi của ba người bị luyện chế thành khôi lỗi sống cũng không tệ. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm Cực Lạc Tam Quỷ, thực lực ba người không yếu, luyện chế thành khôi lỗi sống sẽ cực kỳ cường đại, mạnh hơn hắn tự mình nuốt bọn họ. Vừa lúc trong tay Lục Lâm Thiên tăng thêm chút thủ đoạn. Nghe Lục Lâm Thiên nói, dù Cực Lạc Tam Quỷ nổi tiếng dữ dằn nhưng vừa trải qua Lục Tâm Đồng hành hạ, bây giờ nghe lời hắn nói thì rợn tóc gáy, người run cầm cập. Bọn họ biết các bước luyện chế khôi lỗi sống, đó là sống không bằng chết. Huống chi Lục Lâm Thiên tuyệt đối làm được. Dù hắn không có thực lực đó thì trong phi linh môn, thánh linh giáo chắc chắn có người biết làm. Lục Tâm Đồng nhìn Cực Lạc Tam Quỷ, nạt. Cực Lạc Tam Quỷ, các ngươi muốn sống hay trở thành khôi lỗi sống? Nói một câu cho rồi, ta không có kiên nhẫn. Tuy Lục Tâm Đồng có khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng làm ra thủ đoạn hành hạ người thì cực kỳ tàn nhẫn. Ba người bị giam cầm, dù là thân cường giả tôn cấp nhưng chỉ đành mặc cho người xâm lược. Ánh mắt Lệ Quỷ mất di tia sáng. Chúng ta muốn sống. Nói xong mắt Lệ Quỷ cho tàn, giờ đã đến ước này thì lão còn lựa chọn nào khác. Muốn trách chỉ trách Lệ Quỷ chọc sai người, hèn gì Lan Lăng Sơn Trang không đích thân đối phó Lục Lâm Thiên, hóa ra vì hắn không dễ giải quyết. Lục Lâm Thiên thở dài thườn thượt. Muốn sống sao, ai? Mới rồi Lục Lâm Thiên còn đang tính nếu ba người không thỏa hiệp càng tốt, luyện chế khôi lỗi sống cũng là một giúp đỡ lớn. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài. Tâm Đồng, giao cho muội. Cực Lạc Tam Quỷ muốn sống, giữ họ lại có tác dụng khác. Lục Tâm Đồng cười tươi như hao kết ra thủ ấn, một luồng sáng trắng đen bắn ra từ trán nàng rơi vào người Cực Lạc Tam Quỷ, bày ra thiên linh hồn độc. Lục Lâm Thiên cúi đầu suy tư, Lan Lăng Sơn Trang dám sử dụng thủ đoạn này, người đảo Khôn Dương dám nửa đường chặn giết hắn, xem ra chấn nhiếp mấy năm trước chưa đủ mức độ. Giây lát sau Lục Tâm Đồng đã bày ra thiên linh hồn độc trên người Cực Lạc Tam Quỷ xong xuôi. Trong cơ thể ba người đã được bày ra thiên linh hồn độc, không ai giải được. Trong vòng 3 năm đủ để hồn anh chúng độc héo rút, vì vậy sau này các ngươi hãy ngoan ngoãn chút. Cấm chế trên người của Cực Lạc Tam Quỷ do Kim Lang Tôn giả, cùng Kỳ Tôn giả, Lục Lâm Thiên bày ra, Lục Tâm Đồng không phá giải được. Lục Tâm Đồng xoay người nhìn Kim Lang Tôn giả, cùng Kỳ Tôn giả, Lục Lâm Thiên. Hai vị sư thúc, ca ca, hãy giải cấm chế cho bọn họ đi. Ba tên này không trốn thoát được, trốn xa đến mấy thì ta tùy thời sẽ lấy mạng họ. Kim Lang Tôn giả, cùng Kỳ Tôn giả mỉm cười, mắt hấp háy ngạc nhiên vì hai huynh muội huấn luyện Cực Lạc Tam Quỷ ngoan ngoãn được. Kim Lang Tôn giả, cùng Kỳ Tôn giả kết thủ ấn giải cấm chế cho Lệ Quỷ, Dương Quỷ. Lục Lâm Thiên đánh ra vài thủ ấn, giải luôn cấm chế cho Âm Quỷ. Xoẹt! Cấm chế mở ra. Ba người mặt xám xịt, Cực Lạc Tam Quỷ tung hoành đại lục lâu như vậy, mỗi người của đại môn đại phái đều không dám trêu vào ba huynh đệ, không ngờ hôm nay gặp phải kết cuộc như vậy. Cấm chế vừa giải, ba người mới lấy lại tinh thần thì bỗng ôm đầu kêu thảm thiết. A, à, đầu óc Cực Lạc Tam Quỷ đau nhức đến từ sâu trong linh hồn, người bình thường không chịu nổi, không thể ngăn cản. Lục Tâm Đồng thu về thủ ấn. Các ngươi nghe kỹ đây, cái này chỉ là thí nghiệm. Chứng minh ta tùy thời có thể làm cho các ngươi sống không bằng chết. Ba người thoáng chốc phục hồi lại bình thường. Mặt Cực Lạc Tam Quỷ trắng bệch, lấy lại tinh thần thì liếc Lục Tâm Đồng, đôi mắt đầy sợ hãi. Lục Tâm Đồng nhìn Cực Lạc Tam Quỷ, mắt lóe tia sáng lạnh. Về sau các ngươi gọi ta là Tam Tiểu Thư, gọi ca ca của ta là Nhị Thiếu Gia, đại ca là Đại Thiếu Gia. Sau này các ngươi là gia phó của Lục Gia. Nếu ngoan ngoãn thì ngày nào đó giải hồn độc cho các ngươi cũng được. Nếu không thành thật thì các ngươi sẽ rất thảm. Cực Lạc Tam Quỷ lạnh run. Mắt Cực Lạc Tam Quỷ không còn tia sáng. Tuân lệnh Tam Tiểu Thư.
Thiếu nữ này tuổi không lớn nhưng thủ đoạn độc ác, mặt như tiên nữ mà tính cách thì giống ác ma. Cực Lạc Tam Quỷ biết hôm nay ba người hoàn toàn gục ngã, nếu không khuất phục sẽ bị luyện chế thành khôi lỗi sống, cái này còn thảm hơn là khuất phục. Lục Tâm Đồng xoay người nhìn Lục Lâm Thiên, nhoẻn miệng cười nói. Ca ca, sau này để ba người ở lại bên cạnh mẫu thân, bảo vệ mẫu thân. Ca ca thấy sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Muội cứ sắp xếp đi. Thì ra cô nương này muốn Cực Lạc Tam Quỷ vì mục đích đó. Tiếp theo Lục Lâm Thiên hỏi Cực Lạc Tam Quỷ nhiều chuyện, ba người thành thật khai hết. Ba người từ hơn 200 năm trước mới đến Bình Nguyên Man Hoang này. Ở bên ngoài Cực Lạc Tam Quỷ đắc tội nhiều người, lại bị những người đàng hoàng khinh thường nên dứt khoát dọn vào Bình Nguyên Man Hoang làm thổ hoàng đế, tùy tiện thu vài đệ tử, sống yên ổn. Cực Lạc Tam Quỷ không dám đi Đông Hải, Đại Lục Linh Vũ, Cổ Vực, tránh cho trêu vào các đại môn đại phái. Ba người này tuy dâm tà nhưng chưa từng xuống tay với người bình thường, toàn nhận vài nữ đệ tử nhan sắc không tệ. Đây cũng vì công pháp ba người tu luyện chứ không phải bản tính Cực Lạc Tam Quỷ dâm bản quyền. Lục Tâm Đồng biết chuyện liền cảnh cáo Cực Lạc Tam Quỷ nếu còn ham dâm bản quyền liền giết ngay, ba người vội gật đầu bảo đảm sau này sẽ ngoan ngoãn. Lục Lâm Thiên hỏi. Lệ Quỷ, người Lan Lăng Sơn Trang tìm ngươi chẳng lẽ chỉ có một mình? Đẳng cấp tu vi thế nào? Lệ Quỷ trả lời. Nhị thiếu gia, chỉ có một mình Lộc Linh Tôn giả tìm ba huynh đệ chúng ta, đẳng cấp Linh Tôn bát trọng trung kỳ, thực lực rất mạnh. Nhưng theo ta biết thì nhiều Lan Lăng Sơn Trang đã đến đây, tất cả vì động tĩnh Tử Vong Thâm Uyên. Lục Lâm Thiên rất có hứng thú với Tử Vong Thâm Uyên, hỏi. Các ngươi ở ngay bên này vậy biết bao nhiêu về Tử Vong Thâm Uyên? Dương Quỷ trả lời. Huynh đệ chúng ta không biết nhiều về Tử Vong Thâm Uyên, chỉ biết đó là một nơi bí địa. Nghe nói ngày xưa Vân Dương Tông được một khối đại lục thượng cổ là lấy từ Tử Vong Thâm Uyên, trong đại lục thượng cổ đó dường như Vân Dương Tông được đến ích lợi lớn. Con người Lục Lâm Thiên co rút, thì ra mật địa Vân Dương Tông là lấy từ Tử Vong Thâm Uyên, trong mật địa đúng là bất phàm, địa tâm linh mạch, những vũ linh thánh quả. Quan trọng nhất là trong lòng Lục Lâm Thiên biết trong mật địa Vân Dương Tông có thượng cổ tàn trận, di tích thượng cổ. Tiểu đao màu vàng bí ẩn nhất trong đầu Lục Lâm Thiên cũng lấy từ mật địa. Lục Lâm Thiên hỏi Kim Lang Tôn giả, cùng Kỳ Tôn giả. Hai vị sư thúc có biết điều gì về Tử Vong Thâm Uyên không? Trong lòng Lục Lâm Thiên có chút mong chờ về Tử Vong Thâm Uyên, linh hồn ăn cướp trong đầu hắn đến từ mật địa Vân Dương Tông, mà mật địa Vân Dương Tông là lấy từ Tử Vong Thâm Uyên. Điều này đại biểu cho Tử Vong Thâm Uyên bất phàm. Kim Lang Tôn giả nghe hỏi liền trả lời. Ta không đi vào Tử Vong Thâm Uyên nhưng nghe nói lúc trước có nhiều cường giả đi vào, đều được khá nhiều báu vật. Nghe đồn bên trong có nhiều lục địa nổi, cực kỳ thần dị, ta biết được toàn là tin vỉa hè, có lẽ sư phụ của ngươi sẽ biết nhiều hơn chút. Cùng Kỳ Tôn giả nói. Tử Vong Thâm Uyên là một trong ba mật địa, lần này có động tĩnh chắc các đại sơn môn đều đi. E rằng sẽ là long tranh hổ đấu. Tục truyền lần trước Tử Vong Thâm Uyên mở ra dẫn đến nhiều trận địa chiến. Lục Lâm Thiên tò mò hỏi. Ngũ sư thúc, ba mật địa là ở đâu? Cùng Kỳ Tôn giả mỉm cười nói với Lục Lâm Thiên. Ba mật địa chính là Vụ Tinh Đại Điện do Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang Cổ Vực khống chế. Hư Không Bí Cảnh do Lục Đại Nhân Hoàng Tộc và Tứ Đại Thú Hoàng Tộc quản lý, còn lại là Tử Vong Thâm Uyên. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Thì ra là ba chỗ này. Lục Lâm Thiên không đi Vụ Tinh Đại Điện nhưng từng đi tháp Vụ Tinh Hải, hắn ước chừng cũng là trong Vụ Tinh Đại Điện, đúng là cực kỳ thần dị, bên trong có một quyển Vô Tự Thiên Thư. Cùng Kỳ Tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên. Vụ Tinh Đại Điện, Hư Không Bí Cảnh, Tử Vong Thâm Uyên, trong ba mật địa này nghe đồn Hư Không Bí Cảnh là bí ẩn nhất, Vụ Tinh Đại Điện cực kỳ quỷ dị. Chỉ có Tử Vong Thâm Uyên luôn vô chủ, không ai biết trong Tử Vong Thâm Uyên có gì. Không người nào biết nó lớn bao nhiêu. Vì người đi vào đó đều chết, chưa từng có người sống trở ra nên mới gọi nó là Tử Vong Thâm Uyên. Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Sư thúc, nếu chưa từng có ai sống ra khỏi Tử Vong Thâm Uyên vậy nghe nói trước kia có người được nhiều báu vật, mật địa của Vân Dương Tông là lấy trong Tử Vong Thâm Uyên ra thì giải thích ra sao? Kim Lang Tôn giả nói. Ngũ sư thúc của ngươi đang nói đến trừ thời gian Tử Vong Thâm Uyên mở ra. Chỉ khi Tử Vong Thâm Uyên mở ra mới vào được, bình thường mà vào đó dù thực lực mạnh cỡ nào cũng không có mạng trở ra, bên trong có nguy hiểm gì thì không ai biết vì người đi vào không một ai sống sót ra ngoài. Lục Lâm Thiên hơi hiểu.
Thì ra là vậy. Tử vong thâm uyên đúng là quái dị, không biết lần này hắn đi vào có thu hoạch gì không? Nếu đã đến nơi thì Lục Lâm Thiên định xông vào một lần. Hai vị sư thúc, vậy chúng ta cũng nên xuất phát đi, ước chừng các đại sơn môn đã đến đông đủ. Lục Lâm Thiên suy tư, đảo Khôn Dương, Lan Lăng Sơn Trang đều đến, Thánh Linh Giáo đã tới đây thì các đại sơn môn cũng đến nơi. Không thể bị người ta nhanh chân đến trước được. Lục Tâm Đồng liếc Cực Lạc Tam Quỷ, hỏi. Ca ca, làm sao với Cực Lạc Tam Quỷ đây? Cho theo bên chúng ta sao? Ba người cực kỳ chật vật, người loang lổ vết máu. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng, suy tư một lúc rồi nói với Cực Lạc Tam Quỷ. Cực Lạc Tam Quỷ, ta cần ngươi làm một việc. Lệ Quỷ nói. Xin nhị thiếu gia sai bảo. Giờ phút này bọn họ chỉ có thể khuất phục. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ta muốn các ngươi tiếp tục truy sát ta. Cực Lạc Tam Quỷ lộ vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Cái gì? Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Viên Tự Thành, Tập Hạo Nhiên đều hơi thay đổi sắc mặt. Lục Lâm Thiên nói. Cực Lạc Tam Quỷ, Lan Lăng Sơn Trang kêu ngươi đến giết ta vậy các ngươi cứ tiếp tục diễn tuồng trước mặt bọn họ. Các ngươi có thể sống lâu như vậy chắc biết nên làm sao. Ánh mắt Dương Quỷ khác lạ nhìn Lục Lâm Thiên, hỏi. Ý của nhị thiếu gia là khiến chúng ta tình diễn màn kịch trước mặt Lan Lăng Sơn Trang, rồi để chúng ta lẻn vào trận thế Lan Lăng Sơn Trang, khi đó sẽ hành động tùy. Theo hoàn cảnh đúng không? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Gừng càng già càng cay, ta tin tưởng các ngươi nhất định làm tốt. Cực Lạc Tam Quỷ có thể tung hoành đại lục nhiều năm thì tuyệt đối không phải hạng tầm thường, giờ có nhiệm vụ quan trọng cho bọn họ. Lục Lâm Thiên không ngại tương kê tự kế. Để Lan Lăng Sơn Trang muốn khóc cũng không có chỗ khóc. Lệ Quỷ gật đầu nói. Chúng ta hiểu rồi. Lệ Quỷ thầm cảm thán. Hèn gì Lan Lăng Sơn Trang không dám trực tiếp xuống tay với Lục Lâm Thiên, nghe đồn lúc trước ba môn Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo gặp tổn hại nặng, ăn bồ hòn lớn. Giờ xem ra Lục Lâm Thiên đúng là không dễ học, không chỉ là thực lực không thể trêu vào, quan trọng nhất là trí tuệ khó chơi của hắn. Ba huynh đệ Cực Lạc Tam Quỷ tung hoành trên đại lục nhiều năm hôm nay bị ba huynh muội Lục Lâm Thiên chơi đùa trong lòng bàn tay lại không thể không thần phục. Lục Lâm Thiên nói. Ba người đi trước đi, khi đến Tử Vong Thâm Uyên biết làm sao là được rồi. Trong Tử Vong Thâm Uyên dĩ nhiên Lan Lăng Sơn Trang cũng có mặt, nếu xếp Cực Lạc Tam Quỷ vào trận thế Lan Lăng Sơn Trang không chừng sẽ tạo ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Lục Lâm Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Dù đặt ba người Cực Lạc Tam Quỷ trong chỗ tối không chừng khi tới lúc sẽ mang đến tác dụng lớn. Cực Lạc Tam Quỷ gật đầu nói. Chúng ta cáo từ. Ba người đang định rời đi, biết mình hoàn toàn gục ngã. Lục Lâm Thiên kêu lại. Khoan đã. Cực Lạc Tam Quỷ đứng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn ba người, vài luồng sáng bay tới trước mặt Cực Lạc Tam Quỷ. Ba người bị thương khá nặng. Đây là một ít đan dược trị thương bát phẩm trung giai, hãy cầm uống đi, sẽ lành nhanh hơn. Ba người thu tay về, mỗi người được hai viên đan dược trị thương bát phẩm trung giai, sau khi dùng sẽ được nhiều lợi ích. Bỏ vốn lớn thế này làm Cực Lạc Tam Quỷ sửng sốt. Dễ dàng tặng đan dược bát phẩm trung giai cho người, thật là không tầm thường. Lục Lâm Thiên nhìn Cực Lạc Tam Quỷ, hỏi. Ba người có vũ linh khí không? Lệ Quỷ lấy lại tinh thần, trả lời. Chỉ mình ta có một vũ linh khí hoàng giai này, lão nhị, lão tam không có. Tâm Đồng, hiện tại bọn họ là người của muội, cho bọn họ một linh khí đi, nâng cao thực lực đôi chút cũng tốt. Lục Lâm Thiên nói, sau khi bọn họ bày tam tinh trận thì thực lực không tệ, nhưng khi tách lẻ vẫn yếu một chút. Lục Tâm Đồng gật đầu nói, trong tay Lục Tâm Đồng chợt cầm một thanh quỷ đầu đao, một cây thiết chùy màu vàng, một thanh trường thương màu lam. Bí văn tràn ngập trên ba món linh khí tỏa ánh sáng chói lòa, trong ánh sáng sóng không gian lan tràn, năng lượng hùng hồn run run tác động tim mọi người đập nhanh. Cực Lạc Tam Quỷ nhìn ba món linh khí trong tay Lục Tâm Đồng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc kêu lên. Linh khí mạnh quá! Dao động năng lượng đủ khiến Cực Lạc Tam Quỷ cảm nhận bị áp chế. Linh khí địa giai! Cảm nhận ba món linh khí trong tay Lục Tâm Đồng. Cực Lạc Tam Quỷ không khó cảm giác được đây là ba món vũ linh khí địa giai bất phàm. Lục Tâm Đồng cầm ba món vũ linh khí địa giai là lấy từ Thác Bạt gia tộc. Thác Bạt gia tộc không có nhiều hồn khí nên dùng vũ linh khí lấp đầy. Ba món vũ linh khí này tình cờ có thuộc tính phong, thuộc tính thổ,
thuộc tính thủy, rất thích hợp cho ba người cực lạc tam quỷ. Lục Tâm Đồng cầm ba món vũ linh khí địa giai giao cho cực lạc tam quỷ. Hãy nhận lấy ba món vũ linh khí địa giai này, cho các ngươi. Trong mắt mọi người thì ba món vũ linh khí địa giai là vật bất phàm, nhưng trong mắt cô nương Lục Tâm Đồng thì đã thấy nhiều linh khí địa giai, cộng với mấy món vũ linh khí địa giai nguồn gốc từ việc trấn lột nên nàng cho người chẳng chút đau lòng. Cực lạc tam quỷ nhận lấy linh khí địa giai, một lần nữa sửng sốt, ánh mắt nóng cháy. Ba người như quên mất vết thương trên người. Linh khí địa giai, đan dược trị thương bát phẩm đối với ba cường giả bọn họ lâu dài ở bình nguyên man hoang mang đến rung động rất lớn. Ba người sửng sốt sau đó khom người hành lễ. Đa tạ tam tiểu thư, đa tạ nhị thiếu gia. Lục Lâm Thiên cười vừa lòng, phất tay ra hiệu ba người rời đi. Dương quỷ, âm quỷ, các ngươi tạm dừng ở vũ tôn bát trọng đỉnh phong đã lâu đúng không? Nếu làm thành công việc này thì ta sẽ cho các ngươi có cơ hội đột phá, hiện tại đi trước đi. Đối với loại cường giả này Lục Lâm Thiên biết không thể cứ uy hiếp, muốn để họ trung thành một chút thì phải đánh một gậy rồi cho một viên kẹo. Đây là thuật dùng người vĩnh viễn không thay đổi. Đương nhiên đối với ba người cực lạc tam quỷ thì hiện tại chưa thể hoàn toàn tin tưởng được. Dương quỷ, âm quỷ mừng như điên. Đa tạ nhị thiếu gia. Ba người lệ quỷ hân hoan rời đi. Kim Lang tôn giả nhìn theo cực lạc tam quỷ đi xa, mỉm cười nói với Lục Lâm Thiên. Không ngờ cực lạc tam quỷ này nổi tiếng ác ôn hôm nay lại bị ngươi dắt mũi quay, ba tên này hoàn toàn xa chân. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng lạnh. Bây giờ đến lượt Lan Lăng Sơn Trang chờ xem. Lan Lăng Sơn Trang dám ám toán hắn thì phải trả cái giá cực đắt. Hiếm khi cùng kỳ tôn giả nghiêm túc nói với Lục Lâm Thiên. Lần trước Lan Lăng Sơn Trang chịu thiệt lớn, sau lưng sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng. Lâm Thiên, ngươi phải cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Đúng là phải đẹp hòng một số thủ đoạn trong bóng tối. Hai vị sư thúc, hiện tại chúng ta hãy đi Tử Vong Thâm Uyên, trước tiên hội hợp cùng Phi Linh Môn, không chừng người Đế Đạo Minh đều đến. Kim Lang tôn giả nói. Cũng tốt, ở đó cách Tử Vong Thâm Uyên khá gần. Lát sau đám người Phi Linh Môn cưỡi yêu thú phi hành lên cao. Thiên Sĩ Tuyết Sư, Phi Thiên Ngô Công vắng mặt, Lục Lâm Thiên đành cưỡi Kim Dực Thiên Lang của Kim Lang tôn giả. Dọc đường đi Lục Lâm Thiên nghe hai vị sư thúc kể cho nhiều tin đồn liên quan Tử Vong Thâm Uyên. Nghe nói ba mật địa bí ẩn nhất gồm Vụ Tinh Đại Điện, hư không bí cảnh, Tử Vong Thâm Uyên dù là đế giả cũng không vào được. Tử Vong Thâm Uyên là một nơi khiến cường giả đại lục kiêng kỵ nhất. Có người rất khát vọng mật địa, có cường giả từ bên trong địa ra nói trong Tử Vong Thâm Uyên khắp nơi là hư không. Trong hư không to lớn vô biên hoàn toàn là sâu không thấy đáy tựa như một hố sâu không đáy, bên trong trôi nổi các lục địa lớn nhỏ. Nghe đồn những lục địa này nhỏ chỉ cỡ một thước. Lớn thì bao la vô bờ không thấy cuối. Những lục địa này không biết từ đâu đến, không chìm trong Tử Vong Thâm Uyên, cực kỳ huyền ảo. Không chừng trên một số lục địa đó sẽ có trọng bảo. Vị trí Tử Vong Thâm Uyên là một mảnh đất bình thường không ai dám đặt chân vào. Hai mặt đối diện núi, sơn mạch gập ghềnh, yêu thú và linh thú đầy rẫy. Có nhiều hiểm địa, sơn mạch to lớn, người có chút thực. Lực không thể vượt qua được. Huống chi vượt qua sơn mạch to lớn này chính là Tử Vong Thâm Uyên, một nơi cấm kỵ càng thêm không có người rảnh rỗi sinh nông nỗi vượt qua sơn mạch bao la này. Một mặt khác của Tử Vong Thâm Uyên là bình nguyên man hoang càng không người tùy tiện đi vào. Không ai biết phía sau Tử Vong Thâm Uyên là nơi nào, như thể nơi đây là tận cùng của đại lục. Trong sơn mạch bên ngoài Tử Vong Thâm Uyên vốn có nhiều yêu thú linh thú, cùng với động tĩnh Tử Vong Thâm Uyên gần đây. Rất nhiều cường giả nhân loại tiến vào sơn mạch sương mù làm vài yêu thú lẩn trốn. Cường giả nhân loại đến đều có chút thực lực, đến vì Tử Vong Thâm Uyên. Các yêu thú không chọc vào bọn họ thì các cường giả cũng sẽ không cố ý đi trêu chọc yêu thú linh thú, Tử Vong Thâm Uyên mới là mục đích của bọn họ. Toàn bộ sơn mạch cực lớn đơn thuần là rừng rậm nguyên thủy bình thường không giấu chân người. Sơn mạch núi non chập trùng, lớp lớp, đá lởm chởm chồng chất lên nhau. Trong sơn mạch bao la xanh biếc vô cùng. Ngay trước dãy núi sơn mạch này như thể đại lục đột nhiên ngừng lại vào lúc này, sơn mạch liên miên bị cắt thẳng tắp lộ ra vực sâu to lớn như là lạch trời dắt ngang trong thiên địa. Đằng trước vực sâu là một mảnh bao la vô biên, không ai biết phía trước là gì. Trong tầm mắt khó thấy rõ đằng trước rộng bao nhiêu, sương mù trắng dày đặc treo trên vực sâu, cao không thấy nóc, thấp thấy đáy,
như thể đây là tận cùng của thế giới, trắng xóa một mảnh. Giờ phút này gian đằng trước vực sâu bao la có sóng gợn xương trắng nhạt dao động, khí tức khuếch tán như núi lớn, như có ngọn núi to đè trong lòng ngực làm người ngộp thở. Trên sơn mạch đằng trước vực sâu bao la vô biên không biết bắt đầu từ bao giờ dần tụ tập nhiều người. Số người càng lúc càng nhiều, đông nghẹt, nhiều tiếng ồn ào vang lên. Tử vong thâm uyên lại sắp mở ra. Tại sao đột ngột vậy? Tử vong thâm uyên vốn thần dị, không ai biết nó mở ra khi nào, đóng lại vào lúc nào. Tất cả thế lực lớn trên đại lục này đều có người đến. E rằng nếu lúc này có báu vật xuất hiện sẽ lại là một trận long tranh hổ đấu. Tiếng xì xầm bàn tán tụ lại thành tiếng ồn ào xông thẳng lên trời, tất cả mọi người đang đợi, song song đó là chờ mong. Nhiều người khác lục tục đến. Ầm ầm ầm. Trong vực sâu bao la ngẫu nhiên có tiếng động ầm ĩ, khí tức càng hùng hậu không ngừng hiện ra. Người thực lực thấp một chút không dám đến gần, vì càng đến gần áp lực lại càng lớn tới mức sẽ bị lực lượng không gian vô hình đè ép nổ xác chết. Trên một ngọn núi khổng lồ, lúc này có nhiều bóng người đang đứng trên đỉnh núi. Mấy người dẫn đầu đứng trên đỉnh núi từ xa quan sát đám đông rậm rạp không ngừng tăng thêm, sắc mặt hơi thay đổi. Trên ngọn núi, một nữ nhân mặc áo gấm màu tím ưu nhã đứng, thân hình yểu điệu khiến người nhìn mơ màng. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Đôi mắt như bảo thạch đen ướt nước, khuôn mặt thanh lệ tựa lưu ly cao quý thánh khiết, chính là thánh nữ của thiên địa các, Tử Yên. Khá nhiều người đến, nhiều siêu cường giả đều định đi ra liều mạng. Bên cạnh Tử Yên chợt vang âm thanh sang sảng. Đại lục đang vào lúc phong vân khó lường, nhiều lão nhân sơn môn muốn đi ra liều một phen, chắc hy vọng sẽ có thu hoạch trong tử vong thâm uyên. Một thanh niên mặc áo lam đứng thẳng. Trên khuôn mặt đẹp trai bất phàm treo nụ cười làm nữ nhân trong thiên hạ si mê. Một mỹ phụ mặc cung trang màu trắng lên tiếng. Tử Yên, Thập Tam, lần này chúng ta tiến đến chỉ quan sát một chút là được. Có đế đạo minh, thiên địa minh ở đây, e rằng lần này sẽ có nhiều biến đổi. Mỹ phụ cung trang màu trắng khoảng 30 mấy tuổi, mặc đồ mộc mạc nhưng không thể che giấu sắc đẹp quyến rũ động lòng người. Tử Yên gật đầu hành lễ với mỹ phụ cung trang. Đã biết thưa sư phụ, Lam Thập Tam hành lễ với Mỹ Phụ Cung Trang. Sư thúc, nếu đế đạo minh và thiên địa minh đánh nhau thì phải chăng thiên địa các chúng ta sẽ có lựa chọn? Mỹ Phụ Cung Trang nói. Yên tâm, vẫn chưa đến lúc, đế đạo minh và thiên địa minh cũng sẽ không muốn gây lớn chuyện, thời cơ chưa tới. Trong đám người, một lão nhân áo đỏ mở miệng hỏi. Tử Đồng trưởng lão, cái này thì trưởng lão không biết. Cường giả các đại sơn môn không muốn đánh nhau thật nhưng Lục Lâm Thiên thì khác, hắn không dễ chọc, cộng thêm hiện tại là minh chủ đế đạo minh. Nếu có ai chọc vào Lục Lâm Thiên thì hậu quả sẽ nghiêm trọng. Là Hỏa Vân Tôn giả hiểu biết Lục Lâm Thiên khá nhiều, lão từng tiếp xúc với hắn nên khá rành tính tình của hắn. Nghe đồn Lục Lâm Thiên bất phàm, Tử Yên nhà ngươi cũng khó thể đối phó người này. Mỹ Phụ Cung Trang nhìn Tử Yên hiểu điệu nói. Lần này nếu Lục Lâm Thiên cũng về thì thật muốn xem người này có chỗ nào bất phàm. Tử Yên hé môi son, mắt hấp háy hút hồn người, thần thái tựa tiên, phong tư siêu tuyệt. Thực lực của Lục Lâm Thiên thật sự là cao thâm khó dò, đệ tử tự nhận không địch lại. Mỹ Phụ Cung Trang nhìn Tử Yên, nhếch môi. Xem ra ngươi và Lục Lâm Thiên có giao tình không cạn. Tử Yên nói với Mỹ Phụ Cung Trang. Đệ tử và Lam Thập Tam. Lục Lâm Thiên đều có giao tình với nhau. Hỏa Vân Tôn giả nhìn không trung phía sau, mấy con yêu thú phi hành đáp uống, một đám người đáp xuống một ngọn núi. Tử Đồng trưởng lão, dường như lại có khá đông cường giả đến. Mỹ Phụ Cung Trang ngước mắt nhìn. Là người của Vạn Thú Tông. Vạn Thú Tông tham gia thiên địa minh e rằng được nhiều lợi lộc, nếu ta không đoán sai thì ba môn Lan Lăng Sơn Trang tặng cho Vạn Thú Tông danh ngạch sự kiện kia. Nhưng không biết cuối cùng sẽ ra sao. Tử Yên ngần ngừ rồi khẽ hỏi Mỹ Phụ Cung Trang. Chẳng lẽ sư phụ cũng xem trọng đế đạo minh sao? Không phải ta xem trọng đế đạo minh mà người đó là ngươi. Mỹ Phụ Cung Trang liếc Tử Yên. Mấy năm nay thiên địa các giúp nhiều cho đế đạo minh, đặc biệt là phi linh môn, tất cả là ý của ngươi đúng không? Hiện tại vi sư chỉ có thể tin tưởng ánh mắt của ngươi. Hỏa Vân Tôn giả lại mở miệng nói. Tử Đồng trưởng lão, dường như người phi linh môn đến. Không trung đằng trước có một con yêu dao chín đầu to lớn mang theo mấy con yêu thú phi hành lượn vòng đáp xuống. Mấy chục bóng người nhảy xuống, toàn là yêu khí ngút trời.
Mỹ phụ cung trang từ xa nhìn đăm đăm. Nhiều yêu thú linh thú bát giai như vậy, phi linh môn thật kỳ lạ. Mỹ phụ cung trang biến sắc mặt nói. Không ngờ thiên địa nhị tôn Tạ Thiên Tạ Địa cũng đến, thực lực phi linh môn ngày càng cường đại. Vù vù vù. Cường giả phi linh môn đáp xuống một ngọn núi hấp dẫn nhiều ánh mắt liếc trộm. Liên tục có bóng người đáp xuống, cường giả phi linh môn đến khá nhiều. Thiên địa nhị tôn Tạ Thiên Tạ Địa dẫn đầu, Đông Vô Mệnh cũng tiến lên theo. Huyết Mị, Long Linh, Thiên Độc Yêu Long, Quỳ Long Như Hoa, Bè Nhủy, Bàn Vân, Xích Viêm, Hắc Hùng đều có mặt. Ngoài ra có Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, An Cát Tú Na, Khoái Kiếm Vương Lưu Kiếm, Thiểm Điện Báo Ngô Dũng. Tiếp theo có 20 mấy cường giả yêu thú. Thất giai của yêu đường. Đông Vô Mệnh tùy thân mang theo 100 khôi lỗi thì không thấy. Trận thế cường giả như vậy vừa đáp xuống núi liền yêu khí ngút trời hấp dẫn nhiều ánh mắt. Cường giả phi linh môn thì mắt nhìn chằm chằm vực sâu cực kỳ bao la phía trước. Thiên tôn Tạ Thiên tinh thần quan sát, ánh mắt hơi thay đổi. Nhiều cường giả đến thật. Địa tôn Tạ Địa vung áo đỏ, che giấu khí tức nhưng khí thế vô hình chung rất đáng gờm. Khá đông người. Có nhiều khí tức cường giả, chắc nhiều lão quai ẩn cư đều đi ra. Ầm ầm ầm. Trong vực sâu bao la lại phát ra dao động ầm ầm. Ánh mắt vô số người chuyển hướng vực sâu, không gian nơi đó bắt đầu nổi lên từng đợt dao động như có cái gì sắp phun trào, ngọn núi xung quanh hơi rung rinh. Nhưng loại dao động động này chỉ giây lát liền biến mất, trong thời gian gần đây tần suất dao động tương tự tăng nhiều, mỗi lần dao động là tiếng động càng lớn hơn. Động tĩnh trong vực sâu khiến vô số người trên các ngọn núi phía xa mắt đỏ ngầu, tiếng hít thở nặng nề nhiều. Đám người này đến chỉ vì báu vật. Cường giả phi linh môn đáp xuống đất, trên một ngọn núi bên cạnh vang tiếng hét sang sảng. Tạ Thiên Tạ Địa, không ngờ các ngươi thật sự ở trong phi linh môn. Ta đến hơi trợ mồi. Mấy chục bóng người bay qua. Mấy chục người, dẫn đầu là người mặc áo xám đáp xuống gần chỗ đám người Thiên Tôn Tạ Thiên, Địa Tôn Tạ Địa. Trường bào màu xám vung lên, người đó khoanh tay đứng liếc qua Thiên Tôn Tạ Thiên, Địa Tôn Tạ Địa. Đôi mắt người đó sâu thẳm như lỗ đen, khoảng 70 tuổi, tóc đen như mực, trên người luôn nổi gió nhẹ khiến người nhìn tựa như tắm gió xuân. Thiên Tôn Tạ Thiên nhìn người đến, đánh giá từ đầu đến chân rồi mỉm cười vỗ vai người đó. Lão già, thì ra ngươi cũng đột phá vũ tôn bát trọng. Lão nhân áo xám mỉm cười nói. Buồn cười. Chỉ cho phép hai lão già các ngươi đột phá sao? Nụ cười rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng cho cảm giác mông lung như ẩn như hiện. Vân Phi Hồng, không ngờ lão già nhà ngươi cũng đến. Âm thanh dứt, trên bầu trời chợt khuếch tán dao động không gian. Một sóng không gian bị xé rách, người mặc tròng bào màu tím bước ra. Khi người áo tím xuất hiện phát ra khí thế vô hình, khoảng 70 tuổi, làm người nhìn kỹ thì linh hồn bỗng tim đập nhanh, không kiềm chế được rét run. Vô hình chung có thiên địa năng lượng bao trùm người đối phương. Sau lưng người áo tím có mấy chục bóng người đáp xuống, dẫn đầu là Lữ Chính Cường, theo sau có Lư Khâu Mỹ Vi, Giác Linh Tôn Giả, Tinh Linh Tôn Giả, và Cường Giả Vương Cấp. Lão nhân áo xám đến trước đương nhiên là Thiên Dương Tôn Giả Vân Tiếu Thiên của Vân Dương Tông. Mang Linh, người cũng đến góp vui. Sau lưng Vân Tiếu Thiên có nhóm Thiên Thủy Tôn Giả, Thiên Phong Tôn Giả. Vân Tiếu Thiên và Lữ Chính Cường vừa thấy mặt nhau liền chừng đối phương, như thể đối phương nợ mình mấy chục bộ vũ kỹ địa giai. Đều đến rồi sao, vậy chúng ta cũng tới giúp vui. Chúng ta chưa dứt các bóng người từ những ngọn núi xung quanh lăng không đến, tuy che giấu khí tức nhưng khí thế vô hình chung cực kỳ kinh người. Vù vù vù, từng bóng người đáp xuống, có khoảng mấy trăm người. Một số người dẫn đầu, nếu Lục Lâm Thiên có mặt tại đây thì đều biết họ. Các chủ nhật sát các. Lạc Kiến Hồng, Kỷ Diệu Tông của Kiền Hiên Đảo, Ô Trấn Vũ của Tinh Mục Các, Trọng Nham Tôn Giả, Đồ Linh Tôn Giả, Vạn Linh Tôn Giả, Phi Đao Tôn Giả, Kinh Hồn Tôn Giả, một đám cường giả đều có mặt. Trong đám người, cường giả Đảo Thiên Vân cũng có mặt, dẫn đầu là một nữ nhân trẻ trung 16 tuổi, mắt như minh châu, khuôn mặt da thịt như ngọc, mắt đẹp toát ra phong vận khó tả, khiến người nhìn mỹ mà không yêu, diễm mà không tục. Là đảo chủ hiện tại của Đảo Thiên Vân. Đạm Thai Tuyết Phi. Bên cạnh Đạm Thai Tuyết Phi có một nữ nhân mặc cung trang màu đỏ, khí chất quyến rũ, mắt phượng ưu sầu, ánh mắt làm người khó dằn lòng. Da thịt như tuyết, mái tóc đen nhánh với kiểu mỹ nhân cao cao, môi đỏ thắm cong lên, thân hình yểu điệu khiến nhiều người nhìn sang.
Nữ nhân này có khí thế bất phàm, nếu Lục Lâm Thiên có mặt sẽ thầm khó hiểu. Lần trước Mộ Dung Lan Lan bỗng dưng mất tích làm Lục Lâm Thiên thắc mắc đến tận bây giờ. Sau lưng Mộ Dung Lan Lan, hai vị Kính Hoa Thủy Nguyệt, đám cường giả Thiên Huyễn Tôn giả cũng có mặt. Hai nữ nhân Đạm Thai Tuyết Phi, Mộ Dung Lan Lan đáp xuống ngọn núi, mắt đẹp cùng nhìn trận thế Phi Linh Môn, xem đám người Phi Linh Môn. Tiếp theo mắt đẹp lộ tia phức tạp, mơ hồ có chút thất vọng. Thiên Huyễn Tôn giả cũng có mặt trong trận thế cường giả Đảo Thiên Vân. Đứng trước mặt Đạm Thai Tuyết Phi một chút có một nữ nhân mặc váy dài màu trắng, trông khoảng 40 tuổi nhưng tóc đen nhá, da trắng nõn nà, ngũ quan tinh xảo không có vẻ già, ngược lại toát ra sức quyến rũ. Giống như rượu ngon lâu năm, thời gian càng dài thì mùi rượu càng thuần. Khiến người nhìn khó quên nhất là đôi mắt kia như thủy, khiến người không bỏ qua được. Lúc này trong đám cường giả trừ người của Nhật Sát Các, Đảo Kiền Hiên, Tinh Ngục Các, Đảo Thiên Vấn ra còn có Ưng Công Tử Hàn Tử Khiêm, Tiêu Giao Vương Quân Lâm Hàn, cùng với Quy Ngọc Tôn Giả, Chân Nguyên Tôn Giả, Ngân Đao Tôn Giả, Địa Vũ Tôn Giả. Đám cường giả cũng có mặt. Trận thế phe cuối cùng là một thanh niên mặc trường bào màu trắng, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, khuôn mặt trắng trẻo trơn bóng, đôi mắt trong suốt tựa hồ sâu, tay cầm cây quạt trắng tinh, trong tuấn tú có nét dịu dàng của nữ. Đây là Âm Dương Vương nữ cải nam trang, sau lưng nàng có Hàn Ngọc Tôn Giả, Hóa Linh Tôn Giả, toàn là người Thánh Linh Cốc. Trong các đại thế lực thì Mỹ Phụ Cung Trang của Đảo Thiên Vân là bất phàm nhất. Trong Nhật Sát Các, Đảo Kiền Hiên, Tinh Ngục Các đều có một lão nhân, khí độ bất phàm, bộ dạng già nua nhưng quanh thân vô hình chung khiến năng lượng thiên địa có thay đổi. Một đám người đứng thẳng, trên ngọn núi toàn là cường giả hội tụ. Khí thế kinh người vô hình khiến đám tán tu phía xa thụt lùi một chút, không ai dám đứng gần. Thiên Dương Tôn Giả Vân Phi Hồng, Mang Linh Tôn Giả, Thiên Địa Nhị Tôn, các cường giả cùng nhìn chằm chằm hướng người đến, dường như toàn là người quen. Thanh Oản Tôn Giả, Thiết Kiếm Tôn Giả, Thất Tinh Tôn Giả, Kiền Chính Tôn Giả, các người cũng chịu đi ra sao? Trên Đảo Thiên Vấn, Mỹ Phụ Cung Trang 40 tuổi thướt tha tiến lên. Đã lâu không gặp đám lão già các ngươi, không ngờ đi ra một chuyến lần này gặp đầy đủ hết. Thiên Dương Tôn Giả Vân Phi Hồng, Mang Linh Tôn Giả, Thiên Địa Nhị Tôn bị hấp dẫn ánh mắt. Thiên Dương Tôn Giả hỏi, Thanh Oản Tôn Giả mấy năm nay sống sao rồi? Trên khuôn mặt giàn nua của Thiên Dương Tôn Giả Vân Phi Hồng toát ra kích động người ngoài khó phát hiện. Thanh Oản Tôn Giả mỉm cười nói, tạm được, thân thể còn khỏe mạnh. Nụ cười của Thanh Oản Tôn Giả không giống người sống không biết bao nhiêu trăm tuổi, Thanh Oản Tôn Giả hoàn toàn không khác gì một thiếu nữ nhưng thêm khí chất chính chắn, quyến rũ, tựa như đào mọng nước tỏa mùi thơm nức mũi. Nhiều cường giả đỉnh cao quen biết với Thanh Oản Tôn Giả đều tiếc rời tầm mắt đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thanh Oản Tôn Giả âm thầm quét mắt từng người. Tử vong thâm uyên này chắc cũng sắp mở ra. Mắt đẹp ngừng lại mấy giây trong trận thế Phi Linh Môn rồi dương mắt nhìn chằm chằm vực sâu khói trắng bao la. Thiên Dương Tôn Giả Vân Phi Hồng lên tiếng. Chắc vậy rồi. Thanh Oản Tôn Giả liếc Vân Phi Hồng, cười khẽ. Thiên Dương Tôn Giả ở bên trong Vân Dương Tông có kinh nghiệm. Khi đó nhớ giúp đỡ các đại sơn môn chúng ta một chút. Thiên Dương Tôn Giả Vân Phi Hồng rất hưởng thụ nụ cười này. Thiên Dương Tôn Giả Vân Phi Hồng bảo đảm. Đó là đương nhiên, hiện tại chúng ta cũng không phải một phần tử đế đạo minh, chỉ vì trong tử vong thâm uyên tất cả đất đai lưu động không dấu vết tìm kiếm, rất rắc rối. Mắt Thanh Oản Tôn Giả sáng quắc liếc hướng không gian mé bên, biểu tình trầm trọng nói. Hình như nhiều người quen đều đến. Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng nhìn chằm chằm trong trận thế Phi Linh Môn không thấy bóng dáng Lục Lâm Thiên đâu, thầm lấy làm lạ. Đông Cung Phụng, minh chủ của đế đạo minh chúng ta, Lục Lâm Thiên lão đệ đâu? Sao hắn còn chưa tới? Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng hỏi làm nhiều cường giả trong các đại thế lực cùng nhìn vào trận thế Phi Linh Môn. Ai nấy đều là cường giả hiện tại của Phi Linh Môn, làm các đại thế lực thầm uất nghẹn. Huyết Nghị, Bàn Hủy, Lam Linh, Xích Phiêm, Băng Mộc Tôn Giả, Hưng Thịnh Tôn Giả, Phong Linh Tôn Giả toát ra khí thế vô hình khó thoát khỏi một số cường giả đỉnh cao quan sát. Trận thế cường giả như vậy tuy hiện tại Phi Linh Môn tùy tay có thể đưa ra nhưng tốc độ trưởng thành quá nhanh và kinh người, làm người ta kinh thán. Đông Vô Mệnh đáp, trưởng môn bận công việc, không biết khi nào mới trở về. Lục Lâm Thiên ở trong Độc Cô gia tộc, Đông Vô Mệnh không biết chính xác khi nào hắn sẽ trở về.
cho nên Đông Vô Mệnh đành làm liều dẫn theo đa phần thế lực phi linh môn đi Tử Vong Thâm Uyên. Nghe Đông Vô Mệnh nói, mọi người không cảm thấy cái gì, chỉ có trong trận thế đảo Thiên Vân là Đạm Thai Tuyết Phi, Mộ Dung Lan Lan hơi biến sắc mặt. Ầm ầm ầm. Trong thời gian ngày, vực sâu bao la lại truyền ra tiếng nổ. Âm thanh điếc tai kèm theo khí thế bàng bạc khuếch tán. Trong khí tức áp lực ngày càng lớn, người thực lực thấp một chút không dám đến gần, vì càng tới gần áp lực càng lớn, như bị lực lượng không gian vô hình đè ép nổ tan xác chết. Phương xa xôi trên một ngọn núi khổng lồ, nhiều người đứng ở đỉnh núi. Đám đông dẫn đầu toàn là cường giả đỉnh cao. Một lão nhân mặc đồ đen đạp núi đứng thẳng, thân hình cực kỳ vạm vỡ, khoảng 70 tuổi. Người già nua nhưng bộc phát ra khí thế, đôi mắt sáng quắc. Lão nhân dừng yên, không gian xung quanh vô hình trung tăng nhiệt độ nóng cháy đáng sợ. Nếu Lục Lâm Thiên có mặt tại đây sẽ biết người này, Yết Sát Tôn giả của Hắc Sát giáo, ngày xưa là Vũ Tôn Lục Trọng đỉnh phong, bị cùng kỳ tôn giả tát một cái. Giờ xem khí thế thì dường như Yết Sát Tôn giả lại đột phá. Bên cạnh Yết Sát Tôn giả có hai người khác, một là mặc áo xanh, thân hình thô kệch, khuôn mặt bầu bĩnh, mặt trầm như nước, khoảng 70 tuổi. Không gian xung quanh vô hình trung trở nên dày nặng, năng lượng thuộc tính thổ vô hình tụ tập lại. Một lão nhân khoảng 60 tuổi mặc áo trắng khác, thân hình hơi mảnh khảnh, dao động khí tức chậm rãi nhiều như thể hòa hợp cùng không gian thành một. Trường bào màu trắng, xung quanh luôn có năng lượng thiên địa đậm đặc bao bọc dẫn đến năng lượng thiên địa biến đổi. Lão nhân áo trắng mở mắt ra nhìn chằm chằm bên dưới, đôi mắt đen lấy sâu thẳm tựa ánh sao. Hai người này là Phong Vũ Tôn giả của Cổ Hóa Vũ Tông, Liễm Tinh Tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang. Khí tức Phong Vũ Tôn giả cường đại hơn mấy năm trước kia nhiều, có lẽ cũng đã đột phá. Khí tức từ Liễm Tinh Tôn giả thì không có nhiều thay đổi. Lúc này bên cạnh Liễm Tinh Tôn giả có một lão nhân mặc trường bào màu nhạt, mái tóc dài màu trắng, khoảng 70 tuổi, khí thế cực kỳ bất phàm. Bên cạnh lão nhân tóc trắng còn một người khác hơi chật vật, thân hình có chút già nua, trán hẹp mắt hí, mặt toàn đường hẻm. Đôi mắt vốn bắn ra tia sáng giờ tràn ngập oán hận và nỗi sợ hãi, trên người không có chút dao động khí tức nhưng cho người cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Người này chính là Hử Trưởng lão, cường giả Vũ Tôn bát trọng của đảo Khôn Dương lúc trước trốn thoát khỏi tay Lục Lâm Thiên. Bên Liễm Tinh Tôn giả, lão nhân tóc bạc nhìn Hử Trưởng lão, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên hỏi. Hỏa Thổ Tôn giả, người nói là nhiều cường giả đảo Khôn Dương của ngươi, bao gồm Thi Linh Tôn giả, Khôn Vũ Tôn giả đều chết trong tay Lục Lâm Thiên. Hử Trưởng lão trầm giọng nói. Đúng vậy, thực lực của Lục Lâm Thiên đã đến mức khủng bố, còn tu luyện thành vũ kỹ thiên giai. Dương quá, Lục Tâm Đồng theo bên cạnh Lục Lâm Thiên hiện tại thực lực cũng cường đại đến tột độ. Đôi mắt độc ác hấp háy, Hử Trưởng lão chỉ có đau lòng một mình. Lão nhân tóc bạc con ngươi co rút. Không tin tưởng. Hỏa Thổ Tôn giả đang nói đùa sao? Ngươi và Thi Linh Tôn giả, Khôn Vũ Tôn giả cùng có mặt nhưng bị ba huynh muội Lục Lâm Thiên đờ. Đám người Yết Sát Tôn giả, Liễm Tinh Tôn giả, Phong Vũ Tôn giả cũng không tin. Hử Trưởng lão oán hận nói. Lộc Linh Tôn giả, nếu không tin thì ngươi hãy tự thử xem, ta tuyệt đối không tha cho Lục Lâm Thiên này. Trong đám người một lão nhân áo nâu hỏi Hử Trưởng lão. Hỏa Thổ Tôn giả đã gặp Lục Lâm Thiên ở đâu? Người này thân hình vạm vỡ, nhìn già nua nhưng lưng hùm vai gấu, sau lưng có nhiều cường giả. Các chủ mới của thần Kim Các, Toái Cương Tôn giả Tôn Khai Long cũng đứng trong đó, ngoài ra còn nhiều cường giả khác, hình như là người thần Kim Các. Hử Trưởng lão nhìn thẳng lão nhân áo nâu. Trong bình nguyên man hoang ở phía sau, như thế nào? Cương Khôi Tôn giả cũng muốn đi gặp hắn. Một tiếng quát vang lên. Lục Lâm Thiên đến thì tốt, lần này nếu có cơ hội phải giết hắn. Người nói chuyện là một phụ nhân 50 tuổi, ánh mắt hơi âm trầm, trong tóc đen có sợi tóc bạc, sau lưng lưng là các chủ mới của Nguyệt Long Các, Tuyết Linh Tôn giả Vương Đan Đan và nhiều cường giả khác, xem trận thế hóa ra là người của Nguyệt Long Các. Vương Đan Đan phất trường bào, mắt lạnh băng. Chúng ta không nên để Lục Lâm Thiên trưởng thành đến hiện tại mới ra tay. Nếu biết chắc Lục Lâm Thiên trưởng thành mau như vậy thì khi xưa nên xuống tay. Nhắc đến Lục Lâm Thiên là Vương Đan Đan hận nghiến răng. Trên bầu trời vang lên âm thanh. Thì ra các vị ở đây. Nhiều người rơi xuống đất, khoảng 300 người, ai nấy khí thế cực kỳ cường đại. Đám người đến, không gian như đông lại, năng lượng thiên địa đã vô hình liên tục thay đổi.
Các bóng người này nếu Lục Lâm Thiên có mặt sẽ nhận biết nhiều người quen. Cổ Kiếm Phong, Doãn Ngạc, Vi Băng Ngạn, Chu Hành Viễn, Âu Dương Huyền Linh, Nhâm Trường Thanh đều có mặt. Đám người đến trong đó có hai nữ nhân đáng chú ý nhất. Lam Linh vẫn mặc đồ màu lam bao phủ vóc dáng chữ S, eo nhỏ màu vàng lúa mạch cực kỳ mềm nhỏ, cặp chân thon dài, mông vêu. Lam Linh toát ra khí chất quyến rũ nóng bỏng, dã tính kiêu ngạo. Trong trận thế Thiên Kiếm Môn, Nguyên Nhược Lan thướt tha đứng thẳng, tóc đen bay như mây, mắt sáng răng trắng, váy dài màu tím ôm thân hình linh lung đường cong thướt tha, khí thế vô hình chung cực kỳ sắc bén mà ma tà. Trong không trung sơn mạch bao la, trên lưng kim dực thiên long to lớn. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng, Dương Quá, Lục Tâm Đồng ở bên cạnh khoanh chân điều tức. Dương Tề Thiên thì vẫn mặt xám xịt. Ầm ầm ầm. Không trung phía xa không biết từ đâu vọng lại tiếng nổ, khí tức như ẩn như hiện lan tràn che lấp không gian. Lục Lâm Thiên mở mắt ra nhìn chằm chằm không trung phía trước. Kim Lang Tôn giả nói: "Lâm Thiên, ngay phía trước chính là Tử Vong Thâm Uyên." Lục Lâm Thiên nhìn Kim Lang Tôn giả, hỏi: "Tam sư thúc, người nói dưới Tử Vong Thâm Uyên có khi nào tồn tại nghịch mệnh hồn quả không?" Mấy năm qua đi, trong lòng Lục Lâm Thiên rất lo âu. Sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn là thể linh hồn, càng chậm trễ thì linh hồn thể càng tiêu hao nhiều, nếu cứ kéo dài thế này thì dù phục hồi lại e rằng sư phụ sẽ bị ảnh hưởng lớn. Kim Lang Tôn giả nói: "Không biết nữa, nghịch mệnh hồn quả rất hiếm hoi, khó gặp, đại ca cần nghịch mệnh hồn quả mới có cơ hội phục hồi, nếu Tử Vong Thâm Uyên có thì tốt rồi." Lục Lâm Thiên nói: "Mặc kệ thế nào phải nhanh chóng tìm được nghịch mệnh hồn quả cho sư phụ." Kim Lang Tôn giả vỗ vai Lục Lâm Thiên, vẻ mặt an ủi, trong mắt là hiền từ cực kỳ vừa lòng hắn. "Sư phụ của ngươi có đệ tử như ngươi thì ta cũng mừng cho hắn." Lục Lâm Thiên nói: "Tam sư thúc, đây là chuyện đệ tử nên làm." Một đường đi tới, Lục Lâm Thiên tự biết nếu thiếu một vị sư phụ thì đã không có hắn ngày nay. Nếu không có sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn thì mấy lần rơi vào cảnh nguy hiểm hắn đã không thoát ra được. Còn vị sư phụ Chí Thánh Đại Đế chỉ gặp tàn ảnh linh hồn cũng vậy, nhờ có Chí Thánh Đại Đế chỉ điểm thì tu vi của Lục Lâm Thiên mới đến trình độ hôm nay. Kim Lang Tôn giả mỉm cười, ngoái đầu liếc Dương Tề Thiên. "Lâm Thiên, đằng trước là Tử Vong Thâm Uyên, mang theo thứ kia làm gì?" "Người này là đảo chủ của đảo Khôn Dương, lần này đảo Khôn Dương giữa đường chặn giết ta, họ phải trả giá đắt. Dùng Dương Tề Thiên để giết gà dọa khỉ cũng hay." Lục Lâm Thiên nói. "Tiếc rằng một người chạy trốn mất, hình như gọi là Hỏa Thổ Tôn giả." Kim Lang Tôn giả khẽ thở dài. "Hỏa Thổ Tôn giả, ta có nghe nói, là một cường giả nổi tiếng nhiều năm, so với ta và cực vi sư thúc của ngươi thì nhỏ hơn nhiều. Cường giả cùng thời kỳ với mấy người chúng ta e rằng không còn bao nhiêu người sống. Ta và cực vi sư thúc của ngươi nếu không đột phá thêm nữa cũng sắp nghênh đón đại hạn. Dù đến đẳng cấp tu vi hiện tại như Kim Lang Tôn giả, nếu không đột phá thêm nữa sẽ nghênh đón đại hạn thiên địa, không ai trốn thoát được, trừ phi đột phá tu vi." Lục Lâm Thiên hỏi. "Lần này Tam Sư Thúc và Ngũ Sư Thúc vào Tử Vong Thâm Uyên không chừng sẽ gặp cơ duyên gì đó rồi đột phá cũng chưa biết chừng." Lục Lâm Thiên hiểu rất rõ tình huống của mấy vị sư thúc này. Tuổi của bốn vị sư thúc sắp đến cực hạn, chỉ có một con đường đột phá. Ầm ầm ầm. Không trung phương xa lại tiếng nổ vang. Khí tức khuếch tán giữa không trung càng lúc càng đậm, áp lực vô hình mạnh dần. Giọng Cùng Kỳ Tôn giả vang lên kế bên thôn Thiên Cùng Kỳ. "Hình như khá nhiều cường giả đến, động tính Tử Vong Thâm Uyên lần này e rằng sẽ dẫn đến một trận long tranh hổ đấu." Kim Lang Tôn giả nói. "Lâm Thiên, lần này đảo Khôn Dương dám chặn giết ngươi, khó bảo đảm người khác trong thiên địa minh sẽ không làm như vậy. Nên Lâm Thiên hãy hết sức cẩn thận. Cố gắng đừng tách khỏi ta và ngũ sư thúc của ngươi." Lục Lâm Thiên liếc Dương Tề Thiên bên cạnh mình, mắt lóe sát ý. "Thiên địa minh, nếu đều đến hết vậy ta sẽ tặng cho bọn họ chút quà gặp mặt." Ầm ầm ầm. Trong vực sâu bao la tiếng nổ như sấm sét đì đùng làm người ta rung động, mọi người cùng nhìn chằm chằm vào Tử Vong Thâm Uyên, lòng rất mong chờ. Growl, gru. Khi tiếng động ầm ĩ ngừng, hai tiếng long phượng sư tử hổ báo thú gầm từ phương xa truyền đến, tựa sấm sét thổi quét không gian này. Trong sơn mạch liên miên, trên các ngọn núi, từng cặp mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Phía xa có hai vật khổng lồ xé gió xuất hiện, hai con yêu thú to lớn vụt qua.
Con yêu thú khổng lồ thứ nhất là một con sói to màu vàng, thân hình hoàng kim, lưng mọc đôi cánh. Vật khổng lồ thứ hai thì như cọp như trâu, như rồng như sói, lưng có đôi cánh to, bộ dạng cực kỳ hung dữ, lông toàn thân như gai nhím, vô cùng dữ tợn. Là Kim Dực Thiên Lang, thôn thiên cùng kỳ. Nhìn hai con yêu thú khổng lồ, nhiều người lập tức nhận ra ngay. Loại yêu thú này không dễ gặp được. Hai con yêu thú khổng lồ xuất hiện, tiếng giống niếc tai quanh quẩn trong không trung xen lẫn chân khí, sóng âm càn quét tựa sấm nổ. Có người đảo Khôn Dương đây không? Lăn ra chịu chết cho ta. Mọi người nghe tiếng run lên, nhìn hai con yêu thú. Có mấy bóng người đứng trên lưng Kim Dực Thiên Lang, thấy rõ người áo xanh đứng đằng trước nhất. Trong khoảnh khắc sơn mạch liên tiếp vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Là Lục Lâm Thiên, đó là Lục Lâm Thiên đến. Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên đến. Minh Chủ Đế Đạo Minh. Sơn mạch xung quanh rộ lên tiếng thì thầm. Trong trận thế phi linh môn, các cường giả lộ nụ cười, người áo xanh đó không phải là trưởng môn thì còn ai nữa. Vù vù vù. Xích Viêm, Hắc Hùng, Huyết Mị, đám yêu thú linh thú nghịch lân yêu bằng, huyết ngọc yêu thỏ, song đầu thủy hỏa yêu dao, huyết tích dịch đều bay lên cao lao hướng Lục Lâm Thiên. Các bóng người yêu khí ngút trời quỳ giữa không trung hành lễ. Tham kiến chủ nhân. Bái kiến trưởng môn. Trong phi linh môn, các cường giả bay lên cao. Bàn Hủy, Long Linh, Cực Mộc Tôn Giả, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Ngân Hà, Khoái Kiếm Vương, An Cát Tú Na, Ngô Dung vọt lên cao cung kính hành lễ, cực kỳ cung kính. Các đại sơn môn xung quanh nhìn cảnh này đều biến sắc mặt. Địa vị của Lục Lâm Thiên quá vững chắc trong phi linh môn, không thể lay động. Trên Kim Dực Thiên Long, Lục Lâm Thiên vung trường bào màu xanh ra hiệu các cường giả miễn lễ. Các vị đều miễn lễ đi. Vô hình trung khí thế bế nghĩa thiên hạ đã thành hỏa hậu, bá khí lộ ra ngoài khiến người không dám khinh thường. Vù vù vù. Các núi đồi lúc này trên dãy núi chập trùng có mấy người mắt sáng nhìn bầu trời đăm đăm, cực kỳ phức tạp. Trên ngọn núi, Đông Vô Mệnh mỉm cười nói. Tiểu tử này đến rất kịp lúc. Đông Vô Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì chuyện không liên quan đến lão nữa. Ngược lại Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường nhìn trên lưng Kim Dực Thiên Lang, trong tay Lục Lâm Thiên túm một người. Ủa, đó chẳng phải là Dương Tề Thiên sao? Người đó chính là Dương Tề Thiên đảo chủ của đảo Khôn Dương. Lữ Chính Cường nhúc nhích chân mày, lúc này chú ý thấy Dương Tề Thiên nằm trong tay Lục Lâm Thiên. Lữ Chính Cường kinh ngạc hỏi. Tại sao Dương Tề Thiên nằm trong tay tiểu tử này? Lục Lâm Thiên nhìn sơn mạch xung quanh đông đúc người, đám người Đế Đạo Minh đập vào mắt hắn. Lục Lâm Thiên nhìn không trung, sách Dương Tề Thiên trong tay. Người đảo Khôn Dương lăn ra chịu chết cho ta, không thì đảo chủ Dương Tề Thiên của các ngươi chết chắc. Sóng âm gầm giống quanh quẩn trong không trung, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm không trung, từng ánh sáng chú ý thấy Dương Tề Thiên trong tay Lục Lâm Thiên. Thật sự là Dương Tề Thiên. Đảo chủ Dương Tề Thiên của đảo Khôn Dương tại sao nằm trong tay Lục Lâm Thiên? Tình huống của Dương Tề Thiên khá tệ. Trong sơn mạch, trên các ngọn núi vang tiếng xì xầm. Trong một ngọn núi, rất nhiều cường giả nhìn lên trời, đều biến sắc mặt. Trong đám đông, Hỏa Thổ Tôn giả biểu tình cực kỳ khó xem. Vân Tiếu Thiên nghi hoặc nhìn lên trời. Tiểu tử này làm gì vậy? Muốn gì đây? Lục Lâm Thiên liếc bốn phía rồi lại nhìn Dương Tề Thiên trong tay mình, nhướng mí mắt nói. Hỏa Thổ Tôn giả, ta biết ngươi trốn đến nơi này, lăn ra đây cho ta. Nếu ngươi vẫn không ra thì đảo chủ đảo Khôn Dương của ngươi sẽ chết rất thảm. Dứt lời, mắt Lục Lâm Thiên lạnh băng nhảy lên không trung, tay túm Dương Tề Thiên. Một tay Lục Lâm Thiên kéo cánh tay phải của Dương Tề Thiên xuống, cả cánh tay phải đứt lìa khỏi bả vai Dương Vũ Tôn giả. Đau nhức làm Dương Tề Thiên hét thảm. A, à, máu đổ trong không trung khiến nhiều ánh mắt thay đổi. Một bóng người không kiềm được vọt lên cao. Lục Lâm Thiên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hỏa Thổ Tôn giả sắc mặt khó xem, mắt lạnh băng, trên người còn vết thương khá nặng. Đó là Hử trưởng lão của đảo Khôn Dương đã chạy khỏi bàn tay Lục Lâm Thiên, trên đại lục có danh hiệu là Hỏa Thổ Tôn giả. Cùng kỳ Tôn giả hét to một tiếng. Tôn tử đảo Khôn Dương rốt cuộc chạy ra ngoài, hôm nay không xét sống ngươi ra thì đảo Khôn Dương ngươi còn tưởng rằng thánh linh giáo ta dễ chọc. Cùng kỳ Tôn giả xé gió bay ra chớp mắt xuất hiện bên cạnh Hỏa Thổ Tôn giả, không chút do dự, áo đỏ bay phần phật.
Năng lượng thuộc tính hỏa đầy trời tụ tập, một quyền ấn năng lượng thuộc tính hỏa đấm vào hỏa thổ tôn giả. Đảo Khôn Dương và Thánh Linh giáo có qua lại từ lâu, giờ thấy thôn thiên cùng kỳ thì hỏa thổ tôn giả cũng nhận ra thân phận của cùng kỳ tôn giả. Thánh Linh giáo, ngươi là cùng kỳ tôn giả, ngươi muốn làm cái gì? Hỏa thổ tôn giả thấy cùng kỳ tôn giả tấn công ngay làm lão hoàn toàn biến sắc mặt, mắt lóe tia độc ác. Cùng là chân khí thuộc tính hỏa phô thiên cái địa tuôn ra, một trường ấn mạnh va chạm vào quyền ấn của cùng kỳ tôn giả. Bùm! Quyền trường va chạm, hai đợt năng lượng tựa như thiên thạch đỡ upsilon.ng vào nhau. Sóng gợn kình phong khủng bố phô thiên cái địa khuếch tán, không gian xung quanh bị dư âm năng lượng đáng sợ chấn vỡ nổ tung. Kình phong khủng bố thổi quét, cổ họng hỏa thổ tôn giả phát ra tiếng rên. Hừ! Hỏa thổ tôn giả lảo đảo thụt lùi hơn 10 bước, mặt trắng bệch, khóe môi tràn ra vệt máu. Kim lang tôn giả xuất hiện sau lưng hỏa thổ tôn giả đang bị đẩy lùi. Đám đỡ upsilon.ng vào giáo chủ của thánh linh giáo ta, muốn chết. Trường bào màu tí ẩm vung lên, một trường ấn vỗ ra. Chợt vang tiếng quát. Thánh linh giáo muốn ỉ nhiều hiếp ít sao? Một lão nhân mặc trường bào màu nhạt, mái tóc dài màu trắng, bộ dạng 70 tuổi đột nhiên nhảy ra trước mặt hỏa thổ tôn giả. Một luồng linh lực thất luyện ập đến. Linh lực thất luyện bỗng chốc hóa thành lửa ngập trời ngăn cách kim lang tôn giả bên ngoài. Mắt kim lang tôn giả bắn ra tia sáng vàng. Phá! Trường ấn chấn vỡ không gian, linh hỏa đánh tan. Chân khí dưới chân thiên địa nhị tôn chợt lóe, hét to xông lên trước. Hai người tự đánh ra một thất luyện chân khí tấn công lộc linh tôn giả, hỏa thổ tôn giả. Trong đám người, ánh mắt hiết sát tôn giả, phong vũ tôn giả trầm xuống, nhanh như tia chớp vọt ra. Tạ thiên tạ địa, các ngươi đừng vội kiêu ngạo. Mỗi người tự đánh ra một chân khí thất luyện va chạm với chân khí thất luyện mà thiên địa nhị tôn ngưng tụ. Bốn người ra tay, giơ tay nhấc chân khuấy động năng lượng thiên địa, ở giữa không trung trong khoảnh khắc gió nổi mây phun. Bốn lực lượng giao phong đỡ upsilon.ng mạnh vào nhau. Trong không trung tiếng nổ vang như sấm đánh, không gian nổ tung. Bùm bùm bùm. Sóng âm điếc tai truyền ra, không gian trực tiếp bị chấn nát, lực lượng va chạm mép không gian nứt rạn, tất cả sụp đổ lộ ra vòng khe nứt không gian đen ngòm. Trong khoảnh khắc mấy siêu cường giả đánh nhau, sơn mạch xung quanh, rất nhiều ánh mắt vẻ mặt rung động. Mạnh quá! Cộp cộp cộp! Lực lượng mạnh mẽ, thiên địa nhị tôn tạ thiên tạ địa, yết sát tôn giả, phong vũ tôn giả cùng lao ỏ đảo bị đẩy lùi, không ai trên cơ ai. Vù vù vù! Trong lan lăng sơn trang, liễm tinh tôn giả đến bên cạnh lão nhân tóc bạc đứng giữa không trung. Chỉ khoảnh khắc, thiên địa nhị tôn, kim lang tôn giả, cùng kỳ tôn giả đứng thẳng. Phía đối diện có lão nhân tóc bạc, hỏa thổ tôn giả, phong vũ tôn giả, yết sát tôn giả và liễm tinh tôn giả, số người nhiều thêm một liễm tinh tôn giả. Kinh khí không gian vừa tan biến thì lão nhân tóc bạc mắt lóe tia sáng nhìn cùng kỳ tôn giả phía trước, hét to. Kim lang tôn giả, cùng kỳ tôn giả, các ngươi muốn làm cái gì? Muốn gây địa chiến phải không? Trường bào màu tím vàng của kim lang tôn giả bay phập hật, mắt bắn ra tia sáng lạnh lùng nói. Lộc Linh, xem ra ngươi thật sự muốn đứng ra bênh đảo Khôn Dương. Lộc Linh tôn giả nét mặt xa sầm nói. Kim lang tôn giả, đảo Khôn Dương là người của thiên địa minh chúng ta, nếu ai đỡ upsilon.ng vào người thiên địa minh thì thiên địa minh ta tuyệt đối không bỏ qua. Thánh linh giáo của ngươi còn chưa đủ tư cách này. Trên ngọn núi phía xa tiếng quát khẽ vang lên. Ha ha ha, thánh linh giáo vừa đến liền muốn upsilon thiên địa minh ta, xem thiên địa minh ta không tồn tại sao. Vù vù vù. Tiếng nói dứt, các bóng người dục dịch, trong không trung đột nhiên nổi lên từng tầng sóng không gian, khí thế cường đại khuếch tán. Chỉ giây lát ngắn ngủi, mấy trăm, hàng ngàn cường giả xuất hiện trong không trung, vô hình trung kéo theo năng lượng thiên địa. Gió nổi mây phun che lấp ánh nắng trên bầu trời. Khí thế cường đại, cả không gian như đông lại. Từng đợt khí thế cường đại, lúc này cường giả các đại sơn môn thiên địa minh cùng tụ tập trong không trung, từng đợt khí thế trực tiếp tỏa định thiên địa nhị tôn, kim lang tôn giả, cùng kỳ tôn giả. Lục Lâm Thiên luôn nhìn chằm chằm bầu trời. Lão nhân tóc bạc của Lan Lăng Sơn Trang mới xuất hiện là Lục Lâm Thiên nhận ra ngay người này chính là Lộc Linh tôn giả đã mời Cực Lạc Tam Quỷ giết Lục Lâm Thiên. Yết sát tôn giả, phong vũ tôn giả thì tu vi lại có sự đột phá, chắc cỡ đẳng cấp tôn cấp bát trọng.
Tiếp theo ánh mắt Lục Lâm Thiên âm thầm nhìn hướng đám người Thiên Địa Minh, các bóng người quen thuộc ở trong đó. Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong, Gia Cát Tử Vân, Đồng Quy Tinh, Cổ Kiếm Phong, Nhâm Trường Thanh, Âu Dương Huyền Linh. Khi nhìn đến Lam Linh, Nguyên Nhược Lan trong đám người thì mắt Lục Lâm Thiên hấp háy. Khiến ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi lớn nhất là phía trước các đại sơn môn đều có nhiều cường giả, xem khí thế thì không thua gì lệ quỷ trong Cực Lạc Tam Quỷ. Xem ra vì Tử Vong Thâm Uyên mà các đại sơn môn toàn xuất động cường giả tôn cấp bát trọng, và nhiều cường giả tôn cấp khác. Đám người Thiên Địa Minh ngay ngắn hành động, làm đám người Đế Đạo Minh biến sắc mặt. Vù vù vù. Cùng lúc đó, khí tức giữa không trung cuồn cuộn, nhiều bóng người thoáng hiện, khí thế dâng cao. Gần ngàn người đứng trên cao, nhiều người dẫn đầu đứng lơ lửng trong không khí, toàn là giơ tay nhấc chân kéo theo năng lượng thiên địa biến đổi, mặt lộ nụ cười khẽ. Nhiệt độ trong thiên địa giảm bớt, khí lạnh lan tràn. Lữ Chính Cường quát to. Thiên Địa Minh ghê gớm thật, xem Đế Đạo Minh ta là bình hoa sao. Lữ Chính Cường cất bước đi ra. Thiên Dương Tôn giả Vân Tiếu Thiên lạnh lùng quát. Thiên Địa Minh muốn đánh thì Đế Đạo Minh chơi tới cùng. Trường bào phần phật, thân hình bay lên cao. Nhiều cường giả của Đế Đạo Minh đứng ở tầm thấp, Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng, Mang Linh Lão Tổ, Thanh Oản Tôn giả, Phong Vũ Tôn giả, một đám cường giả khí thế không thua gì cường giả Thiên Địa Minh. Trong không trung, hai khí thế hùng hậu giằng co, dương cung bạt kiếm trực chờ bắn ra. Trong sơn mạch xung quanh, rất nhiều thế lực nhỏ và cường giả tán tu nhìn chằm chằm bầu trời, vội vàng thụt lùi một chút. Lỡ như Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh đánh nhau, bọn họ mà bị cuốn vào đó sẽ là chuyện rất thảm. Trên một ngọn núi, ba người đứng thẳng, chính là Cực Lạc Tam Quỷ. Ba người nhìn lên trời, mặt không biểu tình. Ha ha ha, xem ra Tử Vong Thâm Uyên chưa mở ra mà Thiên Địa Minh, Đế Đạo Minh sắp đại chiến mộ trận. Đế Đạo Minh thật sự muốn gợi lên chiến tranh sao? Trong đám người có một thân hình già nua tiến lên, người này khoảng 70 tuổi. Mặt đầy nếp nhăn sâu cỡ ngón tay trẻ sơ sinh, dán trên mặt như da bọc xương. Đôi mắt thì sâu thẳm như ngôi sao, lưng cõng thanh trường kiếm cổ xưa. Nhìn trang phục thì biết là người Thiên Kiếm Môn. Thiên Kiếm Môn là sơn môn minh chủ Thiên Địa Minh, lúc này Thiên Kiếm Môn cần phải ra mặt nói chuyện. Lục Lâm Thiên từ đằng sau nhìn phía đối diện, lão nhân Thiên Kiếm Môn có khí thế chắc chắn đến vũ tôn bát trọng, tuy lão đã che giấu khí tức nhưng vô hình trung tựa như sừng sững ngăn cách không gian xung quanh. Thực lực của lão nhân này cực mạnh. Vũ tôn bát trọng. Phi Linh Môn đứng sát bên cạnh Lục Lâm Thiên, hắn không ra lệnh thì bọn họ vẫn không hành động lung tung. Cường giả Phi Linh Môn đã được bồi dưỡng thói quen mọi chuyện chờ trưởng môn dặn bảo. Lục Lâm Thiên liếc không trung, ho khan. Khụ. Lục Lâm Thiên sải bước tiến lên trước nhảy tới trước mặt đám người Đế Đạo Minh, xoay người hành lễ. Tiểu tử xin tham kiến chư vị trưởng bối, tiền bối. Đám người Đế Đạo Minh nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, đa số là người quen biết hắn. Những cường giả chưa tiếp xúc sâu với Lục Lâm Thiên đều tò mò nhìn hắn, thấy hắn hành lễ thì họ nhẹ gật đầu chào. Vân Tiếu Thiên nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên tay xách Dương Tề Thiên, hỏi. Lâm Thiên, chuyện này là sao? Lục Lâm Thiên đáp. Bẩm nhạc phụ, ba huynh muội con ở nửa đường gặp người đảo Khôn Dương, không ngờ nhóm người này muốn chặn giết gã. Tiếc rằng thực lực bọn họ hơi yếu. Tuy nhiên có một tên chạy thoát. Lục Lâm Thiên nói xong xoay người nhìn Hỏa Thổ Tôn giả đứng cạnh Lộc Linh Tôn giả, lạnh nhạt nói. Hỏa Thổ Tôn giả, ta nói có sai không? Khôn Vũ Tôn giả, Thi Linh Tôn giả và ba tôn giả khác đều chết sạch. Còn ngươi liều mạng chạy trốn, tiếc rằng ngươi chạy không đủ xa. Nghe Lục Lâm Thiên nói, trong Đế Đạo Minh, Thiên Địa Minh có nhiều người biến sắc mặt. Đám người đảo Khôn Dương nửa đường chặn giết Lục Lâm Thiên nhưng bị hắn đánh cho tổn hại nặng nề, Khôn Vũ Tôn giả, Thi Linh Tôn giả là cường giả tuyệt đối, thực lực của ba huynh muội Lục Lâm Thiên mạnh đến thế sao? Hỏa Thổ Tôn giả biến sắc mặt nói. Lục Lâm Thiên, cái gì mà chặn giết giữa đường? Bản tôn chỉ tìm ngươi luận bàn một chút, ai ngờ ngươi ra sát thủ giết nhiều cường giả của đảo Khôn Dương ta. Đảo Khôn Dương ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt hận thù của Hỏa Thổ Tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Mọi người nghe lời Hỏa Thổ Tôn giả nói, bọn họ không ngốc, đã hiểu sự thật vụ việc. Lục Tâm Đồng quát to. Chó già, rõ ràng là chặn giết ba huynh muội ta lại đi nói là luận bàn, dám làm không dám nhận. Thì ra người đảo Khôn Dương toàn là thứ nhát như chuột.
Bị Lục Tâm Đồng chỉ vào mũi mắng, Hỏa Thổ Tôn giả thấy mất mặt, tức giận nhe răng trợn mắt. Tiểu nha đầu chưa dứt sữa, người cản rỡ. Nhưng Hỏa Thổ Tôn giả không biết làm gì hơn, lão quá dành thực lực tu vi của ba huynh muội Lục gia. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm. Thì ra là luận bàn. Ánh sáng xanh trong tay Lục Lâm Thiên chợt lóe đột nhiên rơi vào người Dương Tề Thiên còn bị hắn túm. Bùm! Tiếng nổ vang trầm thấp, trước mắt bao người, chỉ thấy Dương Tề Thiên đã thành bãi máu loãng trong tay Lục Lâm Thiên rơi tung tóe trong không trung. Mọi người kinh ngạc, không ai ngờ Lục Lâm Thiên thật sự dám giết Dương Tề Thiên, Dương Tề Thiên dù sao cũng là đảo chủ của đảo Khôn Dương. Hiện tại hai đảo chủ đảo Khôn Dương đều chết trong tay Lục Lâm Thiên, rõ ràng là không thèm để đảo Khôn Dương vào mắt. Lúc này đảo Khôn Dương tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua. Hỏa Thổ Tôn giả quát to. Khốn nạn. Mắt Hỏa Thổ Tôn giả nổi giận, mặt trướng đỏ lên, ánh mắt kia đủ để giết Lục Lâm Thiên nhiều lần. Lục Lâm Thiên hờ hững liếc Hỏa Thổ Tôn giả, khóe môi cong lên lạnh lùng nói. Ta cũng chỉ luận bàn, trong lúc lỡ tay khó tránh khỏi có tử thương, đúng không? Hỏa Thổ Tôn giả giống to. Lục Lâm Thiên, đảo Khôn Dương không chết không ngừng với ngươi. Hỏa Thổ Tôn giả liếc sang đám người bên cạnh. Các vị, rõ ràng là Đế Đạo Minh ra tay với Thiên Địa Minh, như vậy rồi mà các vị còn chưa có hành động gì sao? Xoẹt xoẹt xoẹt. Nghe Hỏa Thổ Tôn giả nói, trong các đại sơn môn có nhiều người khí thế bắt đầu dao động. Nhưng nhà cầm quyền, cường giả đỉnh cao của các đại sơn môn thì thay đổi sắc mặt, không nhúc nhích. Có lẽ trong lòng mọi người không muốn trực tiếp đại chiến với Đế Đạo Minh vào lúc này. Lục Lâm Thiên nhìn bốn phía, áo xanh vung lên, âm thanh hùng hậu truyền ra. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, tạp chủng đảo Khôn Dương dám nửa đường đánh lén chặn giết ta, hôm nay chó giả Hỏa Thổ Tôn giả nhất định phải chết. Đây chỉ là việc riêng của Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo và đảo Khôn Dương, không liên quan gì Thiên Địa Minh. Nếu Thiên Địa Minh nhúng tay, vậy ta đành tính món nợ này lên đầu mọi người Thiên Địa Minh. Dám giữa đường chặn giết bản tôn, nghĩ bản công tử dễ chọc phải không? Hôm nay ai dám ngăn cản ta giết chó giả Hỏa Thổ Tôn giả này? Lục Lâm Thiên dứt lời chân khí dâng lên, sát ý ngập trời càn quét không trung. Ai dám ngăn cản, giết không tha. Bàn hủy phất áo vàng, hét lớn. Một tiếng. Growl. Tất cả yêu thú linh thú, cường giả phi linh môn sau lưng bàn hủy phát ra yêu nguyên, linh nguyên, chân khí, linh lực ập đến. Cường giả Thánh Linh Giáo, Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn cùng hét to. Ai dám ngăn cản, giết không tha. Chân khí linh lực ngập trời khuếch tán lan tràn. Khí thế như thế làm đám người Thiên Địa Minh sắc mặt khó coi. Trong Thiên Địa Minh, Vũ Tôn Bát Trọng Thiên Kiếm Môn mặt đầy nếp nhăn ánh mắt khó chịu nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, đảo Khôn Dương là một phần tử của Thiên Địa Minh ta. Tiểu bối nhà ngươi đừng quá cuồng ngạo, tử vong thâm uyên sắp mở ra, món nợ đảo Khôn Dương của ngươi từ từ tính sau được không? Lục Lâm Thiên nhìn thẳng lão nhân Vũ Tôn Bát Trọng Thiên Kiếm Môn. Thiên Kiếm Môn muốn nhúng tay sao? Lục Lâm Thiên cười khẩy nói. Là Thiên Kiếm Môn người muốn nhúng tay hay toàn Thiên Địa Minh đều tham gia? Người phải nói thật rõ ràng. Lão nhân nhìn Lục Lâm Thiên, trầm giọng nói. Tiểu tử, một hậu bối tốt nhất đừng cuồng vọng quá. Khi Vô Ảnh Kiếm Tôn ta Đớ Lang Bạt Đại Lục không biết ngươi còn đang ở đâu. Lục Lâm Thiên liếc bốn phía. Vô Ảnh Kiếm Tôn, xem ra ngươi là muốn nhúng tay phải không? Không biết còn có ai muốn tham gia vào chuyện này. Đứng ra hết một lượt đi. Trong trận thế Thiên Địa Minh, nhiều cường giả cùng hành động. Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo cùng đảo Khôn Dương có ân oán, nhưng nơi đây cũng không phải chỗ giải quyết. Sau này các người muốn làm gì thì ta không có ý kiến nhưng hôm nay tuyệt đối không được. Đám người Yết Sát Tôn giả, Phong Vũ Tôn giả biến sắc mặt. Mọi người hiểu rằng tử vong thâm uyên mở ra, Thiên Địa Minh vẫn sẽ đối kháng Đế Đạo Minh. Nếu Hỏa Thổ Tôn giả bị giết, Thiên Địa Minh sẽ tổn thất một cường giả tuyệt đối. Nếu Thiên Địa Minh mặc kệ đảo Khôn Dương, sợ là sau này đảo Khôn Dương sẽ không cùng Thiên Địa Minh chung sức chung lòng nữa. Vì vậy Hỏa Thổ Tôn giả chết hoặc sống chẳng có chút cân nặng trong lòng các đại sơn môn, nhưng lão không thể chết vào lúc này. Trong đám người, Gia Cát Tây Phong mặt không đổi sắc, trường sam nhẹ bay. Mắt lóe tia sáng nhưng lập tức trở về bình thường. Lục Lâm Thiên nhìn đám người Thiên Địa Minh, hắn rất hiểu suy nghĩ của các đại sơn môn Thiên Địa Minh. Nếu Hỏa Thổ Tôn giả chết sẽ không tốt cho bọn họ,
nhưng lão không chết lại là uy hiếp rất lớn cho hắn. Cổ Kiếm Phong tiến lên, nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, hay để hôm khác giải quyết ân oán của ngươi và đảo Khôn Dương đi. Trừ phi hôm nay ngươi muốn gây ra đại chiến giữa Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh. Cổ Kiếm Phong là minh chủ Thiên Địa Minh, lúc này gã cần phải tiến lên nói một lời. Lục Lâm Thiên gọi thẳng tên. Cổ Kiếm Phong. Cổ Kiếm Phong con ngươi co rút nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười khẽ, nhìn trực diện Cổ Kiếm Phong. Lòng Lục Lâm Thiên biết rõ minh chủ Cổ Kiếm Phong của Thiên Địa Minh chỉ là một con rối. Trưởng môn Thiên Kiếm Môn, Cổ Kiếm Phong cũng không làm chủ được. Lục Lâm Thiên nói, Cổ trưởng môn có thể đại biểu Thiên Địa Minh không? E rằng không đủ sức. Lục Lâm Thiên dứt lời phớt lờ Cổ Kiếm Phong, ánh sáng vàng bừng lên quanh thân hắn, thanh linh khải giáp bao trùm, sau lưng tỏa ánh sáng xanh chói lòa, phong lôi vang vọng. Ong ong ong, tiếng phong lôi điếc tai rít gào, âm thanh du dương trầm thấp, mang theo khí thế khiến linh hồn người run rẩy. Sau lưng Lục Lâm Thiên hiện ra huyễn ảnh thanh vũ rực, ánh sáng xanh khuếch tán như chuỗi tia điện. Mép huyễn ảnh thanh vũ rực vặn vẹo sóng không gian, dọc theo đường cong yêu mỹ xuất hiện vầng sáng đen thui cong màu đen xinh đẹp, khí thế khiến tim đập nhanh cùng với sóng không gian hình vòng cung khuếch tán bốn phía. Với khí thế này, rất nhiều cặp mắt nhìn chăm chú. Tử lôi huyền đỉnh cũng hiện ra trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên. Ong ong ong, Lục Lâm Thiên đứng lơ lửng, khí lạnh vần quanh, huyễn ảnh thanh vũ rực vỗ cánh sau lưng hắn tạo ra tiếng sấm nổ. Tử lôi huyền đỉnh xoay tít trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên, không gian bắt đầu run rẩy. Giờ phút này, khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên nụ cười lạnh băng, khí lạnh ngút trời. Lục Lâm Thiên cười nhạt ném ánh sáng màu tím vào không trung. Vù vù vù. Ánh sáng màu tím ẩm ẩm xẹt qua không gian, tử lôi huyền đỉnh xoay tít trên bầu trời giỏi biến to ra. Lôi vân cuồn cuộn phía chân trời, trong phạm vi gió mây biến sắc. Vèo. Hai thần khí xuất hiện, xung quanh gió nổi mây phun. Vèo. Hô. Huyễn ảnh thanh vũ rực vỗ đập, đột nhiên một năng lượng cực kỳ đáng sợ chấn động dần trướng to ra. Khi khí thế đáng sợ dâng trào, dao động khí thế khiến tim người nghẹt thở, cảm nhận áp chế tuyệt đối. Chỉ trong chớp mắt mây sấm bao phủ bầu trời sơn mạch. Nguyên bầu trời giăng ngang các tia chớp màu tím như thác nước tím lơ lửng trên bầu trời. Giây phút này nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm bầu trời, lòng rùng mình. Lôi uy kinh người ngay trước mặt, linh hồn run rẩy. Tử lôi huyền đỉnh, thần khí phi hành. Các cặp mắt kinh sợ nhìn Lục Lâm Thiên, ai nấy biến sắc mặt. Âm thanh ồm ồm vang lên. Tất cả mọi người nghe kỹ đây. Việc riêng của Thánh Linh Giáo cùng Phi Linh Môn, ai dám ngăn cản bản công tử giết chó giả hỏa thổ tôn giả thì tử lôi huyền đỉnh, huyễn ảnh thanh vũ rực của bản công tử sẽ chào hỏi trong sơn môn của kẻ đó. Nếu không sợ đệ tử sơn môn của mình chết thì lên đây thử xem. Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, thúc giục hai thần khí, hắn ngạo thị xung quanh, khí thế sắc bén bá đạo không gì sánh bằng. Lục Lâm Thiên dứt lời, huyễn ảnh thanh vũ rực sau lưng vỗ đập. Mép đôi cánh không gian lộ ra vòng sáng đen thui, không gian vỡ ra từng tất cả. Bầu trời không gian trong phạm vi, xung quanh tử lôi huyền đỉnh, từng tia chớp khiến tim người đập nhanh dắt ngang, bầu trời như màn đêm trước khi bình minh đến, trong khoảnh khắc sắc trời tối tăm. Mây sấm màu tím đè bầu trời, các tia chớp tím rậm rạp trên cao như thác nước treo trên bầu trời, phong vân biến sắc, lôi vân dày đặc. Trong sơn mạch phía xa, Cực Lạc Tam Quỷ quay sang nhìn nhau. Hai món thần khí. Bọn họ nhìn chằm chằm trên cao, khí thế uy năng làm tim người đập nhanh, ba người lòng trùng xuống. Hôm đó Lục Lâm Thiên không vận dụng tử lôi huyền đỉnh, nếu không Cực Lạc Tam Quỷ dốc hết sức ra cũng không đánh lại Lục Lâm Thiên, và Dương Quá Trọng Kiếm Vô Phong. Nhìn uy năng khiến tim người đập nhanh trên bầu trời, tất cả mọi người kinh sợ. Dù là cường giả Thiên Địa Minh hay Đế Đạo Minh đều thầm suy tính nếu bọn họ chống lại Lục Lâm Thiên sẽ có mấy phần thắng. Trong Thiên Địa Minh, thế lực các đại sơn môn lặng lẽ thụt lùi ra sau. Không ai muốn bị tử kim huyền lôi rậm rạp trên bầu trời đánh trúng. Cường giả các đại sơn môn cũng biến sắc mặt, Lục Lâm Thiên nói được thì làm được, há không dễ chọc. Lục Lâm Thiên là hạng người không sợ trời không sợ đất người, nếu chọc phải hắn sẽ là chuyện rắc rối. Đặc biệt là người của Tam Tông Tứ Môn biết Lan Lăng Sơn Trang và nhóm đảo Khôn Dương từng nếm trái đắng trong tay Lục Lâm Thiên, thật tình không muốn chọc. Vào sát tinh này, Lục Lâm Thiên đứng trên cao, mây sấm cuồn cuộn trong không trung, tia chớp màu tím vắt ngang bầu trời,
cực kỳ khủng bố lại làm người 24C tâm hồn. Lục Lâm Thiên nói, hai vị sư thúc, làm phiền ra tay đánh chết chó giả hỏa thổ tôn giả. Nếu có người dám nhúng tay, tử kim huyền lôi của ta hôm nay sẽ giáng xuống sơn môn của kẻ đó. Lục Lâm Thiên vừa nói xong cùng kỳ tôn giả hét lớn một tiếng. Chịu chết đi. Cùng kỳ tôn giả đạp không thẳng hướng hỏa thổ tôn giả, giơ tay nhấc chân xung quanh dẫn động năng lượng thuộc tính hỏa hùng hậu, lửa ngập trời. Lộc Linh tôn giả đứng gần hỏa thổ tôn giả nhất cơ mặt co giật, muốn ra tay. Vô ảnh kiếm tôn của thiên kiếm môn con người co rút. Nhưng hai người thấy Lục Lâm Thiên đang theo dõi bọn họ chặt chẽ, từng đợt tử kim huyền lôi nghiêng hướng trận thế thiên kiếm môn, lan lăng sơn trang, thế nên Lộc Linh tôn giả và vô ảnh kiếm tôn không dám nhúc nhích. Lục Lâm Thiên dám giết cả đảo chủ đảo Khôn Dương, không buông tha cho hỏa thổ tôn giả, nên vô ảnh kiếm tôn và Lộc Linh tôn giả không chút nghi ngờ hễ bọn họ ra tay trợ giúp hỏa thổ tôn giả thì sát tinh Lục Lâm Thiên dám xuống tay với sơn môn của họ. Vô ảnh kiếm tôn, Lộc Linh tôn giả không dám nhúc nhích. Trong lòng bọn họ lại không hy vọng hỏa thổ tôn giả sẽ bị gì vào lúc này, tuy nhiên càng không mong sơn môn của mình bị Lục Lâm Thiên công kích. Nếu bây giờ Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh đánh nhau, vô ảnh kiếm tôn, Lộc Linh tôn giả biết các đại sơn môn đều không muốn điều đó xảy ra. Vấn đề ở chỗ Lục Lâm Thiên thật sự là tên sát tinh, chỉ có hắn không sợ trời không sợ đất, loại người này khó chọc vào nhất. Thoáng chốc trong ngọn lửa năng lượng thiên địa ngưng tụ, cùng kỳ tôn giả lạnh lùng quát. Nổ! Một trường ấn nóng cháy bắn lên trời, trường ấn rời khỏi tay, trong nháy mắt biến to vài trăm thước bao trùm hỏa thổ tôn giả. Hỏa thổ tôn giả không còn lựa chọn nào khác, ánh mắt trầm xuống, thủ ấn biến đổi. Lửa bao phủ xung quanh, một bộ áo giáp linh khí đỏ rực khoác lên người hỏa thổ tôn giả. Năng lượng hùng hậu quanh quẩn, là vũ khí đẳng cấp địa giai. Một bàn tay lửa khổng lồ va chạm với trường của cùng kỳ tôn giả. Bùm! Giây lát hai trường ấn nóng bỏng va chạm mạnh vào nhau, không gian bị nhuộm màu đỏ thẫm. Lực lượng khủng bố đỡ upsilon.ng độ, âm thanh kinh thiên động địa như sấm sét vang vọng trong thiên địa này. Bùm! Hai lực lượng va chạm nhau, không trung run rẩy. Năng lượng khủng bố như sóng thần từ trên bầu trời ập đến, đánh tan ngọn lửa ngút trời. Trung tâm hai lực lượng đỡ upsilon.ng nhau, không gian sụp xuống cái hố sâu hóm. Hỏa thổ tôn giả phun ngụm máu. Phụt! Hỏa thổ tôn giả như diều đứt dây trong giây lát bị đẩy lui, liên tục thụt lùi tiếp đẩy lui hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Hỏa thổ tôn giả hét to. Lộc Linh tôn giả, vô ảnh kiếm tôn, yết sát tôn giả, phong vũ tôn giả, các người thật sự sợ Lục Lâm Thiên sao? Chẳng lẽ thiên địa minh sợ đế đạo minh? Phản ứng của các đại sơn môn làm hỏa thổ tôn giả sợ hãi. Cường giả các đại sơn môn biến sắc mặt. Nhưng trên bầu trời, từng tia chớp màu tím quanh quẩn khiến nhiều người càng e ngại hơn, trong đó có một số ánh mắt nóng cháy. Thoáng chốc Kim Lang tôn giả xuất hiện bên cạnh hỏa thổ tôn giả, năng lượng thuộc tính thổ khuếch tán. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Không gian đột nhiên co rút lại, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thủ ấn ánh sáng vàng ầm ầm đè xuống bao phủ hỏa thổ tôn giả. Hỏa thổ tôn giả lạnh lùng quát. Chết tiệt! Hỏa thổ tôn giả bị Kim Lang tôn giả. Cùng kỳ tôn giả vây công, biết rõ giữ nhiều lành ít. Một chọi một mà hỏa thổ tôn giả còn không đánh lại huống chi là hai người. Tay hỏa thổ tôn giả liên tục thay đổi thủ ấn. Trong chớp mắt cùng với thủ ấn thay đổi, tất cả không gian trước mặt hỏa thổ tôn giả kéo dài ra vòng sáng đường kính mấy trăm thước. Mép khe hở lộ ra vết nứt không gian đen ngòm, trong khe hở xuất hiện từng trường ấn tàn ảnh quái dị. Có 7 trường ấn tàn ảnh xuất hiện, 7 trường ấn hợp nhất. Ngưng tụ thành một trường ấn càng thêm nóng cháy bàng bạc. Ta liều mạng với ngươi. Thoáng chốc trường ấn nóng rực như nước lũ bùng nổ bay ra, lửa phô thiên cái địa lan tràn. Cả không gian to lớn chợt vỡ ra, trường ấn chém thẳng vào chảo ấn của Kim Lang tôn giả. Lực công kích của một kích này có lẽ là hỏa thổ tôn giả dốc hết sức vào. Xoẹt! Giây lát ngắn ngủi, trường ấn và chảo ấn va nhau. Đợi upsilon.ng chạm chấn phá từng đợt khe nứt không gian, nhanh chóng lan tràn. Dọc theo đường đi hết thảy hóa thành mảnh vỡ. Xoẹt! Nhưng chỉ trong chớp mắt, trường ấn lửa nóng rực của hỏa thổ tôn giả bị chảo ấn của Kim Lang tôn giả bóp nát thành mảnh vụn. Không gian trong phạm vi đều bị phá hủy lộ ra 5 khe nứt không gian đen ngòm. Bão kinh khí khủng bố đến cực độ tuôn ra từ không gian vỡ nát. Lực lượng mạnh mẽ đổ ập uống, hỏa thổ tôn giả lại bị đẩy lùi.
Phụt! Lại một tiếng hét to vang lên. Đám đánh lén trưởng môn của Phi Linh môn ta, người chán sống sao? Thiên địa nhị tôn đã đến không trung từ bao giờ, một người thì thất luyện chân khí thuộc tính lửa, một người thì là thất luyện chân khí thuộc tính lửa hỏa thấu không gian, mang theo lực lượng hủy diệt mạnh mẽ chút xuống. Hỏa thổ tôn giả đang lảo đảo thụt lùi, bỗng nhiên cảm nhận lạnh lẽo lan tràn trong lòng. Nguy rồi! Nhưng muốn nhanh chóng lùi về đã không kịp, con người hỏa thổ tôn giả co rút. Hai đòn công kích tốc độ nhanh đến mức hỏa thổ tôn giả không kịp đề phòng, không cách nào né ra. Điều hỏa thổ tôn giả có thể là bày ra khe hở phòng ngự quanh thân. Xoẹt! Chân khí thất luyện của hai người thấu không gian lập tức vặn vẹo, một trước một sau đổ ập vào người hỏa thổ tôn giả. Bùm bùm! Hai lực công kích đỡ upsilon.ng mạnh vào ngực và lưng hỏa thổ tôn giả. Vòng phòng ngự của hỏa thổ tôn giả bị đánh nát, không gian xung quanh bị oanh kích ra một lỗ sâu không gian. Các khe hở không gian lộ ra tia sáng đen ngòm làm tim đập nhanh. Răng rắc! Cùng lúc đó, lực lượng khủng bố chấn áo giáp phòng ngự địa giai hỏa thổ tôn giả mặc trên người nứt ra. Phụt! Lực công kích một trước một sau, hỏa thổ tôn giả không bị đẩy lùi cũng chẳng lao lên. Hỏa thổ tôn giả lại hộc máu, phun ra một họng máu. Phụt! Mặt hỏa thổ tôn giả không còn chút máu, người lảo đảo như sắp rớt xuống. Dầm! Chớp mắt cùng kỳ tôn giả lại đánh xuống một cú đấm vào người hỏa thổ tôn giả lảo đảo. Bốn cường giả tôn cấp bát trọng vây công, lúc trước hỏa thổ tôn giả vốn bị Lục Lâm Thiên đánh bị thương nặng giờ tựa như cái bia, không có bao nhiêu lực phòng ngự. Một đấm đánh xuống, hỏa thổ tôn giả lại ra ngụm máu. Phụt! Trong cơ thể hỏa thổ tôn giả khí huyết cuồn cuộn, khí tức hỗn loạn chấn động khoang miệng, ngụm máu xen lẫn nội tạng nát bắn ra. Áo giáp phòng ngự địa giai trên người Hàn Ngọc tôn giả đã rậm rạp vết nứt. Lực lượng chấn động đó gần như chấn vỡ thân thể hỏa thổ tôn giả. Cường giả cùng đẳng cấp muốn đánh bại cường giả cùng cấp thì rất khó khăn, giết người càng khó hơn. Đánh bại và đánh chết hoàn toàn là hai việc khác nhau, ít nhất một bên muốn chạy trốn thì cường giả cùng đẳng cấp đuổi giết cũng khó khăn. Lúc này hỏa thổ tôn giả lại bị bốn người vây công nhưng không có một cơ hội chạy trốn nào. Khí tức tỏa định, năng lượng thuộc tính che kín không gian, hỏa thổ tôn giả muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Chuyện hồn anh bỏ chạy thì càng khó có cơ hội. Mắt nhìn đám cường giả thiên địa minh đứng ở phía xa, hỏa thổ tôn giả cười phá lên. Hay cho thiên địa minh, giờ ta đã biết, tuy Lục Lâm Thiên đáng hận nhưng ta càng nhớ kỹ các ngươi hơn. Cỡ như các ngươi làm sao đánh lại đế đạo minh. Đảo Khôn Dương ta tham gia vào thiên địa minh đúng là mắt mù, ha ha ha, bị mù rồi. Tiếng cười thê lương và tuyệt vọng, vì hỏa thổ tôn giả nhìn thấu suy nghĩ trong lòng các đại sơn môn. Xoẹt! Chỉ chớp mắt không chút ngừng lại, Kim Lang tôn giả lần nữa lao ra. Khí tức nặng nề trong không gian đột nhiên ập đến, khí thế cường đại đè xuống bao phủ không gian xung quanh. Không gian vặn vẹo, mộ trưởng ấn bay ra xé rách đường cong không gian. Mang theo uy áp khủng bố dày nặng liên miên rời núi lấp biển bay ra, thẳng đến hỏa thổ tôn giả. Nhìn trưởng ấn đánh tới, hỏa thổ tôn giả hiểu rõ tình huống của bản thân nhất, hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn, lão không bao giờ ngờ sẽ có ngày rơi vào tình trạng này. Giờ phút này trong lòng hỏa thổ tôn giả trong nội tâm chỉ có hối hận tràn đầy. Hỏa thổ tôn giả hối hận không nên quá xem nhẹ Lục Lâm Thiên, nửa đường muốn chặn giết tiểu tử này, bị thương nặng, đảo Khôn Dương tử thương thảm trọng. Hỏa thổ tôn giả hối hận vì đã quá đề cao thiên địa minh, cho rằng đến thiên địa minh thì Lục Lâm Thiên sẽ không dám làm gì lão, còn có thể mượn lực lượng thiên địa minh báo thù. Giờ hỏa thổ tôn giả mới biết lão làm sai hết, cho nên mất luôn cả mạng sống tại đây. Hỏa thổ tôn giả không cam lòng, cũng hận, nhưng lúc này lão chỉ còn lại tuyệt vọng. Hỏa thổ tôn giả tràn đầy tuyệt vọng, mắt vô cùng hận thù. Ta liều mạng với các ngươi. Dù bản tôn chết cũng muốn cho các ngươi không sống yên. Hỏa thổ tôn giả kết thủ ấn, khí thế quanh thân dâng lên, cơ thể trướng to ra. Hỏa thổ tôn giả không lùi mà lao thẳng tới Kim Lang tôn giả. Cùng kỳ tôn giả hét to một tiếng. Tam ca coi chừng, tên này muốn hồn anh tự bảo. Cùng kỳ tôn giả lao nhanh ra, tay bắn một cột sáng. Kim Lang tôn giả quát to. Nỏ mạnh hết đà, hồn anh tự bảo thì sao? Trường bào màu tím vàng phất nhẹ, thủ ấn lại thay đổi, cũng bắn ra một cột sáng vàng. Thiên địa nhị tôn Tạ Thiên Tạ Địa biến sắc mặt, hai người lập tức kết xong thủ ấn, hai cột sáng năng lượng bắn lên trời.
Bốn cường giả hợp sức, bốn cột sáng lập tức ngưng tụ bao phủ trong không gian mấy ngàn thước, bao lại hỏa thổ tôn giả lao tới gần. Hồn anh tự bảo, toàn thân hỏa thổ tôn giả đã phình to đến cực điểm, các vầng sáng khe nứt không gian đen ngòm lộ ra. Đột nhiên cơ thể chướng căng đó nổ cái bùm. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ vang điếc tai. Cơ thể phình to của hỏa thổ tôn giả tự bạo, năng lượng khủng bố chấn động không gian gợn sóng dữ dội. Năng lượng ngập trời càn quét trên bầu trời, năng lượng đáng sợ làm không gian vỡ nát từng tấc. Kinh khí ngập trời ập đến xé rách khe hở không gian đen ngòm. Lực lượng khủng bố như thế bị nhốt trong vòng phòng ngự to lớn mà Kim Lang tôn giả, cùng kỳ tôn giả, thiên địa nhị tôn bày ra. Không gian trong vòng phòng ngự đột nhiên hỗn loạn, khí thế này thì người bình thường cũng khó quan sát được. Trên vòng phòng ngự, lực lượng chấn động mạnh mẽ khủng bố có dấu hiệu nứt giạt, chặn lại năng lượng mạnh nhất ập đến sau đó nó bị chấn vỡ. Vù vù vù, kinh khí ngập trời, trực tiếp đổ ập vào xương trắng tử vong thâm uyên, chấn động làn xương giạt ra. Trong xương trắng là một không gian bao la vô hạn, không nhìn thấy cuối. Cộp cộp, bốn cường giả cùng bị đẩy lùi. Kim Lang tôn giả, cùng kỳ tôn giả thụt lùi ra sau một chút là ổn định thân hình, thiên địa nhị tôn thì lùi khá xa. So với Kim Lang tôn giả và cùng kỳ tôn giả, tu vi của thiên địa nhị tôn kém hơn chút xíu. Nhưng bốn cường giả hợp tác phòng ngự, hỏa thổ tôn giả nỏ mạnh hết đà, hồn anh tự bạo cũng bị hoàn toàn chặn lại. Không gian hỗn loạn, mọi người nhìn, sắc mặt thay đổi. Đặc biệt là đám cường giả thiên địa minh. Lời hỏa thổ tôn giả đã nói sau cuối khiến mọi người mặt lúc xanh lúc trắng. Nhiều cường giả đế đạo minh sợ hãi khâm phục. Hỏa thổ tôn giả này đúng là ác thật. Hỏa thổ tôn giả khá ác, biết rõ chính mình trốn không thoát liền không chút do dự lựa chọn hồn anh tự bạo, xem như một nam nhân đại trượng phu. Khi kinh khí gần biến mất, tất cả trở về như cũ nhưng hỏa thổ tôn giả hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Trên bầu trời, khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên. Lục Lâm Thiên thu tử lôi huyền đỉnh trong tay, huyễn ảnh thanh vũ rực sau lưng vào người. Lục Lâm Thiên nhìn đám người thiên địa minh ở phía xa, mắt lóe tia sáng vui vẻ nói. Cảm tạ các vị tiền bối hợp tác, tiểu tử xin đa tạ. Đương nhiên phải nhắc nhở các vị một chút, sau này ai dám dùng thủ đoạn bỉ ổi thì Lục Lâm Thiên ta tuyệt đối không buông tha. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cố ý vô tình liếc đám người Lan Lăng Sơn Trang, tiếp tục bảo. Cho nên ta tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo ta cùng với đảo Khôn Dương không chết không ngớt, chỉ cần là người đảo Khôn Dương, ta thấy tên nào sẽ giết tên đó. Câu nói lạnh lùng mang theo vẻ tà ác, mọi người nghe vậy mắt hấp háy. Đám cường giả thiên địa minh cực kỳ bực tức, giận dữ. Bầu trời phía xa, trong trận thế thiên địa khác, Tử Đồng trưởng lão đôi mắt sáng ánh mắt sắc bén nhìn chiến đấu. Lục Lâm Thiên này quẻ là kiệt ngạo bất thuần. Tử Yên liếc mắt qua Tử Đồng trưởng lão rồi rời ngay ánh mắt nhìn chăm chú thân hình áo xanh trước mặt. Sư phụ, nhưng Lục Lâm Thiên có vốn liếng kiệt ngạo bất thuần. Mấy hôm trước thiên địa các chúng ta nhận được vài tin tức. Lục Lâm Thiên ở trong Độc Cô gia tộc luyện chế ra chuẩn đế phẩm đan dược, lĩnh ngộ ra vũ khí thiên giai, đánh bại người trẻ tuổi mạnh nhất Thác Bạt gia tộc là Bắc Cung Ngọc Ngọc nên hợp sức với hai người Độc Cô trường phàm mạnh nhất Độc Cô gia tộc hợp tác. Mắt Tử Đồng lóe tia sáng. Hé môi son nói. Điều quan trọng nhất là lĩnh ngộ ra thuộc tính mới. Thiên phú thể hiện ra quá mạnh, thiên địa gió nổi mây phun không ngờ lần này sẽ xuất hiện một người yêu nghiệt như thế. Tử Yên hỏi. Sư phụ nói vậy là trong các đã sớm có quyết định. Đôi mắt đen lấy như bảo thạch lóe ra ánh sáng mê người, khiến tất cả người lóe ánh sáng hút hồn người, khiến người nhìn sẽ chìm đắm trong đó. Tử Đồng hỏi ngược lại. Không phải nha đầu nhà ngươi đã sớm có quyết định sao? Trước tiên từ từ sẽ đến, Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ thuộc tính mới nhưng không bao nhiêu người trong các đại sơn môn biết. Thiên địa các ta cũng đừng truyền tin này ra ngoài. Tử Yên lẩm bẩm. Nghe nói thần nữ của Độc Cô gia tộc là Độc Cô Cảnh Văn sắp đính hôn với hắn. Trên ngọn núi phía xa, mắt thấy hỏa thổ tôn giả bị ép hồn anh tự bạo, sắc mặt cực lạc tam quỷ tái nhợt, ba người hai mặt nhìn nhau. Lòng thầm nghĩ, may mắn bọn họ không thành công giết Lục Lâm Thiên. Cực lạc tam quỷ cho rằng sau khi giết Lục Lâm Thiên, lấy được hai thần khí, thực lực ba người cộng thêm hai thần khí thì trong thiên địa này không còn ai làm gì được ba huynh đệ bọn họ. Cực lạc tam quỷ nghe đồn Phi Linh Môn có đế giả nhưng bọn họ có tính toán của mình nên không sợ. Bây giờ ba người thấy hỏa thổ tôn giả bị buộc tự bạo hồn anh, kinh sợ vô cùng.
cường giả phi linh môn và thánh linh giáo hợp tác, dù Cực Lạc Tam Quỷ lấy được thần khí cũng sẽ chết thê thảm. Ba người không ngốc, luôn suy nghĩ Lan Lăng Sơn Trang không cùng bọn họ âm thầm giết Lục Lâm Thiên, tuy Lộc Linh Tôn giả nói vài lời khiến Cực Lạc Tam Quỷ hơi tin tưởng. Giờ thấy cảnh này Cực Lạc Tam Quỷ mới biết hèn gì Lan Lăng Sơn Trang không dám đánh lén Lục Lâm Thiên. Một vì Lục Lâm Thiên không dễ đối phó, thứ hai vì hắn là một cái tổ ong. Hiện tại trong Thánh Linh Giáo, phi linh môn cường giả như mây, các đại sơn môn cũng không dám trêu chọc, ba huynh đệ Cực Lạc Tam Quỷ dù lần này này gặp xui thật, may mắn nhặt về một cái mạng. Trên bầu trời đã phục hồi như cũ, nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm. Lục Lâm Thiên lắc người vào đội hình đế đạo minh, từng người tự trở lại ngọn núi. Lạc Kiến Hồng vỗ vai Lục Lâm Thiên. Lục lão đệ, thực lực càng ngày càng mạnh rồi, chắc gần đây lại đột phá nhiều. Lạc Kiến Hồng đã quen thấy Lục Lâm Thiên ra tay tu vi, mỗi lần gặp mắt là hắn lại tiến bộ mảng lớn. Xem khí thế vừa rồi, mọi người phát hiện ngay giờ này khắc này thực lực của Lục Lâm Thiên đủ để đứng chung hàng với cường giả mạnh nhất có mặt nơi đây. Hiện tại không có người xem thường Lục Lâm Thiên, cũng sẽ không có người cậy giả lên mặt. Mọi người đã nắm rõ ràng tính cách và thực lực của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Chỉ đột phá chút ít. Lục Lâm Thiên trò chuyện một lúc với tất cả chủ các đại sơn môn. Lục Lâm Thiên là minh chủ đế đạo minh, trưởng môn phi linh môn, những chuyện giao tiếp trần tục này không thể bỏ qua. Trong lúc giới thiệu, Lục Lâm Thiên gặp qua cường giả của các đại sơn môn. Lúc này Linh Thiên Môn có mang Linh Lão Tổ dẫn đầu, Vân Dương Tông do Vân Phi Hồng trong đỉnh viện dẫn đầu. Đám người Thánh Linh Cốc, Tiêu Diêu Bang, Thiên Ưng Lâu thì Lục Lâm Thiên đều quen. Trong bốn môn Đông Hải, có nhiều cường giả Lục Lâm Thiên rất lạ mặt. Lục Lâm Thiên nghe Sư Công Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng giới thiệu, hắn lần lượt chào từng người. Vân Phi Hồng cực kỳ hưng phấn, độ tôn của mình, lại là địa tế của mình có thành tựu như thế khiến lão nở mày nở mặt hẳn ra. Lục Lâm Thiên nghe giới thiệu mới biết Nhật Sát Các trừ phi đao tôn giả, Vạn Linh Linh tôn gia dẫn đầu là một lão nhân khí thế sắc bén trầm ổn tên là Thiết Kiếm tôn giả. Tinh Ngục Các có mang theo một cường giả, người đó cực kỳ nho nhã, gọi là Thất Tinh tôn giả. Đào Kiền Hiên thì trừ Trọng Nham tôn giả, Đồ Linh tôn giả ra, dẫn đầu đội là một lão nhân mặc trường bào màu trắng gọi là Kiền Chính tôn giả. Cuối cùng trong đội hình Đào Thiên Văn, Lục Lâm Thiên sớm biết Thiên Huyễn tôn giả, còn có hai vị Kính Hoa Thủy Nguyệt. Thủ lĩnh là một phụ nhân xinh đẹp lộng lẫy tên Thanh Oản tôn giả. Nhìn Sư Công Thiên Dương tôn giả nhiệt tình với Thanh Oản tôn giả làm Lục Lâm Thiên suy đoán Thiên Dương tôn giả có ý đồ gì đó. Trong đám người, Lục Lâm Thiên đến bên cạnh Đạm Thai Tuyết Phi. Tuyết Phi cô nương, đã lâu không gặp. Chào Đạm Thai Tuyết Phi nhưng Lục Lâm Thiên nhìn Thanh Oản tôn giả, mới rồi Sư Công Thiên Dương tôn giả đã giới thiệu qua người này. Lục Lâm Thiên nhìn lén, cảm giác huyễn công của Thanh Oản tôn giả đã đến trình độ khủng bố, đẳng cấp tu vi cũng cỡ linh tôn bát trọng. Đạm Thai Tuyết Phi hé môi son, mắt đẹp lấp lánh tia sáng nhìn nam nhân mặc áo màu xanh, lòng nổi lên cảm xúc khác lạ. Vài năm không thấy, Lục trưởng môn thực lực càng ngày càng mạnh, khiến Tuyết Phi rất xấu hổ. Mộ Dung Lan Lan liếc mắt qua thân hình mặc áo xanh trước mặt mình, người run rẩy, cắn chặt môi son. Lục Lâm Thiên nói, Tuyết Phi cô nương quá khen. Lục Lâm Thiên đã sớm nhìn chăm chú vào Mộ Dung Lan Lan. Mộ Dung đảo chủ, đã lâu không gặp. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng đã sớm nhìn chăm chú vào Mộ Dung Lan Lan. Lần trước trên Đông Hải, Mộ Dung Lan Lan đột nhiên mất tích, tự mình biến nguy thành an làm Lục Lâm Thiên rất thắc mắc. Trong lúc mơ hồ, Lục Lâm Thiên cảm giác chuyện này khá kỳ lạ nhưng nghĩ mãi không ra. Mộ Dung Lan Lan nói. Đúng là lâu không gặp, ta đã không phải đảo chủ đảo Thiên Vân nữa, hiện tại chỉ tạm giữ chức vị trưởng lão nội đảo. Từ khi chia tay Lục trưởng môn đến bây giờ không gặp chuyện gì xấu đúng không? Giọng nói Mộ Dung Lan Lan trong trẻo lộ ra chút ý cười. Lục Lâm Thiên nói, cũng khỏe, đa tạ Mộ Dung trưởng lão thương nhớ. Chẳng biết tại sao, khi thấy Mộ Dung Lan Lan là Lục Lâm Thiên cảm giác lòng mình khác lạ. Ầm ầm ầm, trong vực sâu trước mặt dây lát lại tiếng nổ vang, Lục Lâm Thiên nhìn sang, trong vực sâu bao la, khí thế hùng hậu kèm theo uy áp, áp lực tuôn ra. Thiên Dương tôn giả nói, không chừng tử vong thâm uyên sắp mở ra. Thanh Oản tôn giả nói, các vị. Vào tử vong thâm uyên khi đó mọi người giúp đỡ lẫn nhau một chút, vậy thì sẽ giảm bớt một số nguy hiểm.
Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, nói. Tiểu tử xin nói trước một câu. Tất cả mọi người là người của Đế Đạo Minh, quan tâm giúp đỡ nhau là tất nhiên. Mọi người hãy nói ra hết trước khi hành động, tránh cho khi đó có điều gì khó nói. Nếu gặp báu vật gì thì người gặp có phần, được lợi dựa theo bỏ ra bao nhiêu công sức. Ta không muốn Đế Đạo Minh chúng ta giống Thiên Địa Minh, các vị tiền bối thấy sao? Trong Tinh Ngục Các, Thất Tinh Tôn giả mỉm cười nói. Ha ha, như thế rất tốt. Ánh mắt Thất Tinh Tôn giả ngạc nhiên liếc qua Lục Lâm Thiên. Mọi người nhìn Lục Lâm Thiên, đều tỏ vẻ đồng ý, không có người phàn nàn. Thiên Dương Tôn giả nói. Tử vong thâm uyên sắp mở ra, nhưng cụ thể mở vào lúc nào thì chưa biết. Nhưng đoán chừng tối đa là ngày mai. Tất cả mọi người nghỉ ngơi trước đi, trong tử vong thâm uyên không tầm thường, cố gắng giữ trạng thái tốt nhất. Bên trong như mê cung, còn có nhiều thượng cổ tàn trận, đại trận, cực kỳ quỷ dị. Mọi người tự tán đi, các đại sơn môn hình thành một trận thế nhỏ. Dung động hỏa thổ tôn giả chết qua đi, mọi người lần nữa tập trung vào tử vong thâm uyên. Tử vong thâm uyên là thứ khiến lòng người sôi sục, mơ mộng sẽ được chút kỳ ngộ ở bên trong. Sắc trời mờ tối, trong tử vong thâm uyên thỉnh thoảng tiếng nổ vang điếc tai. Năng lượng dồi dào và uy áp ngày càng lớn, trên ngọn núi xung quanh tụ tập người đông dần. Trên các ngọn núi khá nhiều người không ngừng kéo vào sơn mạch, trong đó xen lẫn nhiều khí thế. Cường đại mông lung,